tiên phủ hang động khúc kính thông u chưa trấn thủ bên ngoài vô tướng khôi lỗi bên ngoài trong huyệt động đã không còn bất kỳ trở ngại nào tay trải qua một đoạn thời gian tiến lên sau hạ trường minh đám người đi tới hang động chỗ sâu nhất đón phía trước ánh sáng một phương khác cảnh sắc chiếu vào đám người tầm mắt Cỏ xanh manh đệm hoa ý diễm nồng tế thủy trường lưu cảnh sắc thoải mái tâm thần phía trên hang động cũng không nhân thạch che chắn ấm áp ánh nắng xuyên thấu qua cửa hang thắp sáng toàn bộ hang động chu an ninh không nghĩ tới trong huyệt động sẽ là như thế bỏ khoác cảnh giác như thế mê người, mắt nhỏ không ngừng tò mò vừa đi vừa về đảo mắt. Nếu là ở đây thành lập một cái phòng nhỏ, cũng coi như được là thế ngoại đảo nguyên. Hạ Trường Minh trực tiếp đi hướng chỗ sâu nhất, gặp được một bộ xếp bằng ở trên đồng cỏ tiên tôn di hài. Chỉnh cỗ di hài quần áo tả tơi, dù bảo tồn hoàn chỉnh, nhưng cốt chất đen nhánh thâm thúy, tản ra chẳng lành khí tức. Hiển nhiên đã là nhận cực nặng ăn mòn. Bình thường tiên tôn tạ thế, tiên xương cốt linh lực không tiêu tan, tiên cốt trường tồn liền như là xí diễm sơn phong bên trong cổ kia bạch ngọc tiên xương cốt đồng dạng nhưng trước mắt cái này lại là không có chút nào linh lực tức thì bị ăn mòn một điểm tiên tủy không còn đến cùng là cái gì lại để một tôn tiên xương cốt bị ăn mòn đến nước này hạ trường minh cầu chặt lông mày cẩn thận tuần sát một phen phát hiện tiên xương cốt trên tay cũng không đeo linh giới vẻn vẹn có một bản cổ thư đặt ở hai đầu gối của hắn bên trên sách thượng linh uy hiển hách bằng vào cảm giác liền có thể trấn nhiếp nhân tâm tiền bối quái dày hạ trường minh dùng tay một lấy cổ thư là ngón tay vừa chạm đến cái kia sách phong trắng lúc chỉ một thoáng hạ trường minh liền cảm giác được một cỗ khổng lồ hấp lực đem hắn thần thức hút vào trong đó liền mảy may phản ứng cơ hội đều không có hạ trường minh thần thức liền bị hút vào trong đó độc lưu lại thân thể duy trì đụng vào sách tư thế bên ngoài hạ thúc thúc chu an ninh thấy thế kinh hãi vội vàng chạy đến hạ trường minh bên người xem xét lăng gia nhảy đến chu an ninh trên bờ vai nhàn nhạt nói ra tiểu quỷ đầu đừng lo lắng trước người cũng là dạng này lão đại khẳng định là đi cái nào chơi một hồi liền sẽ trở về chu an ninh gặp hạ trường minh thân hồn nhập định đích xác không khác sau cũng yên tâm hạ thúc thúc lợi hại như vậy không có việc gì đúng lúc gặp bây giờ bên ngoài hang động bỗng nhiên chuyển đến lề bước âm thanh chu an ninh cùng lăng ra cau mày nhìn chăm chăm cửa vào đây là đâu hạ trường minh phiêu phù ở không trung nhìn qua từ phía cao sơn lưu thủy rừng rậm trải rộng cảnh tượng trong lòng rất là nghi hoặc hắn biết đây là cái thần thức thế giới có thể hắn còn chưa bao giờ thấy qua giống như thận như thế tỉ mỉ thần thức thế giới cho dù là cẩn thận cảm ngộ cũng có thể cảm thụ thanh phòng lướt nhẹ qua mặt nghe tới chảy xiết nước chảy phẳng phất cùng thế giới chân thật không khác chút nào rất nhanh một cái tiên phong đảo cốt hình dạng tuần tú hòa ái nam tử hư ảnh hiện lên ở hạ trường minh trước người còn chưa chờ hạ trường minh chào hỏi nam tử liền dẫn đầu nhúng tay đánh gãy đang muốn mở miệng hạ trường minh ta biết người rất cấp nhưng người đừng vội hạ trường minh ta chính là vạn pháp tiên tôn đạo thanh minh là nơi đây lưu tại nơi này cũng không phải là ta thân hồn tàn thức mà chỉ là ta một sợi thân hồn lưu âm nếu là ngươi có thể ở đây nhìn thấy ta vậy liền nói rõ ta thân hồn lấy tán thiên địa an ủi thiên linh Đạo Thanh Minh chậm rãi nói, thần sắc thoải mái, bình tĩnh như thường, không có chút nào bởi vì chính mình vẫn lạc mà biểu hiện hối hận cùng không cam lòng. Trước mắt đứng thẳng hư ảnh chẳng qua là một đạo thân hồn lưu âm, mà không phải tiên tôn thần hồn. Hạ Trường Minh trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc hận, khó trách hắn từ đạo Thanh Minh trên người không cảm giác được bất luận cái gì uy áp. Đạo Thanh Minh hai tay thả lỏng phía sau, chậm rãi tiếp tục giải thích nói: Ta thụ ma tộc trọng thương, tự biết thời hạn không nhiều, ở đây lưu lại ta thần thông truyền thừa, mong về sau người hữu duyên có thể kế thừa ta thần thông phát tắc vô luận là ai nếu là đánh bại ta lưu thủ bên ngoài vô tướng khôi lỗi tức coi là thu hoạch được ta tán thành thần thông pháp tắc vừa nghe đến thần thông pháp tắc hạ trường minh kinh ngạc trường lớn hai mắt đây chính là thần thông cảnh trở lên cường giả mới có thể lĩnh ngộ thần thông bản lĩnh thần thông cảnh không chỉ chỉ là mang ý nghĩa cảnh giới đột phá đơn giản như vậy chỉ có lĩnh ngộ hoặc nắm giữ một môn thần thông pháp tắc vừa mới có thể bị coi là chân chính bước vào thần thông cảnh thần thông pháp tắc tùy từng người mà khác nhau cơ hồ mỗi cái thần thông cảnh cường giả lĩnh ngộ thần thông pháp tắc đều khác nhau rất lớn đọc thành bí truyền bình thường là tuyệt sẽ không tùy tiện chuyển ra ngoài còn nếu là muốn một mình lĩnh ngộ thần thông độ khó kia giống như lên trời căn cứ mỗi người ngộ tính khác biệt lĩnh ngộ thần thông trộn tốn hao thời gian cũng chênh lệch rất xa căn cứ hắn sư tôn nói qua có thần thông cảnh cường giả tốn hao mấy trăm năm tuế nguyệt cũng không thể lĩnh ngộ thần thông trung thân dừng lại tại ngụy thần thông cảnh bởi vậy gieo xuống tâm ma trước mắt vị này tiên tôn lại là không chút nào kiêu kiệt muốn tương truyền hắn thần thông pháp tắc ngươi hãy nhìn kỹ ta chỉ biểu thị một lần có thể cảm ngộ bao nhiêu chính là vận mệnh của ngươi đạo thanh minh quay lưng lại ngón tay chỉ hướng trước mắt này phương thần thức thế giới thiên địa ngạo nghĩa nói nơi đây là ta thần thức thế giới cũng là ta thần thông pháp tắc lĩnh vực cổ hiển ta thần thông pháp tắc tên là một phương giới chính là thần thông vạn pháp này phương thiên địa ở giữa ta tức là thiên địa vạn pháp trưởng khống giả đạo thanh minh mỗi chữ mỗi câu đều rót vào hạ trường minh trong tai nhập tâm thần tại hạ trường minh linh hải bên trong nhắc lên từng đạo gợn sóng vẻn vẹn chỉ là nghe đạo thanh minh trình bày tâm thần liền đã không tự chủ chuyển động Đạo Thanh Minh đem ngón tay chỉ hướng trên trời cao, nhẹ nhàng vung xuống, trong miệng khẽ đọc, thiên lôi, rơi, chỉ một thoáng, bầu trời trong trẻo phía dưới, một đạo màu tím kinh lôi mãnh nhiên đánh xuống, tiếng sấm đinh tài nước ốc. một tòa đứng vững sơn phong bị nháy mắt biến thành đất bằng, hóa thành phế tích đá vụn, này còn chưa, chỉ thấy Đạo Thanh Minh lại lật tay che trưởng, chậm rãi vừa nhấc, sơn nhạc lên, mặt đất một trận rung động, một tòa nguy nga sơn phong đột nhiên đột một từ mặt đất mọc lên thay thế vừa mới bị biến thành phế tích hồ sâu môn xuất phát tùy thiên địa vạn pháp nghe theo hiệu lệnh cùng đại cỡ nào thần thông pháp tắc đạo thanh minh cánh tay rung lên lên miên sơn mạch đứng vững mà lên trong nhảy mắt địa viêm phà toái dung nham dâng trào ra nhướng mày thiên địa đột biến mây đen dày đặc thế gian ảm đạm phai mờ ở phương thế giới này hắn chính là chúa tể chỉ cần hắn nguyện trong khoảnh khắc có thể khiến sông núi phá vỡ nhật nguyệt vô quang hạ trường minh trong lòng rung động trong lòng hình như có cảm ngộ linh hải bên trong thình lình nhiều hơn một bản tên là một phương giới sách đợi đạo thanh minh biểu thị xong hắn thần thông vạn pháp hạ trường minh nội tâm đều thật lâu chưa thể bình phục đây chính là ta thần thông vạn pháp một phương giới thần thức khuếch tán chỗ tức là một phương giới lĩnh vực bên trong có thể hiệu lệnh thiên địa vạn pháp nhưng muốn nhớ lấy này thần thông tất nhiên uy lực phi phàm nhưng hiệu lệnh thiên địa vạn pháp cực kỳ tiêu hao linh lực không thể tùy ý thi triển đạo thanh minh thầm thiế dặn dò hạ trường minh tối nay mỉm cười linh lực ngượng ngùng hắn chính là không bao giờ thiếu linh lực cuối cùng ta cũng đem vô tướng khôi lỗi luyện chế điều khiển chi pháp cùng nhau trao tặng ngươi nhìn ngươi có thể kế thừa ta thân thông vạn pháp đem về kia ma tộc hạng giả ảo tù cơm đều chảm diệt đạo thanh minh đầu ngón tay gảy nhẹ một đạo linh quang cắm vào hạ trường minh cái chán bên trong linh hải lần nữa thêm ra một bản huỳnh quang cổ thư vô tướng khôi lỗi bí truyền làm xong đấy hết thảy đạo trường minh thân ảnh dần dần tiêu tán hạ trường minh chắp tay cảm kích nói đa tạ tiền bối dạy bảo ngay tại hạ trường minh thần thức đắm chìm tại trong một thế giới khác lúc bên ngoài làm hộ pháp cho hắn chu an ninh cùng lang gia đã nghênh đón khách không mời mà đến vương thiên dẫn theo vương gia một đám đệ tử khoan thai tới chậm tiến vào hang động xa xa bên ngoài hắn liền bị hạ trường minh cái kia khuynh thiên một kiếm hấp dẫn lại đây trung học gặp được thần hồn trạng thái nhập định hạ trường minh phòng đoán đến hẳn là tại tiếp nhận tiên tôn truyền thừa hạ trường minh đã là như vậy biến thái thực lực nếu là lại để hắn thu hoạch được tiên tôn truyền thừa cái kia còn phải thái vương hai nhà kế hoạch lúc này chính là thời khắc mấu chốt nhất không cho phép nửa điển sai lầm thừa dịp hạ trường minh bất lực phản kháng nhất định phải ngăn cản hắn vương thiên sắc mặt ngưng trọng đối ngăn tại trước người chu an ninh nói ra ta nhận ra ngươi ngươi là thiên chủ tam hoàng tử chi tử chu an ninh điện hạ điện hạ tốt nhất tránh ra ta cũng không muốn giết ngươi hừ thiếu giả mù sa mưa thái gia cùng vương gia hợp mưu giết hại những tông môn khác ý đồ mưu đồ làm loạn ta đã sớm biết chờ ta ra định hướng ra ra bẩm báo chị ngươi thái vương hai nhà mưu phản chi tội chu an ninh tay cầm phượng viêm hỏa vũ kiếm trực chỉ vương thiên lạnh giọng nói vương thiên kinh ngạc nhìn qua chu an ninh trong tay tiên kiếm liếc mắt một cái liền nhận ra kiếm này phi phàm lại quan sát tỉ mỉ chu an ninh toàn thân cao thấp càng phát giác nàng khí chất thoát tục ẩn có tiên ý liên cảnh giới cũng tăng lên không ít nàng đã tại này bí cảnh bên trong lấy được tiên duyên truyền thừa vương thiên trong đôi mắt tắt ra một chút ao ước ngay sau đó thật sâu thở dài hắn vốn không dự định giết chu an ninh bởi vì hắn cũng không thích lạn sát kẻ vô tội vương gia cùng thái gia hợp mưu để hắn cùng thái tễ thông gia hắn đều là cực lực phản đối thế nhưng phụ thân hắn ý đã quyết vì vương gia tương lai hắn cũng chỉ đánh thuận theo tiến vào bí cảnh sau hắn cũng là tận sức tại tìm kiếm tiên duyên kỳ ngộ nhưng hôm nay chu an ninh thu hoạch được tiên duyên truyền thừa nếu để cho nàng sống sót từ bí cảnh bên trong rời đi phát hiện thiên đồ trì biến này sau đối vương gia nhất định sẽ là cái to lớn nguy hiếp hắn chỉ có thể thừa dịp chu an ninh cánh chim không gió trước trước đêm hắn bóp chết xin lỗi nhiều đến tội vương thiên ánh mắt ngưng lại tay ngưng hổ chảo thân hình lóe lên đánh thẳng chu an ninh ít hầu lấy hắn thiên nhân cảnh đỉnh phong thực lực đối phó tông sư cảnh chu an ninh vẫn là dư xài chu an ninh nhớ chặt tú lông mày cầm kiếm ngân tại trước người cho dù là chết nàng cũng muốn thủ đến hạ trường minh trở về đột nhiên một đạo hắc ảnh hối hả từ vương thiên trước người hiện lên kéo xuống một đạo thâm đen bóng tối vương thiên lúc này cảm nhận được nguy cơ của quyết thu tay về chào thân hình nhanh lùi lại có thể mặc dù như thế vương thiên hết hầu vẫn là bị xẹt qua một đạo nhàn nhạt vết máu đại thiếu gia vương thiên sau lưng một đám vương gia đệ tử vội vàng trao hỏi nói vương thiên do tay lên ý bảo bọn hắn không ngại Nếu mày nhìn về phía tập kích hắn đạo hắc ảnh kia thiên nhân cảnh đỉnh phong u ảnh thương lang ngược lại là hiếm thấy nhận được bản đại gia bản thể coi như có chút kiến thức bản đại gia cho ngươi một cơ hội tranh thủ thời gian trơn chu xéo đi nếu không nhưng là đi không được lang gia giống con tiểu cầu một dạng đứng ở cột đá phía trên trong miệng liếm náp trên lợi chảo sắc bèn ánh mắt nhìn chằm chằm vương thiên đám người vương thiên không do dự nữa toàn thân một cô ám kim sắc linh lực bảo động thân hình đột nhiên tăng vọt mấy lần tứ chi tráng kiện cường tráng dáng vẻ khôi ngô hùng tráng một ngày mắt liền từ một cái tuần tù thiếu niên bộ dáng biến thành một cái khôi ngô mãnh nam kích phát kim hổ yêu thú huyết mạch chi lực vương thiên mắt nâu tóc nâu bên ngoài thân có kèm theo lông thú giống như một cái đứng thẳng điếu tình mãnh hổ thanh này còn tại liềm móng vuốt lăng ra nhìn trợn mắt hốc mồm móng vuốt đều ngưng kết ở giữa không trung không phải ngươi cũng là yêu thú sao đồng loại lăng Gia không khỏi hiếu kỳ hỏi thay thế nào vương thiên đều giống như một cái triển lộ ngụy thân yêu thú không đúng là sao hắn còn giống yêu thú vương thiên ánh mắt nhìn chằm chằm lăng Gia mọc ra lợi chảo ngón tay thì là chỉ hướng chu an ninh đối sau lưng những người khác nói ra cái này u ảnh thương lăng giao cho ta các người phụ trách giải quyết đi chu an ninh vâng một đám vương gia tử đệ tức khắc rút ra binh khí thả người thẳng hướng chu an ninh lăng gia muốn đi ngăn cản một giây sau vương thiên thân hình lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn một phát bắt được cổ của hắn thẳng tác tiến đụng vào sau lưng trong vách đá vách đá trong khoảnh khắc đổ sụp cho bụi đá vụn mạn thiên phí vũ xuyên thấu qua cho bụi lờ mờ có thể nhìn thấy hai cái thân ảnh khôi ngô mười ngón giao hợp chăm chú mà quấn quyết lấy nhau lúc này lăng gia cũng đã khôi phục lăng nhân tư thái một sói một hổ cái chán chạm vào nhau cùng một chỗ lẫn nhau muốn rách cả mí mắt nghe răng nhe miệng mà chừng mắt đối phương dưới chân dẫn ra thật sâu hố to hai người lực lượng thế lực ngang nhau nhất thời khó phân cao thấp tới á cùng bản đại gia tới một trận chân nam nhân ở giữa cường rắn phanh cường rắn kích tình va chạm mà ha 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 lang gia hưng phấn mà đại hồng đại khiếu minh minh trên tay mình cũng đã nổi gân xanh vẫn không quen đối vương thiên diễu còn nói làm sao vậy con mèo nhỏ cũng chỉ có điểm này khí lực sao bản đại gia con chỉ dùng không đến ba thành lực đâu vương thiên có chặt lông mày vốn nghĩ tốc chiến tốc thắng không nghĩ tới trước mắt cái này u ánh thương lang không khỏi tốc độ cực nhanh liền lực lượng cũng không chút nào thua hắn mà lại cái này u ảnh sói nói nhảm tập nhiều miệng còn vô cùng thiếu vương thiên nhất tiếng giống giận thôi động linh lực lần nữa bộc phát trong cơ thể huyết mạch chi lực bắt đầu một chút xíu đem nàng ra hướng về sau đẩy ngang năng ra gặp chuyện không dây mặt đỏ lên gắt gao cắn chặt răng nanh sử xuất toàn bộ sức mạnh ý đồ ngăn cản một bên khác chu an ninh một bên che chở hạ trường minh một bên đã là liên chảm hai người trong tay tiên kiếm vung vẩy như phượng nhảy múa vậy hoa lệ lóa mắt mấy tên tông sư cảnh lại là không làm gì được nàng nửa phần Chu An Ninh dành thời gian nhìn Lang Gia, gặp hắn lâm vào xu hướng suy tàn, liền hướng hắn hô: Tiểu Hắc Cẩu, ngươi lại chống đỡ một hồi, chờ ta giải quyết bọn hắn, ta liền đi giúp ngươi. Cái dám, bản đại gia cần ngươi giúp, con có nói cho ngươi bao nhiêu lần, bản đại gia là sói, cho bản đại gia đem cái này mèo con đánh nằm sấp, đi giúp ngươi còn tạm được. Bản đại gia mới là hộ vệ của ngươi, chỉ là tiểu quỷ đầu, ngoan ngoãn chờ lấy. Lang Gia lúc này tức giận phản bác, chưa hạ Trường Minh bên ngoài, hắn không cho phép còn có người thứ hai xem thường hắn. Lăng gia nhếch miệng cười một tiếng, trong tay lực lượng bỗng nhiên co vào. Vương Thiên bởi vì dùng sức quá mạnh, thân thể không khỏi hướng về phía trước nghiêng về phía trước, mà lăng gia thân thể hai bên đột nhiên chui ra nhiều lần bóng đen. Hai đạo bóng đen đều huyễn hóa thành lăng gia bộ dáng, cười đối với hắn ngực trùng điệp tới hai quyền. Vương Thiên hai tay còn bị lăng gia nắm trong tay, bất ngờ không đề phòng, nặng nề mà nện vào sau lưng vách đá ở trong. Lăng gia nhảy mắt lại đem huyễn hóa ra phân thân thu hồi, kêu to mà xông vào trong vách đá đối Vương Thiên điên cuồng mà vung về trọng quyền. Hai người chiến đấu càng kịch liệt, cơ bản thời khắc ôm ở cùng một chỗ nuôi một quyền ta một quyền hung hăng nện ở trên mặt của đối phương một hồi nện vào một chỗ khác trong lòng đất một hồi lại công thủ trao đổi đem đối phương khẳng tiến một chỗ khác trong vách đá toàn bộ sơn phong đều đi theo vì đó run rẩy ha 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 thoải mái mặt mũi bầm dập lang ra lại lại cho vương thiên trên mặt một quyền sau hưng phấn hết lớn công họa chứng minh đánh căn bản là chỉ có một cách bị đánh một điểm ý tứ đều không có đây mới là hắn mong đợi nam nhân ở giữa chiến đấu phượng diễm hỏa vũ chu an ninh tiên kiếm chém ngang mà qua mấy trăm miếng hỏa vũ lưỡi kiếm tập sát mà ra còn sót lại mấy tên vương gia đệ tử cũng bị hỏa vũ xen kẽ trăm lỗ một mặt khó có thể tin mà ngã xuống đất liên tiếp kịch chiến mười mấy tên cùng cảnh giới cường già chu an ninh đã là thân mệt kiệt lực thờ hồng hộc đem tiên kiếm cắm trên mặt đất treo chống thân thể nếu không phải có tiên kiếm nơi tay năng thật đúng là không cách nào thủ thắng đợi nghỉ ngơi một lát sau chu an ninh đang muốn tiến lên hiệp trợ lăng già lúc một bàn tay bỗng nhiên khoác lên trên vai của nàng hạ trường minh chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại đứng ở sau lưng nàng hạ thúc thúc chu an ninh ngoái nhìn mừng rỡ nhìn qua hạ trường minh hạ trường minh cười nói khổ cực người an ninh chu an ninh khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng cố ý rưỡi ra tuyết cái cổ một giống trước đó một dạng để hạ trường minh vứt ve đầu có thể nhắm mắt đợi nửa ngày hạ trường minh sớm đã từ bên cạnh nàng đi tới chu an ninh không khỏi bữu môi ra đi đến hạ trường minh bên cạnh nhìn qua còn tại kịch liệt va chạm năng ra cùng vương thiên hai người chu an ninh hơi lo lắng mà hỏi thăm hạ thúc thúc chúng ta không đi giúp giúp tiểu Hắc sao Hạ Trường Minh cười lắc lắc nói ra, không cần, ngươi nhìn hắn không phải chơi thật vui vẻ sao, để hắn lại chịu sẽ đánh á. Vừa dứt lời, lăng ra liền bay ngược mà ra, liền tiếp đụng gãy mấy cây cột đá. Một đường trượt đến Hạ Trường Minh dưới chân, lăng ra ngẩng đầu liếc mắt một cái, phát hiện Hạ Trường Minh đang cúi đầu nhìn xem hắn, chỉ phải lúng túng cười nói, lão đại, ngươi tỉnh rồi, chật chật chật. Ngươi không phải luôn là nói khoác chính mình bao nhiêu lợi hại sao? Như thế nào bị sửa chữa thảm như vậy? Nhìn qua vết thương chẳng chịt, một thân máu ứ động lăng ra hạ trường minh mở miệng kích nói bản bản đại gia đó là tại để cho hắn cho lấy nhìn bản đại gia đem hắn xé nát lăng ra của nhiên giận tím mặt lập tức xoay người vọt lên thế phải chứng minh chính mình thân hình hóa thành bóng đen không ngừng từ vương thiên quanh người chợt lóe lên hình như quỷ mị u ảnh hắn rốt cục nhớ tới chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo ưu thế tốc độ vương thiên ảnh mắt không ngừng mà vừa đi vừa về bước đi thong thả xem nhưng thủy trung không cách nào bắt được lăng ra thần ảnh hơi không chú ý trên người các nơi liền sẽ thêm ra từng đạo vết thương máu chảy rầm rề toàn thân mình đầy thương tích trên người không chỉ có là máu ứ động còn có rất nhiều to to nhỏ nhỏ vết thương vết cắt đã là có không nhỏ thương thế mà hắn cho dù may mắn đánh trúng lăng gia lăng gia rất nhanh liền sẽ lại lần nữa hóa thành bóng đen biến mất phảng phất vô hại đồng dạng lại lần nữa tập sát mà đến vương thiên như thế nào cũng không nghĩ tới lăng ra thân thể sẽ bền bỉ như vậy lại là do hẳn thù hóa sau còn mạnh hơn mềm dai thượng một chút tốc độ lại là nhanh như vậy không thể lại mang xuống bây giờ hạ trường minh đã tỉnh lại không cơ hội có thể nói hắn phải nhanh một chút đánh bại lang gia nghĩ biện pháp thoát thân vương thiên bỗng nhiên nhắm hai mắt lại cài thanh băng vào thần thức cảm giác cùng khí tức khóa chặt lang gia thân ảnh cái này ủ ảnh thương lang mặc dù rất mạnh nhưng không quá thông minh dáng vẻ hắn vẫn có cơ hội đánh bại hắn làm sao vậy mèo con sợ không dám nhìn đúng không bản đại gia muốn tới rồi lang gia thân hình vẫn như cũ như quỷ ảnh vậy bốn phía du thoán đắc y hướng vương thiên cười nhạo nói sau một khắc thân hình lười lên đột nhiên từ chính diện vồ giết về phía vương thiên hừ ngu xuẩn lại từ chính diện đành lén ngươi không khỏi quá coi thường ta vương thiên vương thiên bỗng nhiên mở hai mắt ra cánh tay phải cương phóng hội tụ hổ uy ngưng tụ thành kèm theo gầm lên giận dữ trung điệp nẹn ở lang gia trên đầu lang gia âm thanh thật sâu nẹn vào mặt đất ở trong có thể vương thiên sắc mặt lại không một tia mừng rỡ ngược lại trao mày vừa mới hắn một quyền kia xúc cảm rất kỳ quái không hề giống nẹn ở vật thật phía trên rất nhanh vương thiên liền nghi để lang gia từng thi triển huyễn hóa phân thân chi thuật sắc mặt đại biến trong lòng kêu to không ổn nhưng mà thì đã trễ phía sau lưng hàn phong lạnh thấu xương vương thiên vừa mới trở lại lang gia liền đã nhẹ răng nhếch miệng hướng về phía hắn cười vuốt sói khảm tiến vào lồng ngực của hắn đem hắn từ không trung hung hăng đè vào trên mặt đất một đường báo táp lôi kéo cuối cùng trùng điệp ném đến hạ trường minh dưới chân lão đại thấy không bản đại gia nhẹ nhóm giải quyết lang gia nhảy về hạ trường minh trước người dương dương đắc ý vành lên cái mũi nói hạ trường minh cũng không nghĩ tới lang gia lại thật sự đánh bại vương thiên hơn nữa còn động não khiến thầy tán thưởng một câu làm rất tốt hắc hắc vậy cái này muốn ăn rồi à được bền tán dương lăng gia sán nạn cười một tiếng chỉ vào trên đất vương thiên hỏi vương thiên ngực máu tươi chảy dòng dãy ruộng chống đỡ lấy thân thể ngẩng đầu nhìn về phía hạ trường minh tự biết đại thế đã mất ngược lại thoải mái cười một tiếng là ta thua giết ta đi hắn bại liền thua ở đánh giá thấp lăng gia thực lực càng đánh giá thấp hơn trí tuệ của hắn không nghĩ tới lăng gia sớm tại hóa thành bóng đen phi nhanh trên đường liền âm thầm huyễn hóa ra phân thân chân thân sớm đã trốn ở trong tối thua không oan Hạ Trường Minh nhìn chăm chú Vương Thiên mở miệng hỏi, ngươi vẫn chưa thi triển toàn lực á? À? Vương Thiên nghe vậy sững sờ, ngay sau đó khẽ cười nói, này đều không thể gạt được ngươi, đã là sống chết trước mắt, vì cái gì còn giữ lại thực lực, chẳng lẽ là chuẩn bị đối phó ta? Hạ Trường Minh mỉm cười, chỉ Minh trêu chọc nói, không nghĩ tới Vương Thiên nghiêm túc nhẹ gật đầu, không sai, vốn định bảo tồn thực lực đối phó ngươi, nhưng nhìn thấy ngươi sao, ta liền từ bỏ, huống hồ ta cho dù thi triển toàn lực cũng chưa chắc đánh thắng được hắn. Vương Thiên ánh mắt nhìn về phía Nhu Thuận đứng tại Hạ Trường Minh bên cạnh Lang Gia, tự diệu nói: Thế nhân đều áo ước ta Vương gia tiên tổ từng đã ăn hắc long kim hổ yêu thú huyết nhục, có thể kích phát vô tận tiềm lực, thu hoạch được yêu thú chi lực, có thể lại có bao nhiêu người biết? Càng là kích phát trong cơ thể yêu thú chi lực, vô luận là thân thể vẫn là tâm thần, đều tại một chút xíu bị trong cơ thể yêu thú huyết mạch đồng hóa ăn mòn. Một khi thật sự cường ép kích phát trong cơ thể yêu thú huyết mạch, có lẽ liền rốt cục biến không trở về nhân dạng. Vương Thiên nhìn lấy Minh Hồ trưởng, thần sắc tự diễu, cùng lấy một cái hồ yêu bỏ mình đi. Thế thì không bằng liền như vậy lấy một người thân phận chết đi, chỉ ít trước khi chết hẳn vẫn là Vương Thiên. Không nghĩ tới Vương gia ngược lại là còn có cái có thể để cho hắn lau mắt mà nhìn. Hạ Trường Minh trịnh trọng nhìn chăm chú Vương Thiên một lát, sau đó nhàn nhạt, nhạt đối lăng Gia cùng Chu An Ninh nói ra: Chúng ta đi thôi. Dứt lời, trực tiếp từ Vương Thiên bên cạnh đi qua. Lăng Gia một mặt không hiểu, hỏi: Ai? Lão đại, không giết sao? ta đánh rất khổ của ca, Liền nằm dạp trên mặt đất Vương Thiên cũng là một mặt kinh ngạc, không rõ Hạ Trường Minh vì cái gì liền như vậy buông tha hắn. Không phải nghe nói Hạ Trường Minh cực kỳ mang thù, gặp địch tất sát sao? Ngươi, ngươi vì cái gì không giết ta? Vương Thiên quay đầu lại không hiểu hỏi. Hạ Trường Minh dừng bước, nhiều lần suy tư một cha phen, mới nói ra. Ta đang vội vàng đi tìm mẹ ta tử, không rảnh phản ứng ngươi. Liền, chính là như thế cái lý do. Vương Thiên thần sắc càng thêm kinh ngạc phức tạp, không hiểu tiếp tục nói ra, vậy ngươi có thể giết ta lại đi à? Hạ Trường Minh trên mặt hơi hơi run rẩy, vốn cho rằng Vương Thiên thật thông minh, như thế nào ra hỏa này như thế ngu xuẩn đâu, cho bậc thang cũng không biết hạ. Một bên Chu An Ninh sớm đã biết Hạ Trường Minh là muốn buông tha Vương Thiên nhất mã, thấy tình cảnh này không khỏi che miệng cười khẽ. Hạ Trường Minh không kiên nhẫn chỉ vào một bên cột đá nói ra, ta lời nhắc động thủ giết người, ngươi nếu là muốn chết, bên kia có cái cột đá chính ngươi đâm chết à vương thiên ngờ ngác nhìn về phía cột đá rốt cục minh bạch hạ trường minh cũng không cố ý giết hắn trong lòng một trận suy nghĩ sau tại hạ trường minh sắp đi xa lúc hướng về phía phía sau hắn nói ra thái kiệt chính là cái kia thải ra lão tổ thực lực cụ thể ta cũng không biết nghi đền cũng là thiên tôn đứng hàng mặt khác thái kiệt phía sau tựa hồ có khác khác ta biết đến chỉ có nhiều như vậy hạ trường minh ở lại bước chân hơi hơi nghiêng đầu tự hỏi muốn hay không đem thái tây chuyện nói cho vương thiên nói thế nào hai người cũng là có hô nước quan hệ đâu có thể nghĩ lại vương thiên cũng đã thảm như vậy cũng không cần nói cho đỉnh đầu hắn xanh mơn mở chuyện đi miễn cho hắn thật sự nghĩ quẩn đập đầu chết đến trên trụ đá hạ trường minh bước chân đạp nhẹ hóa lấy trường hồng vút không vẫn là đi tìm hắn nương tử quan trọng đã ít thấy mặt trời lặn gặp qua nàng không biết cô gái nhỏ này đang làm gì nhanh nhanh lên nữa hạ minh người mau cùng lên trong rừng cây hạ nhược băng mang theo hạ minh cùng mặt khác ba tên trưởng lão đệ tử cấp tốc xuyên qua thần sắc tràn đầy lo lắng cùng kinh hoàng thỉnh thoảng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía sau lưng nhược băng tỷ ta ta không được các ngươi không cần quản ta các ngươi mau chạy đi hạ minh thở hồng hộc dừng bước đối hạ nhược băng nói liên tục hai ngày không biết ngày đến tốc độ cao nhất chạy trốn hắn đã linh lực khô kiệt thân thể mệt mỏi không được ta có thể nào đưa người bỏ ở nơi này ta có người đi hạ nhược băng tú lông mày nhíu một cái quay lưng lại ý bảo hạ minh đi lên hạ minh thần sắc kiên định lắc đầu nhược băng tỷ người cóng ta chạy không được các người đi trước ta lưu lại thấy các người kéo dài thời gian muốn đi cùng đi hạ gia sẽ không bỏ rơi bất kỳ người nào mặt khác sắc thanh tú nam tử quay người trở lại ánh mắt kiên nghị nói tại bên cạnh hắn cương nghị nam tử phụ họa nói Hạo nhiên nói rất đúng đại không được cùng vương đằng cái kia hỗn đàn liều mạng ta liền không tin trước khi chết còn không thể đào hắn một miếng da xuống nhưng có thể ta rất sợ hãi cái cuối cùng giá người tương đối nhỏ nhắn sinh sản nữ tử nhút nhát nói đứa bé được chiều trộm đừng sợ chúng ta không có việc gì hạ nhược băng sông nhỏ nhắn cặp sinh sản nữ tử a nổi nhưng nàng thần sắc cũng không có nói đứng lên như vậy nhẹ nhõm, cau mày Mới đầu năm người tiểu đội tiến vào bí cảnh sau 10 phần thuận lợi, hợp lực chém giết vài đầu siêu phàm cảnh yêu thú, thậm chí thiết kế phối hợp đánh giết một đầu thiên nhân cảnh yêu thú. Ở trong bí cảnh tu hành được ích lợi không nhỏ, càng là có cùng nhau qua mệnh sinh tử kinh lịch. Nhưng mà, tại hai ngày trước thật vừa đúng lúc gặp vương gia người, dẫn đầu vẫn là cái kia giết người biến thái cùng ma, vương đằng. Vì bảo mệnh, năm người một mực liều mạng trốn dòng dã hai ngày hai đêm, đám người sớm đã đều là tình trạng kiệt sức. Nhược bang nghe ta, cùng một chỗ cùng vương đang liều mạng, hạ chính thanh nổi giận đùng đùng nói lần nữa hạ nhược băng không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt hạ chính thanh đề nghị bọn hắn năm cái tuyệt không có khả năng là vương đằng đối thủ đều lưu lại sẽ chỉ là tăng thêm không sợ thương vong thôi các người đi ta lưu lại tu vi của ta tối cao hẳn là có thể kéo lại vương đằng một lát đi qua một phen suy nghĩ sau hạ nhược băng ánh mắt kiên nghị mà nói với mọi người không được đám người lúc này chăm miệng một lời bác bỏ nói hạ nhược băng còn muốn thuyết phục đám người bỗng nhiên lớn mắt lạnh sau lưng thình lình vang dội tới vương đằng âm thanh Muốn ta nói, các ngươi không cần nhao nhau, bởi vì các ngươi đều phải lưu lại. Vương Đằng đứng ở trên nhánh cây, từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống mọi người nói. Bên hông đầu hổ kim đao càng trói sáng. Tại phía sau hắn còn đi theo mười mấy tên vương gia đệ tử, đã là đem hạ nhược băng bọn người đoàn đoàn bao vây. Ta đang tìm hạ trường minh, các ngươi biết hắn ở đâu sao? Ai nói ra trước đã, ta có thể để hắn chết thống khoái một điểm. Vương Đằng lạnh lùng mọi người nói. Từ khi tiến vào bí cảnh, hắn vẫn tại tìm kiếm hạ trường minh thân ảnh. Vì thế hắn góp nhặt hồi lâu sát ý cũng không phóng thích qua, thật vất vả gặp phải mấy cái hạ gia người, đương nhiên phải hảo hảo đùa bỡn một phen, hưởng thụ một chút đi săn niềm vui thú. Hạ Nhược Băng dựng thẳng lên lông mày lạnh lùng nói, chúng ta không biết gia chủ đi đến nơi nào, coi như biết cũng sẽ không tuyệt sẽ không nói cho ngươi. Vương Đằng cao mày nhìn qua Hạ Nhược Băng, trên người sát ý hiển lộ, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, để cho người ta không nghĩ ra, căn bản đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Không tệ không tệ, rất ít người dám nói với ta như vậy lời nói. Các người hạ gia người đều là thú vị như vậy sao? Người tên là gì? Vương Đằng đối Hạ Nhược Băng hỏi. Hạ Nhược Băng? Hạ Nhược Băng không sợ hãi chút nào trả lời. Tốt, ta rất vừa ý ngươi. Tại ta đoạt đến tạ hoa linh trước đó, trước hết cùng ngươi chơi đùa à? Ngươi nhưng phải trải qua được chơi mới được à. Bằng không thì ta sẽ rất thất vọng. Vương Đằng mặt lộ vẻ tàn nhẫn cười một tiếng, trên người linh lực bạo ngược. Ẩn có hắc long yêu ảnh hiện lên sau lưng. Hai mắt nhắm lại, lần nữa mở ra lúc hai mắt đã biến thành một đôi màu xám dựng thẳng đồng. Nghe đồn thật sự, vương gia lại thật sự có long hổ yêu thú huyết mạch chi lực hạ nhược băng ánh mắt ngưng trọng trao hỏi hảo tất cả mọi người chuẩn bị chống cự vương đằng nhếch miệng cười một tiếng lộ ra trong miệng hai cái nanh đối hạ nhược băng đám người khịt mũi coi thường bọn hắn tất cả đều là ta các người ai cũng không cho phép ra tay ai dám tự tiện ra tay ta liền làm thịt ai vương đằng quay đầu hướng vương gia một đám đệ tử uy hiếp nói là vương gia đệ tử nào dám phản bác nhò nhò lùi đến bên ngoài như vậy từ ai bắt đầu trước đâu vương đằng ánh mắt từ hạ nhược băng một đoàn người trên người đảo qua cuối cùng dừng lại ở hạ minh trên người tông xưa cảnh đỉnh phong ta ghét nhất chính là nhìn thấy nhỏ yếu côn trùng ở trước mặt ta kẻ yếu là không xứng còn sống ở thế nói xong vương đằng thân hình nháy mắt từ trên nhánh cây biến mất hạ minh còn chưa phản ứng một cái móng vuốt liền hướng phía hắn mặt đánh tới hạ minh bước ngoặt nguy hiểm hạ nhược băng kịp thời đẩy ra hạ minh nhưng nàng bả vai lại bị vương đằng móng vuốt thật sâu khảm vào xương vai bóp nát nhược băng nhược băng tỉ đám người vội vàng hô to nho nhỏ thì sức mạnh nhất công pháp công hưởng vương đằng một đạo nhanh giống như lưu tinh phi kiếm thẳng bốc vương đằng mi tâm hạ chính thanh thân hình giống như cự lực man ngưu đồng dạng vọt tới vương đằng trước người tụ lực một kích trực kích lồng mực, không trung vạn hoa ngân quang lập lề mỗi một cánh hoa đều giống như lưỡi dao đồng dạng sắc bén tại không trung nhanh chóng tập quyền mấy chục đầu cứng còi tiên đằng từ vương đằng dưới chân thoát ra vững vàng khóa lại toàn thân hắn hạ nhược băng thừa cơ bất ra triệt thoái phía sau hai tay ngừng kết thân kiếm năng không trong chốc lát một thanh từ hẳn băng bám vào băng kiếm treo ở trên không không khí chung quanh đột nhiên hạ xuống mấy chục độ mặt đất nặng yên ngưng xương năm người ở giữa phối hợp ăn ý đã là mười phần lợi hại vương đằng khóe miệng hơi hơi dương lên khinh thường cười một tiếng há mồ một tiếng long ngâm gầm thét thế uy trấn nhiếp bát phương lại là trực tiếp đem phi kiếm đánh bay ngân hòa đánh tan dưới chân tiên đằng trấn vỡ cách cần nhất hạ chính thanh càng là hai lộ tài bốc lên huyết bị đánh bay ngoài mấy chục thước miệng phun máu tươi ngã xuống đất cực băng thần kiếm hạ nhược băng ánh mắt ngưng lại thao túng cực băng thần kiếm cao bay xuống ra vương đằng dáng người lù lù bất động tại băng kiếm tới gần trước người lúc hai tay cầm nắm đem hàn băng thứ cốt băng kiếm lạnh xinh xinh mà chộp vào song trưởng bên trong ra sức đem băng kiếm bóp cái vỡ nát hạ nhược băng thần sắc kinh hãi vương đằng đã là thừa cơ thẳng bước trước người nàng một quyền nện ở bộ mực của nàng phốc hạ nhược băng miệng phun máu tươi ngửa mặt bay ra ngã xuống đất nhược băng tỷ, hạ minh vội vàng chạy đến hạ nhược băng bên cạnh đem nàng đỡ dậy đi Hạ Nhược Băng ý thức mơ hồ nói, cảm thụ được Hạ Nhược Băng thân thể khí tức yếu bớt, Hạ Minh bi phẫn không thôi. Hạo Nhiên ca, đang thành ca, đứa bé được chiều trộm tỷ, các người mau tới đây. Hạ Minh vội vàng đối cái khác người la lên. Khi mọi người đều tụ lại đây sau, Hạ Minh vội vàng từ linh giới bên trong móc ra một tấm bùa chú, Rớt vào linh lực sau đặt tại trên mặt đất. Một ngày mắt, một đạo thanh lam linh lực bình thường bay lên, đem mọi người bao khỏa ở trong đó. Hừ, các người sẽ không coi là thứ này giữ được các người à? Vương Đằng cười khẩy, tay nắm nong chảo trung điệp trọc vào linh lực bình thường phía trên linh lực bình thường cùng vương đằng móng vuốt ở giữa sinh ra kịch liệt linh lực sau khi va chạm vương đằng lại bị đẩy lui ra bốn phía vương ra tất cả mọi người choáng váng vương đằng vậy mà không có một kích đập nát cái này linh lực bình thường liền vương đằng chính mình cũng là hơi sững sờ không những không giận mà còn cười nói ha 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 ngược lại là ta xem thường cái này phá cái lồng. lúc này mới có ý tứ để ta hơi nhiều một chút niềm vui thú á vương đằng màu xám đen linh lực không ngừng từ trong cơ thể tuôn ra thân thể bắt đầu bành trướng làn da mặt ngoài lớn lên ra từng tầng từng tầng đen nhánh lân phiến trên mặt công bố một chút phải rồng rất khó nhìn ra vẫn là người minh long đạp phá vương đằng nhảy lên một cái móng vuốt ngưng tụ sơn hắc phóng loại long trào từ trên trời giáng xuống nặng nề mà nện ở linh lực bình chứng bên trên bé nhọ long trào một chút liền khảm vào linh lực bình chứng bên trong bàn tay nắm chặt cả trương linh lực bình chứng tức khắc phát sinh phá toái ông 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 chúng ta muốn chết tại đây sao mắt thể linh lực bình thường sắp phá toái hạ đứa bé được chiều chuộng sợ nghẹn ngào một bên hạ hạo nhiên an ủi đứa bé được chiều chuộng đừng sợ mọi người đều tại có chúng ta cùng ngươi đâu đúng không phải liền là vừa chết nha không có gì ghê gớm nằm trên mặt đất hạ chính thành cũng miễn cưỡng chống lên thân thể gượng cười nói hạ minh nhìn qua đám người cùng nằm tại trên đùi hắn đã hôn mê hạ nhược băng trong lòng ấy nấy không thôi nếu không phải là bởi vì hắn tu vi thấp nhất mọi người đều cố lấy hắn nói không chừng đại gia đã sớm chạy mất Nhược băng tỷ cũng sẽ không vì cứu hắn mà thân chịu trọng thương. Bây giờ nếu là gia chủ tại thì tốt rồi, nhất định có thể hung hăng giáo huấn vương đằng, thay nhược băng tỷ báo thù. Vừa nghĩ tới đó, hạ minh không khỏi thử chỉ lên trời phát ra cuối cùng một tiếng hò hét. Gia chủ, ngươi ở đâu? Ta nghĩ ngươi, biết biết. Đột nhiên, một đạo âm thanh quen thuộc truyền vào trong tai, một thanh linh kiếm theo âm thanh mà tới, tinh chuẩn mà đâm về vương đằng lồng ngực, tốc độ nhanh như thần hồng. Vương đằng giật mình, hai tay lập tức bắt lấy linh kiếm, cả người một nháy mắt liền bị linh kiếm mang theo bay rớt ra ngoài mấy dạng có hơn ven đường đâm cháy hết thầy chướng ngại đám người kinh ngạc nhìn qua bất thình lình tình trạng không bao lâu một đạo tuấn rất thân ảnh chậm rãi từ trong rừng đi ra bên cạnh hắn đi theo một cái dung mạo cực kỳ tuấn mỹ anh tư tiểu thiếu niên tại tiểu thiếu niên trên bờ vai nằm sấp một cái đen nhánh thú nhỏ người tới chính là trùng hợp đi ngang qua hạ trường minh cùng chu an ninh lúc trước đưa tặng tô nguyệt ly châm gài tóc lúc hạ trường minh ở trong đó lưu thêm một chút tiểu tâm tư nhiều khắc vẽ một cái linh lực ẩn ký vốn là hắn chính căn căn cứ linh lực ân ký phương hướng muốn đi tìm tố nguyệt ly đúng lúc cảm thấy được chung quanh đây quen thuộc linh lực bà động cho nên lại đây tìm tỏi hư thực không nghĩ tới là hạ nhược băng bọn người ta ngộ vương đằng đang đứng ở thời khắc nguy cơ thuận tiện ra tay đánh lui vương đằng nói đến vương đằng đã từng nói muốn giết hắn ấy nhỉ hạ ra đám người nhìn thấy hạ trường minh ánh mắt sáng lên vội vàng la lên gia chủ chỉ cần hạ trường minh vừa xuất hiện đám người phảng phất tựa như là ăn thuốc an thần đồng dạng trong lòng bỗng cảm giác buông lỏng Hạ Minh càng là hai mắt tẫm lệ, nước mũi chảy ngang. Điềm đạn đáng yêu nhìn qua Hạ Trường Minh. Hạ Trường Minh bất đắc dĩ cười cười, cho mỗi cá nhân phân phát một hạt chữa thương đan dược. Sau đó ngồi sổm người xuống xem xét Hạ Nhược Băng thương thế. Khi nhìn thấy Hạ Nhược Băng lồng ngực lóm, xương ngực cơ bản vỡ vụn, thoi thóp bộ dáng sau, Hạ Trường Minh không khỏi đối mắt phát lạnh. Xa đi nghiêm nghị, chữa thương đan dược chỉ có thể chữa trị nội ngoại thương, mà Hạ Nhược Băng xương ngực đã đứt, chỉ sợ xương cốt đã cắm ngược vào trong cơ thể, làm bị thương ngũ tạng lục phủ mệnh đã hấp hối một bên chu an ninh chủ động xin đi nói hạ thúc thúc để an ninh thử một chút ta à. mê mờ nhờ người hạ trường minh cảm thấy chu an ninh có thể sẽ có biện pháp gì đem vị trí nhường cho chu an ninh chu an ninh tại xem xét một phen sau hai tay nhẹ nhàng đặt ở hạ nhược băng ngực một đoàn ấm áp thoải mái dễ chịu hỏa diễm tức khắc đem hạ nhược băng bao khỏa trong đó hạ minh đám người thấy kinh dị liên tục bọn hắn tại này đoàn hỏa diễm bên cạnh lại một chút cũng không cảm thấy nóng rực ngược lại không hiểu ấm áp làm cho người an tâm mà lại hạ nhược băng thương thế trên người lại cũng đang nhanh chóng khép lại thế gian lại còn có như thế thần hòa chỉ là trong chốc lát hạ nhược băng thít chặt lông mày dần dần trở nên thư giãn ra ung dung mà mở hai mắt ra gia chủ hạ nhược băng nhìn qua hạ trường minh nhẹ giọng thì thầm đang muốn đứng dậy liền bị hạ trường minh ấn trở về an ninh đang vì ngươi chữa thương ngươi tạm thời đừng lộn xộn các ngươi đều tạm thời ở lại đây còn lại giao cho ta lang gia ngươi phụ trách bảo vệ tốt bọn hắn hạ trường minh đứng dậy nhìn về phía vương đang bị đánh bay phương hướng ánh mắt băng hàn vô hình sát y bao phủ xuống sát ý lạnh như băng hộ tống khổng lồ linh lực uy áp lạnh vương ra đám người lưng phát lạnh toàn thân run lên muốn trốn lại khó mà xê dịch dưới chân nửa bước Lăng ra lần đầu nhìn thấy như vậy tức giận hạ trường minh Dạ đến nhu thuận nhẹ gật đầu liền một câu cũng không dám nhiều lời hạ trường minh bước ra một bước để tiên kiếm chủ động ra khỏi vỏ phiêu phủ ở bên cạnh đi theo hạ trường minh trong miệng khẽ đọc một tiếng để tiên kiếm giống như một đạo uốn lượn hoa lệ thân hồng từ trong rừng cây xuyên thẳng qua mấy tên vương gia đệ tử tại chỗ bêu đầu không một tiếng kêu thảm thiết trốn còn lại vương gia đệ tử liều mạng thôi động thân thể nhao nhao hướng về sau bỏ chạy đi theo tại vương đằng bên cạnh đều là vương gia tinh nhuệ mỗi một cái đều có siêu phàm cảnh đỉnh phong thực lực liều mạng thôi động linh lực đào vong tốc độ cũng là không chậm hạ trường minh dĩ nhiên là sẽ không để đi bất kỳ người nào đưa tay triệu hồi để tiên kiếm, ánh mắt phát lạnh vung tay chém ra thuần phát phong tuyệt kiếm thức Kim khi bén nhọn vòng tròn trong khoảnh khắc đem phương viên mấy dặm thân cây toàn bộ chặn ngang chặt đứt chạy trốn vương ra đám người cũng cùng thân cây cùng nhau phân thây hai nửa mới ngã xuống đất nếu đối hạ ra ra tay vậy cũng đừng nghĩ đi vương đăng từ đầu đến cuối ở phía xa yên tĩnh thưởng thức ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt đối với vương gia đệ tử chết hắn không thèm để ý chút nào ngược lại càng ngày càng hưng phấn hắn để ý chỉ có hạ trường minh một người gặp hạ trường minh dễ dàng như vậy một kiềm chén giết hơn 10 người hắn đã sớm kìm nén không được trong lòng truyền ý muốn cùng hạ trường minh giao thủ người do cục tới rồi ta có thể tìm người tìm thật vất vả á ta một mực rất muốn thử một chút thiên tôn cảnh đến cùng có bao nhiêu lợi hại vương đằng toán thân chiến ý cùng sát ý bốc lên thân thể lại lần nữa tăng vọt bên ngoài thân dần dần bị lân phiến hoàn toàn bao trùm đầu mọc sừng rồng tay giống như long chảo liền sau lưng cũng lở lên ra một đầu cực giống đuôi rồng đen đuôi nghiễm nhiên hoàn toàn trở thành một bộ bán long nhân đáng sợ bộ dáng trên người bộc phát ra uy áp cùng linh lực còn tại vương thiên phía trên Vương Đằng cùng Vương Thiên không giống, hắn chỉ truy cầu giết cho khát vọng, căn bản không thèm để ý chính mình là người hay là yêu, chỉ cần có thể đánh bại Hạ Trường Minh, liền xem như trở thành Long Nhân thì thế nào. Hạ Trường Minh nhìn qua cơ hồ hoàn toàn yêu thú hóa Vương Đằng, đại khái là đoán được Vương Đằng tại sao lại trở nên như thế. Vương gia Hắc Long Kim Hổ yêu thú huyết mạch thức tỉnh, Vương Thiên thức tỉnh chính là Kim Hổ, mà Vương Đằng thức tỉnh thì là Hắc Long, vẫn là bản tính cực ác, vui dâm thị sát Hắc Long yêu. Vương Thiên sẽ cực kỳ gắng sức kiềm chế chính mình để cho mình huyết mạch thức tỉnh bảo trì tại tuyệt đối thanh tỉnh lý trí trình độ không để yêu thú huyết mạch ăn mòn ý chí của mình mà vương đằng lại là không kiêng nể gì cả không chút nào khắc chế bây giờ hắc lòng huyết mạch sớm đã một chút xíu ăn mòn tinh thần của hắn lần này càng là cường ép kích phát hắc lòng huyết mạch chuyển thành bá long nhân trạng thái lại không phục hồi như cũ khả năng đã không được coi là người vương đằng tay cầm đầu hổ kim đao đầu rồng giữ tợn đáng sợ thần sắc cực kỳ cao hưng phấn mà nói ra thiên tôn cảnh cường giả hàn là có thể thỏa mãn ta đi hạ trường minh thần sắc lạnh lùng mảy may không có đem vương đằng để vào mắt lạnh nhạt nói đương nhiên ta người này tốt nhất giúp người làm niềm vui nói đi người muốn chết như thế nào ha 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 nếu như làm được lời nói cứ việc thử một chút ta à. vương đằng tùy ý cười to một bước đạp mạnh mặt đất thân hình mãnh liệt bắn mà ra dưới chân lưu lại lõm hồ sâu nếu đối phương đều nói như vậy hạ trường minh dĩ nhiên là muốn thỏa mãn hắn lên tay chính là vô song kiếm quyết tuyệt minh hạ trường minh tay cầm đế tiên kiếm nhân kiếm hợp nhất kiếm minh phong rung động tựa như lưu tinh bay mũi tên bay hiện lên tới đi vương đằng thần sắc điên cuồng không lùi mà tiến tới đầu hổ kim đao hoành cán trước người để tiên kiếm mũi kiếm chưa kích kim đao thân đao phát ra khâm bằng và chạm thanh âm một cỗ vô hình linh lực một cỗ xám đen linh lực hai cỗ linh lực khổng lồ ra phong hội tụ lẫn nhau kịch liệt va chạm không màu linh lực bốn phía mà ra linh lực đều tựa như từng đạo vô hình lười kiếm từ vương đằng toán thân cao thấp chém qua vẻn vẹn chỉ là va nhau đụng nhảy mắt vương đằng đã là toàn thể đầy thương tích máu tươi chảy dòng hạ trường minh một tay cầm kiếm một tay thả lỏng phía sau thần sắc hơi kinh ngạc nhìn vương đằng không nghĩ tới vương đằng lại tiếp được hắn một kiếm ngược lại là ngoài ý liệu vương đằng trong tay đầu hổ kim đao đón đỡ tuyệt minh một kiếm mà không lập tức vỡ nát hiển nhiên cũng là một thanh tiên khí vương mãnh ngược lại là cam lòng đem thế hệ ra truyền tiên khí cho vương đằng dùng bất quá cho dù có chuôi này tiên khí hộ thân vương đằng vẫn là phải chết bây giờ vương đằng thần sắc cuồng nhiệt hai tay đỡ đao cánh tay run nhẹ nhẹ đây là vương đằng lần đầu cảm giác được như thế phí sức lại không lo ngược lại còn mừng đây càng thêm nói rõ hắn nhìn chúng người không sai răng rác một tiếng vương đằng trong tay đầu hổ kim đao bỗng nhiên xuất hiện một đạo nhỏ bé sụp đổ ngân vương đằng biết không thể lại tiếp tục cùng hạ trường minh rằng có so đấu linh lực thời điểm còn tiếp tục như vậy trong tay hắn kim đao liền sẽ không chịu nổi trước vỡ nát giống vương đằng một tiếng long khiếu gầm thét nắn ngồi mà ảnh hưởng hạ trường minh sau đột nhiên lui thân chủ động kéo dài khoảng cách đây chính là thiên tôn cảnh sao của nhiên lợi hại thông khoái ha 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 vương Đằng nhìn lấy mình toàn thân cao thấp các nơi kiếm khí vết thương thỏ thích các tiếng cười to nói còn có lợi hại hơn đây này hạ trường minh thản nhiên nói để tiên kiếm trực trí thương khung toàn thân linh lực hướng phía để tiên kiếm mưng tụ một thanh cự kiếm thân ảnh hiện lên thương khung cửu thiên năng liệt linh lực kiếm khí nối liền trời đất ở giữa vương đằng cũng không còn bảo lưu linh lực dốc hết toàn thân chi lực thôi động trong cơ thể hắc long huyết mạch đem linh lực quán thâu đến kim đao bên trong kim quang quang mang lấy lên hổ khiếu sơn lâm vương đằng hưng phấn cùng cộng hưởng theo long âm trấn thiên đây mới là vương gia long hổ yêu tú huyết mạch chân chính truyền thừa hổ khiếu long mâm hai loại yêu tú huyết mạch đồng thời kích phát bộc phát mạnh nhất chi lực long hổ trung phệ vương đằng thả người vọt lên sau lưng mờ hồ hắc long hiện lên mở ra miệng to như chậu máu kim đao chém bổ xuống lại phẳng phất một cái màu vàng mãnh hồ đạp lên hư không hùng mạnh đánh tới hạ trường minh nhắm lại hai mắt hai ngón hướng lên trời nhẹ nhàng vung tay xuống vô song kiếm quyết khuynh thiên cự kiếm thuận thế chém xuống kiếm khí xẹt qua chân trời cả bầu trời phẳng phất đều tùy theo ưu tiên một nửa làm cho người rung động màu vàng mãnh hổ cùng màu đen giao long hư ảnh ý đồ hợp lực đó lấy này khuynh thiên một kiếm chỉ là chạm đến một ngày mắt kim hổ phân thay hắc long chảm eo vương đàng cản rỡ cười to như cũ do lên kim đáo ngăn cản cự kiếm đem vương đàng hung hăng chém xuống tiện thể lại tại trên mặt đất sáng tạo ra một đầu thật sâu khe rãnh xa xa quan chiến hạ nhược băng bọn người thấy tâm thần sợ rung động nếu là lúc trước tông tộc thi đấu bên trên hạ trường minh đối với hẳn nhóm thi xuất chiêu này vậy bọn hắn tất cả mọi người chỉ sợ là muốn làm chàng hô phi yên diệt hạ trường minh đứng ở không trung vẫn chưa thu kiếm mà là nhìn qua mặt đất nhắc lên nồng đậm bụi bạc đợi cho bụi dần dần tiêu tán vương đằng thân ảnh chậm rãi hiện lên hạ nhược băng bọn người quá sợ hãi vương đằng này cũng chưa chết thời khắc này vương đằng tuy nói là may mắn tránh đi vết thương chí mạng nhưng cánh tay chảy đám mắt quần áo tả tơi trong tay đầu hổ kim đao cũng chém làm hai đoạn xem ra vô cùng chật vật Duy nhất không đổi là, vương đằng trên mặt vẫn như cũ mang theo vui sừng ý cười. Ha ha ha, hảo kiếm, hảo một khuynh thiên kiếm thế. Vương đằng đối hạ trường minh tán dương. Sau đó lần nữa do lên trong tay đào vẽ chỉ hướng hạ trường minh, tiếp tục nói ra. Cho dù là thiên tôn cảnh, loại này kinh thiên một kiếm chắc hẳn cũng vô pháp thời gian ngắn thi triển lần thứ hai à. Hạ trường minh không nói lời nào, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Hai ngón lần nữa do lên trời, tại đám người kinh ngạc đến ngay người nhìn chăm chú. Một thanh cùng vừa mới không khác cự kiếm lần nữa ngưng tụ trên trời cao chạm lần thứ hai khuynh thiên một kiếm chém bổ xuống vương đằng kinh hãi nhanh chóng ném ra ba tấm hắc giao thuẫn giáp ngăn tại trước người mỗi một chương hắc giao thuẫn giáp đều là thượng đẳng thần khí nhưng mà cự kiếm rơi xuống theo thứ tự chém vỡ một tấm lại một tấm hắc giao thuẫn giáp cho đến đem vương đằng thân ảnh bao phủ trong đó lần này còn chưa chờ cho bụi tán đi vương đằng tiếng cười to liền từ bên trong truyền ra ha 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 người vẫn không thể nào giết chết ta vương đằng nửa quỳ trên mặt đất còn sót so lại cánh tay phải vỡ vụn trên mặt máu tươi không ngừng mà xa suốt mặt đất nhưng vẫn là sức mặt cản rỡ linh lực của ngươi hẳn là đến cùng rồi á không còn linh lực cho dù ngươi kiếm quyết lợi hại hơn nữa lại như thế nào vương đẳng chắc chắn hạ trường minh linh lực khẳng định không đủ để lần nữa thi triển vô song kiếm quyết mà hắn cường tráng long nhân thân thể tuyệt đối tại hạ trường minh phía trên hạ trường minh mỉm cười nói ra linh lực này bí cảnh bên trong không đều là rất lời bí cảnh bên trong thiên địa linh lực đột nhiên hướng phía hạ trường minh bên người ngưng tụ từng đầu linh lực ngưng tụ mà thành linh khê ở chân trời sản tuôn lấy hạ trường minh lo lửng không trung vì linh tuyển chi nhạn không ngừng chuyển báo trong cơ thể phát họa ra một bộ cả thời gian khó gấp kỳ cảnh trong chốc lát hạ trường minh quanh thân linh lực quanh quẩn để tiên kiếm lại lần nữa tại không trung ngưng tụ thành một thanh cự kiếm thẳng phá thiên tế chàm cự kiếm ba độ rơi xuống lần này vương đằng lại không bất luận cái gì thủ đoạn bảo mệnh vương đằng nhìn thẳng chèn xuống cự kiếm bản thân cảm thụ được đủ để đem hắn sẽ thành mảnh vụn kiếm khí mở rộng vòng tay cười lớn nhanh đón tử vong ha ha, ha. Thông khoái kẻ yếu là không sừng sống trên đời cho dù là chết vương đằng cũng vẫn như cũ không muốn cải biến hắn cái kia biến thái tín niệm bất chấp cự kiếm chém xuống vương đằng thân ảnh tùy theo chôn vùi tại kiếm khí bên trong hạ trường minh thu hồi để tiên kiếm phi thân về tới hạ nhược băng đám người bên người gia chủ thật là lợi hại cái kia vương đằng căn bản không hề có lực hoàn thủ thương thế khôi phục không sai biệt lắm đám người vây quanh ở hạ trường minh bên cạnh cao hứng bừng bừng một mặt sùng bái mà nghị luận nhược băng người thương thế như thế nào hạ trường minh đầu tiên là đối hạ nhược băng chào hỏi nói Hạ Nhược Băng lúc này khí sắc khôi phục như thường, chắp tay nói ra: Nhiều tạ gia chủ nắm an ninh trợ giúp, ta đã không có việc gì. Mê mơ, không có việc gì liền tốt. Hạ Trường Minh yên tâm nói. Hạ Nhược Băng vội vàng đem mấy ngày này phát hiện nói cho Hạ Trường Minh. Gia chủ, Thái gia cùng Vương gia đã bắt đầu ở trong bí cảnh động thủ. Ta còn chứng kiến Thái gia thái kiệt thường phía phu nhân phương hướng đuổi theo. Ta biết, các người đi liên lạc những người khác. Phàm là gặp phải Vương gia cùng Thái gia người, có thể giết tá giết, không địch lại liền trốn. Hạ Trường Minh lạnh giọng dặn dò hạ nhược băng mấy người lính mạnh nhanh chóng triển khai liên lạc bí cảnh các nơi những người khác hạ trường minh thì là tiếp tục chạy tới tô nguyệt ly phương hướng thái kiệt rất có thể là muốn đối tô nguyệt ly động thủ trước đây hạ trường minh đám người đi rồi vương thiên chậm rãi đi đến vương Đằng bị kiếm khí chôn vùi vị trí trên mặt đất ba đạo hang sâu kiếm khí chi uy lưu lại không dứt vương đằng liền thi thể đều không có còn lại vương thiên đã sớm ngờ tới vương đằng sớm muộn sẽ có một ngày như vậy nhưng vẫn là không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài nói vương ra xong rậm rạp trong rừng Tô Nguyệt Ly dáng người kiều đứng ở trong rừng, sau lưng hồ vĩ lắc nhẹ, tinh tế cánh tay ngọc dơ cao lên một đầu yêu thủ cái cổ, yêu thủ tứ chi liều chết dãy rủa, lại như cũ không cách nào tránh thoát. Tô Nguyệt Ly đôi mắt nhắm lại, bàn tay nắm chặt, yêu thủ cái cổ nháy mắt tức gãy, máu tươi vẩy ra đến nàng kiều yếp lạnh diễm trên má, thần sắc nhiều tăng thêm mấy phần yêu mị. Tại cùng hạ trường minh phân biệt sau, Tô Nguyệt Ly liền một đường lao vun vụt hướng phía trong đầu kêu gọi âm thanh tiến đến. Trên đường gặp không ít giống đầu này yêu thú một dạng không biết sống chết tập kích nàng cũng có một chút tu hành giả ý đồ ra tay với nàng cho nên nàng vô cùng nhân từ mà cho bọn hắn một đứa bé một dạng giấc ngủ tiện thể trị liệu một chút xương cổ của bọn họ bây giờ nàng đã cách cái kia tâm thần bên trong kêu gọi âm thanh rất gần có thể dẫn dắt tinh thần của nàng nói rõ này bí cảnh bên trong nên trôn giấu lấy thượng cổ yêu tộc đại năng hạng người ở trong đó nếu là có thể thu hoạch được còn sót lại truyền thừa nàng nhất định phải tìm hạ trường minh hào hảo tính toán những ngày này đối nàng sở tác sở vi mỗi một lần ra pháp bị đánh bao nhiêu dưới, nàng đều nhớ rõ rành mạch đâu. Vừa nghi tới lập tức có thể tự mình thu thập Hạ Trường Minh. Tô Nguyệt Ly khuế miệng không tự giác mà hơi hơi dương lên, lộ ra một cái khuynh thế nhân gian mê người mỉm cười. Nếu là có người bên ngoài tại, chắc chắn kinh hô. Thế gian tuyệt mỹ nét mặt tươi cười. Đang lúc Tô Nguyệt Ly đắm chìm tại trong tưởng tượng, Nghi đến như thế nào thu thập Hạ Trường Minh lúc, một trận du dương đàn tiêu thanh âm truyền vào bên tai, đàn tiếng tiêu ẩn chứa linh lực, giống như ma âm sâu tai vậy chấn động tâm linh. Duyên dáng đàn tiếng tiêu bên trong còn ẩn chú ý sát phạt, thú vị, không ngại nhìn xem. Tô Nguyệt Ly khởi hành hướng phía đàn tiếng tiêu bay đi. Khoảng thời gian này nàng không ít cùng sở khi nguyện học tập đàn nhạc. Đối đàn nhạc thanh âm cũng nhiều một tia đánh giá, làm tới gần trên không sau. Tô Nguyệt Ly liền trông thấy Tạ Diệp cùng Tạ Hoa Linh hai người tại cùng thái gia đám người giằng co. Trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm rất nhiều thân mang xanh biết quần áo Tạ gia đệ tử cùng một chút thái gia đệ tử. Hiển nhiên là đi qua một trận cực kỳ thảm liệt chém giết. Tạ gia bên kia chỉ còn dư Tạ Diệp cùng Tạ Hoa Linh hai người. Tạ Hoa Linh ngồi xếp bằng, hai tay đánh đàn, Tạ Diệp tay cầm trường tiêu. Đứng ở bên người, hai người đều là trao mày. Ánh mắt cầu hận nhìn qua trước mắt một đám người thái gia. Thái cối, các người thái gia giảm đối Tạ Gia ra tay. Thật sự là muốn bóc lên thế gia chi chiến không thành. Tạ Diệp tức giận đối thái cố nổi giận nói. Tại mới vừa tiến vào bí cảnh lúc hết thầy còn càng thuận lợi. Hắn cũng phân phó tạ ra tất cả mọi người thời khắc đề phòng thái gia vương gia người. Thật không nghi đến vừa gặp phải thái gia người thái gia liền không chút nào lưu thủ trực tiếp đánh lén tạ ra bao quát những tông môn khác tiểu phái cũng đều đụng phải đồ sát không ít tán tu thậm chí đều đi nâng nhờ đến thái gia dưới trướng một đường đối với bọn hắn triển khai truy sát một bên bị đuổi theo đến bí cảnh chỗ sâu thụ lấy yêu thú tập kích một bên không ngừng bị thái gia truy sát tạ ra cơ bản thương vong hầu như không còn còn sót lại cũng không biết tung tích đối mặt tạ diệp giận dữ mắng mỏ một cái khuôn mặt khô cạn dáng người thấp bé còng lưng lão già chống quải trượng cười hắc 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 thế gia chi chiến sớm tại tiến vào bí cảnh lúc liền đã bắt đầu tạ gia chủ không chỉ là các người tạ gia mà quát hạ gia vương gia ta thải gia đều sẽ cùng nhau giải quyết thiên đô tứ đại thế gia từ đây không còn tồn tại tạ diệp trong lòng hãi nhiên giờ mới hiểu được thải gia sớm có dự mưu chính là muốn thừa diệp lần này nhập bí cảnh đêm mặt khác thế gia toàn bộ cùng nhau giải quyết bao quát vương gia ở bên trong phụ thân ta tạ trường thành chết cũng là các người thái gia là mà tạ diệp nắm chặt nắm đấm nỗ lực ngăn chặn trong lòng phẫn nộ hỏi vừa mời thải cối gọi thẳng hô hắn bị tạ gia chủ hiển nhiên là đã sớm biết tạ gia tạ trừng thanh bỏ mình tin tức chuyện cho tới bây giờ thái cối cảm thấy không cần thiết giấu giếm nữa trên mặt xấu xì ý cười nói ra phụ thân ngươi cổ hủ ràng buộc không muốn đi nương nhờ ta thái ra lúc này mới rơi xuống thân tử hồn tiêu hạ tràng lúc ấy lão phu cũng trùng hợp ở đây phụ thân ngươi thần hồn tư vị thật là không tệ đâu hắc 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 ngươi luôn luôn ôn nhã tạ diệp rốt cục cũng nhịn không được nữa trong lòng phẫn nộ Nước ngang trường tiêu đem phẫn nộ trong lòng hóa thành tiếng tiêu tiếng tiêu gấp rút sục sôi mà âm quanh quẩn thải ra cả đám nhao nhao ôm đầu đau khổ dãy ruộng. Tân thần bất ổn người càng là quỳ dạp trên đất thức hiếu chảy máu xác nhận trước mắt chính là cừu nhân giết cha một trong tạ hoa linh đồng dạng hai con người bao hàm phẫn nộ làm chỉ dây đàn kéo một phát tiếng đàn vàng rội âm lưỡi đao đến thái cối đưa tay vô số lệ hồn tạo thành thuẫn tường ngăn tại trước người âm lưỡi đao chạm tại hồn thuẫn không có nhắc lên một tia gợn sóng nhưng hắn bên người những cái kia nhận ma âm ảnh hưởng thái gia đệ tử liền không có vận tốt như vậy mấy tên không kịp tránh né người thái gia đều bị tại chỗ chém giết ma âm tạ ra âm nhu có thể gột rửa tâm thần âm cực có thể công phạt sát lục quả nhiên danh bất hư truyền thái cố nhìn qua ngã xuống mấy tên thái gia đệ tử đối tạ diệp tán dương tạ diệp cùng tạ hoa linh hai người một người chủ lấy ma âm nhập thể lấy âm luật công cùng thất khiếu tổn thương tâm thần một người khác thì là hòa âm vì lưỡi đao lưỡi đao theo âm phát cả hai thành thạo phối hợp xuống cung cảnh giới chỉ sợ không người là đối thủ giữ vững tâm thần cùng lão phu cùng nhau ra tay Thái cô đôi thải ra những người còn lại nói sau đó phóng người lên hai tay áo vung ra bách quỷ thịnh yến còn lại thái gia đệ tử cũng nhao nhao hợp lực thi triển lệ hồn chi thuật trợ thái của bách quỷ hồn triều vô số lệ hồn giống như thủy triều hướng phía tạ diệp cùng tạ hoa linh vọt tới kêu rên tiếng kêu ré không ngừng tiểu muội tạ diệp đối tạ hoa linh nói tạ hoa linh nhẹ gật đầu hai tay lại lần nữa đánh đàn tiếng đàn đàn tấu càng kịch liệt cao Phảng phất bây giờ chính bản thân Lâm chém giết chiến trường đồng dạng, tạ diệt thổi tiêu, kèm theo tạ Hoa Linh tiếng đàn hợp tấu, tiếng tiêu giống như một đạo ma âm bình chứa ngăn cản tại hai người trước người, tiếng đàn thì là biến thành vạn tên cùng bắn, mũi tên hình thành mưa tên bao phủ bách quỷ, nhưng rất nhanh lẹ hôn liền lần nữa chen trúc mặt tới, phảng phất vô cùng vô tận, tạ Hoa Linh liều mạng đàn tấu cổ cầm, cho dù ngón tay sớm đã máu tươi chảy đầm đìa, nàng cũng không có dừng lại. Bây giờ nàng nếu là dừng lại, tạ gia có thể liền muốn như vậy hủy diệt. Nhưng mà dây đàn cũng rốt cuộc không thể thừa nhận tạ hoa linh linh lực rót vào. Băng, dây đàn căng đứt, bạn tiễn mưa tên đột nhiên tiêu tán. Vô số lệ hồn tức khắc đặt ở ma âm bình trướng phía trên. Tạ diệp trong miệng như cũ tại thổi tiêu duy trì ma âm bình trướng trèo trống. Nhưng không có kiên trì bao lâu, ma âm bình trướng vẫn là bị sinh sinh đập vụn, Phốc, tạ diệp thụ ma âm phản phệ, ngửa mặt phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất. Huynh trưởng, tạ hoa linh vội vàng đem tạ diệp đỡ dậy. Tạ Diệp có thiên nhân cảnh sơ kỳ thực lực, Tạ Hoa Linh cũng chỉ có siêu phàm cảnh đỉnh phong, căn bản ngăn cản không nổi Thái gia đại trưởng lão, thiên nhân cảnh trung kỳ thái cối, huống hồ phía sau hắn còn có nhiều như vậy Thái gia đệ tử trợ hắn cùng nhau ra tay, lạc bại chỉ là chuyện sớm hay muộn, không còn ma âm bình chứa ngăn cản. Bách quỷ lệ hồn đã là đen Tạ Diệp cùng Tạ Hoa Linh hai người vây quanh ở trong đó, thái cối tùy ý cười to nói, hắc hắc hắc, Tạ gia kể từ hôm nay liền muốn từ thiên đô xóa tên. Tô Nguyệt Ly nâng cái má, lặng lặng tung bay ở không trung quan chiến tự hỏi đến cùng muốn hay không ra tay đôi mắt đẹp nhìn về phía tạ hoa linh đôi mi thành tú nhẹ trào lại nếu như nàng nhớ rõ không sai nữ nhân này chính là tại tùy tiên lâu tin đồn hạ trường minh là nàng ý trung nhân nữ nhân không giúp chị nhân tộc tương tàn quan nàng chuyện gì tô nguyệt ly yên lặng quay người chuẩn bị rời đi tạ ra biến mất a à? thái cố tay áo vung lên bách quỷ lệ hồn hướng phía tạ diệp cùng tạ hoa linh hai người thôn phệ mà đi tạ diệp dắt tạ hoa linh hai huynh muội thần sắc thản nhiên chuẩn bị khẳng khái chịu chết hắn biết thái gia dã tâm cuối cùng sẽ không được như ý trong lòng tiếc nuối duy nhất chính là không thể tận mắt nhìn đến thái gia hủy diệt một khắc này đúng lúc này một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp lặng yên giáng lâm trước người cánh tay ngọc vung lên lợi chảo xé hồn bách quỷ lệ hồn tức khắc bị xinh xinh xé nát hạ phu nhân tạ diệp nhìn thấy người tới sắc mặt vui mừng hoàng sợ nói tô nguyệt ly nghe vậy gương mặt xinh đẹp phát lạnh nghiêng người sang dùng đèn ánh mắt giết người đối tạ diệp hỏi ngươi vừa mới gọi bản đế cái gì ngạch nữ đế đại nhân cảm nhận được tô nguyệt ly trên người vô hình sát ý tạ diệp yếu ớt đổi giọng trong lòng không khỏi em ngại nói nay yêu tộc nữ đế thật sự là đáng sợ hắn cũng không nói cái gì nàng làm sao lại đột nhiên không cao hứng chẳng lẽ gọi nàng hạ phu nhân có chỗ mạo phạm thái cố nhìn thấy tô nguyệt ly đến sắc mặt kinh hãi nghe đồn vị này tân tần yêu tộc nữ đế thực lực thiên phủ cũng là cực kỳ đáng sợ căn cứ tin tức rất có thể cũng là vị thiên tôn cảnh cường giả lão tổ nói qua hạ trường minh cùng tô nguyệt ly hai người đều giao cho hắn tự mình ra tay tại lão tổ đến trước đó tạm thời tránh né mũi nhọn gặp qua nữ đế đại nhân không biết yêu tộc nữ đế đại nhân vì sao muốn nhúng tay nhân tộc ta sự tình Thái cối cung cung kính kính hướng tô nguyệt ly chắp tay chào hỏi nói tô nguyệt ly lặng lẽ nhìn lên cho ra lý do cũng mười phần đơn giản lại hợp lý Thái gia đã từng trêu chọc qua bản đế mà bản đế lại nhìn ngươi không vừa mắt cho nên ngươi phải chết vốn là tô nguyệt ly là dự định trực tiếp rời đi nhưng lại nghĩ đến thầy gia đã từng trêu chọc qua nàng thế là lại vòng trở lại Tuy không phải bởi vì hạ gia cùng tạ gia đồng minh nàng xem ở hạ trường minh phân thượng mới ra tay cứu giúp thái cố nghe vậy kinh ngạc mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng trong lòng sớm đen thái khôn mắng trăm tám mươi lượt vội vàng chịu nhận lỗi nói lúc trước thái gia có nhiều đắc tội mong rằng nữ đế đại nhân rộng lòng tha thứ lão phu nguyện đại biểu thái gia hướng nữ đế đại nhân bồi tội bồi tôi có thể để mạng lại bồi á tô nguyệt ly lãnh mồ quét ngang không nói hai lời sau lưng hổ vĩ đột nhiên chụp được nàng thân là yêu tộc nữ đế giết người rất hợp lý á thái cố chừng lớn hai mắt không nghi tới tô nguyệt ly như vậy không chút nào phần rõ phải trái nhanh chóng đem quải trượng giơ lên ngăn lại này nặng như như núi cao một kích dưới chân mặt đất nháy mắt lõm dạn nứt hai chân gần như lõm vào thật sâu trong hồ sâu trong tay quải trượng xuất hiện từng tia từng tia vết dạng nô đế ngươi nếu là giết lão phu thái gia lão tổ tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi thái cối vội vàng chuyển ra thái gia lão tổ danh hào hy vọng có thể chấn động đến ở tô nguyệt ly vừa mới tô nguyệt ly cái kia nhìn như tùy ý một kích thiếu chút nữa muốn cái mạng già của hắn nếu là lại đến một chút hắn tất nhiên sẽ thịt nát xương tan nhưng mà thái cố lời nói chẳng những không có để tô nguyệt ly buông tay ngược lại để tô nguyệt ly đôi mi thanh tủ nhíu chặt sắc mặt càng thêm băng hàn nàng ghét nhất người khác uy hiếp nàng chỉ là sâu kiến cũng dám uy hiếp bản đế từ bản đế trước mắt đến mất a tô nguyệt ly ngữ khí lạnh như băng tuyên bố thái cố tử hình chờ đã chờ một chút thái cố hoảng sợ hô lớn nhưng mà tô nguyệt ly cũng không để ý tới đầu thứ hai cái đuôi quét ngang mà qua gào thét mà tới thái cố bị chặn ngang đánh bay thần cốt vỡ vụn ngã trên mặt đất còn sót lại một hơi ngầm đầu đối diện chính là hồ vĩ đập âm ầm xuống lần tô nguyệt ly thu hồi cái đôi trong hồ sâu chỉ còn dư một bãi mơ hồ huyết nhục tô nguyệt ly vấy đuôi một cái nhiễm phải huyết nhục toàn bộ rơi xuống nước trên mặt đất cái đôi lần nữa khôi phục trở thành trắng nãn không nhiễm trần thế trạng thái từ đầu đến cuối tô nguyệt ly đều dáng người ưu nhã sừng sững tại chỗ cánh tay xử nghiêm mặt gò má thân hình không động mảy may cho đến thải cối sau khi chết tô nguyệt ly mới đầu ngón tay rũi ra ném ra một đoàn u lục hỏa diễm anh 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 à thái cối thân hồn phát ra kinh hại tiếng kêu rên một chút xíu mà bị u hỏa thiêu đốt hầu như không còn thái gia đệ tử khác thẳng đến thái cối thân từ hồn tiêu sau mới tỉnh hồn lại sắc mặt sợ hãi nhìn qua tô nguyệt ly ngay sau đó không do dự nữa nho nhào quay người thoát đi tô nguyệt ly thần sắc lạnh lùng món tay nhỏ nhắn vung trả má qua năn đạo vạch phá bầu trời chảo nhận né mắt đen đào vong cả đám toàn bộ chém giết trong chốc lát không chúng tách ra đỏ tới huyết hoa tạ diệp cùng tạ hoa linh hai người tại sau lưng thấy can đảm run sợ thái gia một đám tinh nhuệ bao quát thiên nhân cảnh trung kỳ đại trưởng lão thái cối liền như vậy tiện tay chèn giết làm tô nguyệt ly sai người nhìn về phía tạ diệp cùng tạ hoa linh băng lãnh yêu mị đôi mắt cùng hai người đối mặt lúc tạ diệp kém chút đều phải coi là chết chắc tô nguyệt ly sẽ không tiện tay cũng đem bọn hắn giết đi không có hạ trường minh tại tô nguyệt ly bên cạnh luôn cảm thấy tô nguyệt ly xa so với trước đó mấy lần gặp nhau càng thêm nguy hiểm cùng băng lãnh thời khắc này nàng càng phù hợp trong truyền thuyết tên kia sát phản máu tanh yêu tộc nữ đế cũng may tạ diệp buồn lo vô cớ tô nguyệt ly vẫn chưa dự định ra tay với bọn họ trực tiếp hướng phía bọn hắn bên cạnh đi qua tạ diệp trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời trở lại đối tô nguyệt ly nói cảm tạ đa tạ nữ đế đại nhân ân cứu mạng lần này hắn không còn dám hô hạ phu nhân tô nguyệt ly lặng lẽ liếc qua đang chuẩn bị lúc rời đi một thân ảnh từ phía sau cây chậm rãi đi ra người tới tướng mạo hết sức trẻ tuổi khuôn mặt cực kỳ âm trắng quỷ tà trên người khí chất rất làm cho người khác cực kỳ khó chịu người này tô nguyệt ly từng trong hoàng cung gặp một lần Thái gia trường tử Thái Kiệt, lúc ấy nàng vẫn chưa để ý, cũng không có con mắt nhìn qua hắn, bây giờ gặp một lần, mới phát giác người này tuyệt không đơn giản, trên người khí tức linh lực thu liễm cực kỳ ẩn nấp, tại loại này khoảng cách hạ nàng vậy mà không có phát giác hắn trốn ở chỗ này. Thái tỷ trên mặt nụ cười quỷ quyệt nhìn qua Tô Nguyệt Ly, ánh mắt tham lam nóng bỏng, hắn chỗ mơ ước cũng không phải là Tô Nguyệt Ly nhục thân, mà là thân hồn của nàng thiên tôn cảnh sơ kỳ cửu vi yêu hồ thần hồn thế gian hiếm thấy nếu là bổn tọa có thể đưa người thần hồn hấp thu luyện hóa siêu việt này thiên tôn cảnh ràng buộc cũng không còn là ảo tưởng nói không chừng còn có thể luyện chế ra một bộ tuyệt hảo cửu vĩ yêu hồn cung cấp bổn tọa thúc lầy. thái tỷ khi tiến vào bí cảnh sau đồng thời không có vội vã đi tìm hạ trường minh mà là cảm thấy được tô nguyệt ly xuất thủ khí tức một đường âm thầm theo đuôi mà tới Cả tô nguyệt ly cùng hạ trường minh vẫn chưa cùng nhau hành động quả thực là cơ hội trời cho nếu là có thể trước luyện hóa tô nguyệt ly thần hồn cho dù hắn một mình đối mặt hạ trường minh cũng không sợ hãi chút nào tô nguyệt ly đôi mắt nhìn chằm chằm thái tỷ thần sắc dần dần ngưng trọng có thể làm cho nàng không thể nhận ra cảm giác đến cái kia người này chỉ ít cũng là cùng nàng đều là thiên tôn cảnh cường già hai người các người nếu là không muốn chết liền mau rời đi tô nguyệt ly cũng không quay đầu lại đối tạ diệp cùng tạ hoa linh hai người nói tạ diệp cũng biết chiến đấu kế tiếp tuyệt không phải bọn hắn có khả năng lẫn vào có chút tác động đến đều có thể sẽ mạnh tang ở đây vội vàng chắp tay lui thân đa tạ nữ đế đại nhân ta này liền đi thông chi hạ huynh nói xong tạ diệp mang theo tạ hoa linh trốn vào rừng cây rời đi tô nguyệt ly đạt đến lông mày hơi hơi rùng động tại sao phải đem nàng tình hùng nói cho hạ trường minh chẳng lẽ là cảm thấy nàng còn đánh không lại không thành nàng còn không có nhỏ yếu đến cần hạ trường minh bảo hộ bây giờ tô nguyệt ly gương mặt xinh đẹp hàn xương sát ý nghiêm nghị thế phải đem khoảng thời gian này cơn giận đều chút lên thái tỷ trên người hư ơm um, một thân ảnh giống như lưu tinh xẹt qua trời cao nặng nề mà nện vào sơn phong bên trong Tô Nguyệt Ly hoàn toàn hiển lộ nửa yêu chi thân trôi nổi trên đường chân trời, dáng người kiều diễm, lãnh mâu khinh thường, sau lưng cửu vì tùy ý lắc lư lắc lư, đầu ngón tay nhẹ vỗ về trong tay một đầu cái đuôi, rất nhanh, thái tỷ thân ảnh liền lần nữa từ sơn phong bên trong bay ra, diện mục âm lẹ nhìn qua Tô Nguyệt Ly, thiên tôn ở giữa chiến đấu không cần nói nhiều, song phương ra tay tất nhiên là toàn lực ứng phó, chỉ là hắn vẫn như cũ là xem thường Tô Nguyệt Ly thiên tôn cảnh sơ kỳ thực lực, nhìn như nhỏ nhắn mềm mại cái đuôi nặng như sơn nhạc, lại tựa như xúc tu đồng dạng linh hoạt mở rộng thế công còn vì tấn mãnh hơi không phòng bị liền sẽ giống vừa mới như thế bị hung hăng chụp lên núi loan bên trong hư hư yêu tộc nữ đế của nhiên lợi hại bất quá nếu là vẻn vẹn có như thế ngươi sẽ không là bổn tọa đối thủ cửu vĩ thân hồn bổn tọa nhận lấy thái tỷ vươn tay cánh tay một chi chiêu hồn phiên trống giống xuất hiện trong tay chiêu hồn phiên thượng toàn thân tím đen sát khí nghiêm nghị oan hồn lệ quỷ vô số hồn linh quanh quẩn ẩn có từng trận kêu rên tiếng gào thét truyền ra hư giết người đầy đủ Tô Nguyệt Linh ngạo nghễ nói, nhưng lông mày mắt lại càng thêm ngưng trọng một phần. Từ cái kia chiêu hồn phiên bên trên, nàng chưa cảm nhận được âm trầm chi khí bên ngoài, ân ân còn có thể cảm nhận được một tia cố ý tại dẫn dắt nàng thần hồn chi lực, tiên khí, từ vô số an hồn lệ quỷ, luyện chế mà thành tiên khí, vạn hồn quỷ sát, thái cố nhẹ nhàng lay động trong tay chiêu hồn phiên, vô số lệ hồn từ chiêu hồn phiên bên trong tuôn ra, như hồng thủy tiết áp vậy phô thiên cái địa, Tô Nguyệt Ly dáng người cao ngất bất động, hồ vĩ từ trước người quét ngang chém vào mà qua, nhanh như tàn ảnh mỗi một đầu cái đuôi đều giống như một thanh vô hạn kéo dài lợi kiếm vậy đem tất cả đến gần lệ hồn đều chém vỡ trong chốc lát liền chém giết vô số lệ hồn trong đó hai đuôi còn thừa cơ xuyên thẳng lệ hồn chiều đánh úp về phía trốn ở vạn hồn về sau thái tỷ Chấn hồn cốt thái tỷ tay mắt lanh lẹ tay kia duỗi ra ngăn tại trước người một viên mọc ra hai cái nanh giữ tận to lở nu hồn xương đầu bắn ra Nạnh sinh sinh đón lấy tô nguyệt ly đuôi kích phá ta tô nguyệt ly lúc này phản chế bàn tay vươn hướng sau lưng từ cái đuôi bên trong rút ra một thanh ngân bạch tỉ mỉ mài có yêu văn trường đao trường đao vung trả mà tới cuối cùng buộc lên trung đồng thanh linh vàng động ngân quang theo âm thanh chớp động văn tại thái tỷ trước người hồn cốt nháy mắt vào toái này vậy mà là chuyên môn bài trừ tái pháp khí thái tỷ sắc mặt dần dần âm trầm càng thêm khó coi những này oan hồn lệ quỷ thế nhưng là hắn thu thập hơn nửa đời người tích xúc chấn hồn cốt càng là hao phí vô số xương người cùng yếu cốt cung lệ hồn dung luyện mà thành liền như vậy bị tô nguyệt ly một đao liền chém nát mà lại tô nguyệt ly tay cầm phá ta chi nhận tuy tiện liền chạm phá hắn vô số lệ hồn mặc dù chỉ là một thanh thần khí nhưng đối chuyên môn tu hành luyện hồn bí pháp người tới nói cũng là uy hiếp cực lớn trước phá trong tay nàng phá ta chi nhận câu hồn luyện phách là sát tỏa hồn thái tỷ miễn niệm pháp quyết lòng bàn tay thoát ra mấy cái câu hồn tỏa liên câu hồn tỏa liên quán xuyên vô số lệ hồn thân thể lại lại xuyên thấu qua lệ hồn thân thể vững vàng khóa lại tô nguyệt ly đang tại ngược sát lệ hồn cửu vĩ cửu vĩ đều bị hồn tỏa cuốn lấy khó mà động đậy tô nguyệt ly vi kinh vung vẩy trong tay phá ta chạm hướng câu hồn tỏa liên thật vất vả bắt lấy cửu vĩ thái tỷ hà có thể như nàng mong muốn tự mình thao túng trong tay câu hồn khóa khu động lệ hồn nhà về phía tô nguyệt ly tô nguyệt ly chỉ phải vung chảm phá ta trước đèn trước mắt lệ hồn chảm diệt một phiên từ đủ loại yêu thú thân hồn ngưng luyện vạn vẹo đầu lâu giấu ở lệ hồn về sau mở ra miệng to như chậu máu đối diện đánh tới tô nguyệt ly đem phá ta ngăn tại trước người nằm ngang ở yêu thú hồn trong miệng bị răng nanh gắt gào cắn thái tỷ thấy thế khỏe miệng lộ ra một vệt đạt được cười gian hai tay hợp lại trong tay linh lực theo cô hồn khóa rót vào yêu thú hồn bên trong yêu thú hồn trợn to hai mắt thần sắc càng thêm hung tàn ra sức cắn vào trên dưới hàm băng một tiếng thanh thủy tiếng vang tô nguyệt ly trong tay phá ta chém làm hai nửa thôn phệ nàng thái tỷ thần sắc phần chấn thao tùng yêu thú hồn lại lần nữa nhào về phía tô nguyệt ly không còn phá ta chi nhận tô nguyệt ly đối với hắn liền không có bao nhiêu lực uy hiếp tô nguyệt ly không chút hoang mang tiêm trưởng khép lại tựa như một thanh kiếm sắc vậy cắm bao yêu thú hồn giữa lông mày bàn tay nắm chặt khé kêu nói u họa đốt trong khoảnh khắc tô nguyệt ly trong tay giấy lên giày đặc u hòa đem yêu thú kia hồn đốt cháy hầu như không còn không hổ là yêu tộc nữ đế hào của quyết thái tỷ kinh tán nói tại vũ khí đứt gãy nhảy mắt bóc lên cánh tay bị thực ăn phong hiểm dẫn đầu hắn một bước đem yêu thú hồn lấy u hòa đốt cháy nhưng cái kia có thế nào hắn còn có vô số an hồn lệ quỷ cung cấp hắn điều khiển vạn quỷ phệ hồn thái tỷ lay động trong tay chiêu hồn phiên vô số lệ hồn tại không trung phiêu động tiếp tục biên cùng hướng tô nguyệt ly dũng mạnh lao tới tô nguyệt ly bàn tay nhẹ hợp lần nữa mở ra lúc lòng bàn tay thình lình nhiều hơn một đoà tìm diễm xanh biết hỏa diễm hỏa diễm ở lòng bàn tay nhảy lên cực kỳ hoa lệ lóa mắt hồ u chi hỏa vạn vật thiêu tấn tô nguyệt ly môi đỏ khinh động nhẹ nhàng bật hơi lòng bàn tay hỏa diễm theo gió trôi hướng chạm mặt tới lệ hồn lệ hồn nhiễm hỏa diễm nhảy mắt bị hồ u chi hỏa thôn phệ phát ra kinh sợ hãi tê minh phàm là tuổi lớn tiếp xúc lệ hồn đều không ngoại lệ đều theo hỏa diễm lan tràn toàn thân cho dù là bị một chút xíu tinh hỏa đánh đến hắn thân cũng sẽ nhảy mắt bị ngọn lửa thôn phệ vô số lệ hồn chen chút chung một chỗ nháy mắt ở trên bầu trời tách ra một đóa to lớn chói mắt lộng lại pháo hoa hồ u chi hòa theo câu hồn khóa nhanh chóng lan tràn đến thái tỷ dọa đến thái tỷ vội vàng tự mình chặt đất trong tay câu hồn khóa cửu vĩ rào sát tô nguyệt ly đôi mắt ngưng lại cái đuôi rào động đem quấn quanh ở cái đuôi bên trên câu hồn khóa ngạnh xinh xinh xoắn đứt không còn câu hồn khóa ràng buộc cửu vĩ giống như lợi kiếm vậy hướng phía thái tỷ gào thét mà tới thái tỷ lệ hồn tổn hao nhiều chỉ có thể lấy chiêu hồn phiên xem như trận kỳ dựng thẳng tại trước người thi triển phòng ngự trận pháp tô nguyệt ly cửu ví uy lực kinh người tàn phá bừa bãi hương thái tỷ lung tung đập chém ngang mỗi một kích đều dẫn tới chân trời chấn động rơi vào mặt đất dẫn tới sơn phong dao động quét ngang mà qua càng đem về kia một mảnh rừng rậm quét qua mà chỉ toàn chỉ còn lại trụ lủi mặt đất thái tỷ tại chịu không biết bao nhiêu lần sau nắm lấy thời cơ chật vật độn thân cùng tô nguyệt ly kéo dài khoảng cách ở giữa không trung quen biết mà đứng Tô Linh dưới bên trong lấy ra nguyên một bình luyện chế la sát đan đổ vào trong miệng, trong cơ thể linh lực cùng hồn lực tức khắc khôi phục không ít, mặc dù hắn bây giờ lệ hồn tổn thất nghiêm trọng, thân ở thể yếu, nhưng hắn vẫn như cô có tự tin cầm xuống Tô Nguyệt Ly, cái kia hồ u chi hỏa tất nhiên kinh hãi, nhưng cũng cực kỳ tiêu hao linh lực, chỉ cần lại tiếp tục như vậy tiêu hao xuống, Tô Nguyệt Ly linh lực sớm muộn khô kiệt, mà hắn tùy thời có thể cầm trong tay còn lại lệ hồn luyện hóa thành lá sát đan vì chính mình cung cấp linh lực, tô nguyệt ly nhìn qua bắt đầu khôi phục linh lực thái tỷ nhíu mày nàng trước đó tồn lưu linh lực đan dược toàn bộ tại đối phó hạ trường minh thời điểm dùng xong bây giờ chỉ có thể dựa vào châm gái tóc bên trên khác với tụ linh pháp trận chậm rãi khôi phục linh lực thái tỷ vốn là thiên tôn cảnh trung kỳ lại có đan dược phụ trợ lại tiếp tục mang súng đích xác đối nàng mà nói rất bất lợi đang lúc tô nguyệt ly vô kế khả thi lúc một đạo làn nàng hết sức quen thuộc âm thanh bỗng nhiên vang lên nương tử ngươi đang làm gì có thể hay không thêm bi phu một cái hạ trường minh lấy tân hồng tốc độ từ phía chân trời phiêu nhiên giáng lâm đứng ở tô nguyệt ly cùng thái tỷ giữa hai người trên mặt thân mật mỉm cười trong lúc nhất thời trên bầu trời hình thành ba tôn thế chân và cục diện tên ghe tẩm này như thế nào cũng tới vừa thấy được hạ trường minh tô nguyệt ly đôi mi thanh tú trao lên không muốn nhất người nhìn thấy chính là hắn nhân nương tử như thế nào nhìn thấy vi phu không cao hứng lắm dáng vẻ người nhất định rất muốn vi phu đi tới đừng thẹn thùng hạ trường minh một mặt mỉm cười rộng mở ống ấp đối tô nguyệt ly nói hai ba ngày không gặp không có người cùng hẳn cãi nhau hắn thật là có điểm muốn nàng trên đường đi dẫn đầu lao vùn vụt tới thuận đường gặp phải tạ diệp cùng tạ hoa linh hai người vừa nghe đến tô nguyệt ly đang cùng thái kiệt giao thủ hắn nhưng là vô cùng lo lắng chạy tới tại nhìn thấy tô nguyệt ly bình yên vô sự sau hắn cũng an lòng Tô Nguyệt Ly gương mặt xinh đẹp tức giận tới mức run rẩy. Bây giờ nàng thật sự nghĩ trục chết cái này không biết xấu hổ ra hỏa. Bạn đế vì cái gì không cao hứng ngươi thật chẳng lẽ không biết sao? Tô Nguyệt Ly mặt lạnh lấy, nắm chặt tú quyền từ tổ nói. Hạ Triều Minh suy nghĩ sâu xa trong chốc lát, bừng tỉnh đại ngộ, quay người lãnh mau mà nhìn chăm chủ Thái Tỷ, lạnh giọng nói: Ngươi chính là Thái gia lão tổ đúng không? Chính là ngươi hại nương tử của ta không cao hứng. Tô Nguyệt Ly, Thái Tỷ, chọc ta nương tử không cao hứng lại đối ta hạ ra động thủ mạnh của ngươi ta muốn định rồi hạ trường minh hai ngón vung đánh để tiên kiếm ra khỏi vỏ hóa thành thần hồng thẳng đến thái tỷ thủ cấp tốc độ nhanh như thần hồng thái tỷ kinh hãi vội vàng do lên chiêu hồn phiên ngăn tại trước người mũi kiếm chống đỡ tại chiêu hồn phiên đỉnh hai thanh tiên khí đụng vào nhau linh lực cùng kiếm khí hướng phía bốn phía tàn phá bừa bãi hạ trường minh sau đó mà tới nắm chặt để tiên kiếm rót vào linh lực hơi hơi phát lực thái tỷ tức khắc rốt cuộc khó mà ngăn cản bị kiếm khí để lui mấy chục bước quần áo trên người lưu lại mấy đạo vết kiếm thật kinh người kiếm khí thái tỷ khiết sợ nhìn qua trên người vạch phá quần áo trên người hắn hồn lực bình chướng tại hạ trường minh kiếm khí trước mặt lại so như trang giấy một dạng yếu kém tại thái tỷ vẫn còn khiếp sợ trong chốc lát hạ trường minh đã lần nữa cầm kiếm giết tới kiếm pháp lạnh thấu xương kiếm khí bốn phía càng thêm ngạc nhiên là để tiên kiếm trên thân kiếm còn bao vây lấy một tầng linh lực để để tiên kiếm mỗi một đạo kiếm thế càng thêm năng liệt hơi không cẩn thận trên người liền sẽ thêm ra mấy đạo vết thương thái tỷ tại hạ trường minh lăng liệt kiếm pháp thể công hạ chỉ phải chật vật ngăn cản bản đế một người là đủ không cần người giúp tô nguyệt ly cũng tại lúc này phi thân gia nhập chiến đấu cửu vĩ chi lực nở rộ thế như che trời cùng loạn cửu vĩ ở chân trời tùy ý quét ngang để hạ trường minh giải quyết thái tỷ đây chẳng phải là nói do chính năng thật sự giải quyết không được thái tỷ một dạng cái này khiến tô nguyệt ly trong lòng rất là bất mãn không mãnh thử vĩ tức đánh bay thái tỷ cũng hướng phía hạ trường minh vỗ tới Nương tử người đánh lầm người tại đối diện né tránh một cái trẻ dọc xuống hồ vĩ sau hạ trường minh không khỏi đối tô nguyệt ly phàn nàn nói hừ tô nguyệt ly kiều hừ một tiếng trên mặt đạm nhiên nói ra cái kia thật sự là ngượng ngùng bản đế không nhìn thấy hạ trường minh hơi có thâm ý mà liếc nhìn tô nguyệt ly gặp nào một mặt đạm nhiên bộ dáng trong lòng hồ nghi lần nữa cầm kiếm thẳng hướng thái tỷ làm hạ trường minh cầm kiếm chém về phía thái tỷ lúc một cái đuôi kích từ phía sau hắn phá phong đánh tới hạ trường minh sớm có phòng bị nghiêng người né tránh hồ vị bất thiên bất đi đập tại thái tỷ lồng ngực đem thái tỷ đánh bay ra mấy dặm Một ngộ máu tiêu vào giữa không trung uy sái mà ra hạ trường minh vẫn chưa vội vã truy kích mà là sai người lộ ra một vệt mỉm cười đối tô nguyệt ly nói ra nương tử ngươi là cố ý vẫn là không cẩn thận bây giờ hắn xem như vững tin cô gái nhỏ này là dự định thừa cơ hội tính cả hắn cùng thái tỷ cùng một chỗ giải quyết a thấy đánh lén không thành tô nguyệt ly liếc quá mức tầm mắt không cùng hạ trường minh đối mặt mưng tay vô tội nói ra bản đế muốn đánh chính là hắn ngươi cản trở bản đế trách không được bản đế hạ trường minh thật sâu nhìn chằm chằm tô nguyệt ly cũng không nói chuyện chằm chằm đến tô nguyệt ly trong lòng cũng không khỏi chột dạ thái tỷ che ngực một mặt âm ngoan nhìn qua hạ trường minh cùng tô nguyệt ly hai người hai vị thiên tôn cảnh phối hợp với nhau hắn căn bản hai tay nan địch hạ trường minh không chuyển lộ thực lực không biết chân thực cảnh giới tô nguyệt ly cửu vĩ luôn là sẽ từ đủ loại góc độ hướng hắn tập sát vừa mới thừa dịp hạ trường minh cùng hắn giao thủ tầm mắt che chắn càng là vội vàng không kịp chuẩn bị đò lấy một cái trọng kích giữa hai người phối hợp đã là tự nhiên mà thành hắn không thể lại lưu thủ yếu ớt tối tâm, bằng vào ta chi huyết để lấy hồn linh la sát quỷ màn thiên địa giáng lâm thái tỷ cắt hai tay cổ tay hai mắt nhắm chặt trong miệng nói lầm bầm trên người xám đen linh lực xông thẳng tới chân trời huyết dịch xá xuống mặt đất hóa thành một vũng máu hồ chiêu hồn phiên tự động chống ra cắm vào chân trời tầng mây bên trong trong chốc lát chân trời hình như có vòng xoáy hiển hiện cả bầu trời biến thành không rõ đen nhánh chi sắc mặt đất huyết trì sôi trào cuồn cuộn chân trời tấm màn đen vòng xoáy hạ vô số lệ hồn trồng chất tuôn ra ai giống kêu gào tiếng vang triệt toàn bộ chân trời trang diện cực kỳ khiếp người dưới mặt đất thủ huyết trì ảnh hưởng vô số yêu thú tan hồn cũng từ dưới nền đất leo ra ánh mắt tinh hồng khát máu tô nguyệt ly lông mày nhẹ trào lại về mặt nghiêm túc bí cảnh bên trong vốn là chôn dầu lấy vô số đã từng vẫn lạc ở đây tan hồn bây giờ nhận thái tỷ chiêu hồn chi thuật nhao nhao bị tỉnh lại mà lại những này tàn hồn có thể xa so với hắn tự động luyện chế lệ hồn lợi hại hơn nhiều lắm tô nguyệt ly ánh mắt phồng trộm nếp nhìn hạ trường minh gặp hắn vẫn như cũ một mặt vân đạm phong khinh bộ dáng trong lòng không khỏi bất mãn nói gia hòa này chẳng lẽ liền không có khẩn trương bất an thời điểm sao hạ trường minh liếc quá mức gặp tô nguyệt ly đang nhíu mày đánh giá hắn không khỏi cười nói nương tử đừng sợ có triển vọng phu tại bản đề mới không có sợ hãi tô nguyệt ly kiểu giận phản bác hạ trường minh cười cười một mình bay vọt trên không chỉ để lại một câu nương tử ngươi tạm thời tại này chờ một chút vi phu đi một chút sẽ trở lại tô nguyệt ly nhìn qua hạ trường minh thân ảnh suy tư muốn hay không ra tay giúp hắn này quỷ màn chiêu hồn số lượng rất nhiều lẻ loi một mình chỉ sợ không phải dễ đối phó như vậy không đúng không đúng bản đế làm gì vì hắn suy nghĩ là chính hắn muốn trên một người trách không được bản đế chết vừa vặn tô nguyệt ly lui đến một bên điều tức linh lực vác tại sau lưng bàn tay đã là bóp tốt một đoàn hộ u chi hòa trên đường chân trời hạ trường minh lăng lập trên không cung thái tỷ bình mắt mà xem Thái tỷ nhìn qua Hạ Trường Minh, thần sắc âm tàn đắc ý, cười nói: Thật đáng tiếc a, à, trên đời trẻ tuổi nhất thiên tôn, liền muốn mệnh tang nơi này, bổn tạ sẽ đạt lấy thân hồn của ngươi, để ngươi tiếp nhận luyện hóa vạn kết thống khổ. Hạ Trường Minh khinh thường cười một tiếng nói ra: Ngươi biết không, ta cảm thấy tên của ngươi vô cùng phù hợp ngươi, chính là một cái thái bức, ngươi tốt, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi dựa vào cái gì phách lối như vậy? Thái tỷ sắc mặt phát lạnh, cực kỳ tức giận khiến cho bộ mặt đều vặn vẹo. Vạn hồn khôi phục, chỉ thấy Thái tỷ hai tay chấn động vô số lệ hồn yêu hồn hội tụ trước người cung cấp hắn thúc đầy. bí cảnh với hắn mà nói liền giống như thiên nhiên hồn cổ trong này trôn dầu lấy vô số cường đại tàn hồn cung cấp hắn thúc đầy. đối với hắn cực kỳ ưu thế lấy hắn thiên tôn cảnh trung kỳ thực lực cho dù là đối mặt thiên tôn cảnh đỉnh phong hắn cũng không sợ hãi chút nào hạ trường minh đứng ngạo nghễ vân tiêu hai tay thả lỏng phía sau áo bào theo gió phiêu bày một mặt vân đạm phong khinh trong miệng khẽ đọc vô song kiếm quyết vạn kiếm trong chốc lát lo lửng tại hạ trường minh bên người để tiên kiếm tản mát ra kinh người lăng lệ kiếm uy bốn phía mà ra kiếm khí vẫn chưa phiêu tán mà là tụ khí thành hình từng đạo kiếm khí huyễn hóa thành từng chuôi trong suốt phong mang lợi kiếm trong chốc lát đến hàng vạn mà tính kiếm khí chi nhận lơ lửng hạ trường minh sau lưng mỗi một chuôi kiếm khí chi nhận đều bao vây lấy một tầng linh lực mơ hồ tản ra hơi hơi huỳnh quang kiếm mang sắc bén kiếm thế vô song hạ trường minh lăng lập tại vạn kiếm trước đó rất có bệ nghệ thiên địa đứng vững chín tầng mây thiên kiếm tiên chi tư tô nguyệt ly ở phía dưới thấy đôi mắt đẹp ngốc ngưng trong lúc lờ đã hơi hơi khẽ mở môi đỏ một kiếm này chiêu nàng còn là lần đầu tiên gặp hạ trường minh thi triển nhìn qua từng đạo lăng lệ phong mang kiếm khí chi nhận che đậy chân trời trong lòng không khỏi trấn nhiên lúc trước hắn đối nàng động thủ thời điểm còn lưu thủ sao nếu như là nàng lại có thể không tiếp được này vạn kiếm chi nhận thái tỷ đứng ở vạn kiếm phía trước trong lòng hãi nhiên hắn càng thêm có thể cảm nhận được rõ ràng này đến vạn kiếm ý chĩa thẳng vào hắn uy áp cảm giác phẳng phất mỗi một chuôi kiếm khí chi nhận đều huyền lập trong lòng của hắn làm hắn trong lòng rung động nhiên cái chán không khỏi chảy xuống mồ hôi lạnh lúc ấy thấy kiếm tiên truyền thừa thật sự khủng bố như vậy kẻ này của quyết không thể ở lâu thái tỷ trong lòng kiên định chu sát hạ trường minh ý nghĩ hắn đã hao phí tinh huyết thi triển quỷ màn giáng lâm trên người luyện chế lệ hồn cũng cơ bản đều bị tô nguyệt ly đốt diệt lúc này nếu là lựa chọn lui thân hắn chẳng những cái gì cũng không có lấy được ngược lại nguyên khí trọng thương về sau lại nghĩ thừa dịp cơ hội giết hạ trường minh cùng tô nguyệt ly liền khó khăn bây giờ là tên đã trên dây không phát không được huống hồ hắn quỷ màn mượn cùng bí cảnh bên trong vô số cường đại tàn hồn lệ hồn để mãi không hết hắn vạn hồn liền chưa hẳn bại bởi hạ trường minh vạn kiếm mắt thấy hạ trường minh sau lưng vạn kiếm ngưng tụ số lượng càng ngày càng nhiều thái tỷ không do dự nữa cánh tay vung lên vô tận lệ hồn dương nanh múa vút nhào về phía hạ trường minh quỷ màn la sát quỷ thủ thái tỷ cánh tay thăm dò vào giữa tầng mây một cái từ vô số lệ hồn dính hợp tạo thành to lớn quỷ thủ bỗng nhiên từ che đậy không trung màu đen vòng xoáy bên trong nhô ra họ tống vạn hồn hướng hạ trường minh chộp tới hạ trường minh hai tay cũng không động đậy mảy may nhìn qua là xác quỷ thủ cùng mãnh liệt vạn hồn lạnh lùng thì thầm vạn kiếm tật hư 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 hạ trường minh sau lưng sàn sát vạn kiếm chi nhận phi nhanh bay ra hóa thành từng đạo hồng quang mấy vạn đạo hồng quang từ chân trời xẹt qua giống như màn đêm phía dưới ống ánh lưu tinh tràng diện cực kỳ mỹ lệ lóa mắt Chiều sáng đen nhánh mây không huỳnh quang lấp lánh kiếm khí chi nhận cùng đen nhánh giữ tợ lệ hồn lẫn nhau xâm không đối phương trong lúc nhất thời chân trời lệ hồn kêu rên kêu thảm không ngừng mỗi một chuôi kiếm khí chi nhận đều giống như chém dưa thái rau vậy tại lệ hồn chiều bên trong hoành hành tàn phá bừa bãi kiếm quang xe qua chỗ lệ hồn đều bị xuyên qua chảm diệt mấy chục con lệ hồn mới miễn cưỡng tiêu hao hết một thanh kiếm khí chi nhận kiếm uy lệ hồn số lượng cực tốc bị kiếm khí thôn tính tiêu diệt thay thái tỷ trong lòng run sợ chỉ là kiếm khí ngưng tụ lưỡi kiếm lại có thần uy như thế cũng may hắn lệ hồn số lượng đủ nhiều ưu thế tại hắn tiếp tục như vậy tiêu hao xuống bổn tọa có thể thắng thái tỷ vốn là nghĩ như vậy nhưng khi hắn đắc ý liếc nhìn hạ trường minh lúc lại kinh ngạc đến ngay người trừng lớn hai mắt, chỉ thấy thiên địa linh lực không ngừng hướng phía Hạ Trường Minh thể xác tinh thần hội tụ, Hạ Trường Minh thân thể tựa như vô tận tham nám hấp thu thiên địa linh lực, mà tại phía sau hắn, liên tục không ngừng mà kiếm khí chi nhận lần nữa ngưng tụ mà thành, mỗi một chuôi ngưng tụ mà thành kiếm khí chi nhận đều nhanh chóng gia nhập chém giết lệ hồn ở trong. Đây cũng là bí pháp gì chi thuật, hắn chưa bao giờ thấy qua có thể như vậy má đạo hấp thu thiên địa chi linh bí pháp, chỉ cần thiên địa linh lực không khô kiệt, hạ trường minh liền có vô cùng vô tận linh lực cung cấp hắn thúc đẩy Bước này bí truyền chẳng lẽ là tại này bí cảnh tiên duyên bên trong lấy được thái tỷ mất lộ ra kinh hãi đã cảm thấy kinh hãi lại đối này tuyệt thể bí pháp thêm nhỏ dãi hắn nếu là muốn có này hấp thu thiên địa chi linh bí pháp lại thêm hắn đổi hồn chi thuật lo gì không thể đột phá thiên tôn cảnh bước vào thần thông đứng hàng không đợi một thời gian thần thông cảnh cũng hạn chế không được hắn thái tỷ điều khiển to lớn quỷ thủ hướng phía hạ trường minh chộp tới ánh mắt cuồng nhiệt hạ trường minh khinh thường cười một tiếng nâng cao để tiên kiếm cự kiếm né mắt ngưng tụ thành hình khuynh thiên một kiếm tức thời mà rơi bây giờ hắn đối khuynh thiên một kiếm vận dụng càng thêm thuận tay tự nhiên tiện tay liền có thể thi triển là Sa quỷ thủ ý đồ bắt lấy này rơi xuống khuynh thiên uy thế không ngờ cự kiếm theo bàn tay trực tiếp chui vào cánh tay bên trong đen chọn cánh tay dựng thẳng một phân thành hai anh anh à thái tỷ cánh tay chuyển đến kịch liệt đau nhức vội vàng từ tầng mây bên trong rút về cánh tay là Sa quỷ thủ cùng hẳn cánh tay tương thông mạch lạc này một khuynh thiên một kiếm thế nhưng là dần dần chắc chắc mà chản tại cánh tay hắn lên cánh tay đã là có rút run rẩy không ngừng máu tươi chảy đầm đìa hạ trường minh nắm chặt đế tiên kiếm giá sức một kiếm ném ra đem đế tiên kiếm ném không chung cái kia màu đen vòng xoáy trung tâm đế tiên kiếm bạch phá bầu trời trực tiếp cắm vào trong đó một đường chén ra che trời tấm màn đen giống như bát vân kiến nhật chân trời lần nữa khôi phục sáng tỏ dấu tại tầng mây ở giữa xem như trận nhãn chiêu hồn phiên theo trận pháp phá toái cũng bị một kiếm chặt đứt làm sao có thể bổn tọa chiêu hồn phiên thái tỷ quá sợ hãi đây chính là một thanh tiên khí á liền như vậy bị một kiếm chặt đứt kiếm này có nào thần uy mất đi quỷ màn lệ hồn đều tiêu tán về phong trần thủ trong tay duy nhất tiên khí cũng bị đánh nát thái tỷ tự biết không địch lại quả quyết hướng sau lưng tránh đi muốn chạy trốn hạ trường minh ánh mắt ngừng lại săn sát chân trời vạn kiếm trong nẻ mắt thể hóa thành lưu quang bay đi thái tỷ sai người cúng quýt mở ra hồn lực bình chướng ngăn cản vô số thân kiếm khí chi nhận cắm ở bình chướng phía trên theo cắm ở bình chướng lưỡi kiếm càng thêm tăng nhiều cuối cùng rốt cuộc bắt lập treo chống phá toái con lại kiềm khí chi nhận từng cái quán xuyên thái tỷ thân thể đem hắn thân thể xem kẽ thủng trong màn lỗ hạ trường minh bổn tọa tuyệt sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ thân thể bị hủy thái tỷ thân hồn nhanh chóng rời khỏi người hướng về phương xa độn đi bình thường mà nói sau khi chết thần hồn hoặc là tự động tiêu tán thiên địa hoặc là di lưu tại chỗ chỉ có đạt tới cảnh giới nhất định đồng thời tu hành qua thân hồn chi pháp người mới có thể lệnh thần hồn ly thể tự động thoát đi hạ trường minh nhớ mày tay cầm để tiên kiếm nền hóa thanh thần hồng đuổi theo lần này nếu để cho thái tỷ thân hồn trốn không biết lại sẽ đổi hồn đến ai trên thân nếu là hắn lựa chọn dấu kín đứng lên lại nghĩ tìm tới hắn có thể liền khó khăn trước khi đi hướng tô nguyệt ly lưu thoại nói nâng tử an ninh trước hết nhờ người trông nom tô nguyệt ly vừa mới mở ra môi đỏ hạ trường minh liền biến mất ở chân trời tức giận tô nguyệt ly thẳng nhăn đôi mi thanh tú gia hòa này bây giờ là càng ngày càng sẽ sai xử nàng lúc này khoan thai chạy tới chu an ninh liền gặp được hạ trường minh đi xa thân ảnh cũng nghe được hạ trường minh lưu lại hơi nhút nhát thường phía tô nguyệt ly kêu lên tô tỉ tỉ chẳng biết tại sao đối mặt tô nguyệt ly lúc chu an ninh luôn cảm giác một cỗ không nhỏ áp lực cho dù nàng bây giờ đã thu hoạch được tiên tôn truyền thừa vẫn như cũ sẽ có như thế cảm giác ban đêm tĩnh mịch yên tĩnh đống lửa chập chờn tô nguyệt ly lấy cái đuôi xem như đệm ngồi xếp bằng trên đó hai mắt nhắm chặt tính dưỡng một chút xíu khôi phục tự thân linh lực buộc ở trên đỉnh đầu châm gài tóc phát phân hơi sáng linh lực tự động tràn vào trong cơ thể tốc độ khôi phục so lúc trước nhanh mấy lần không thôi Chu An Ninh hơi câu nệ xếp bằng ở Tô Nguyệt Ly đối diện, đôi mắt thỉnh thoảng len lén đánh giá Tô Nguyệt Ly. Lăng ra thì là một mặt ngủ gật mà ghé vào Chu An Ninh trên bờ vai đi ngủ. Tay Hạ Trường Minh đi rồi, ba người liền tạm thời tìm cái địa phương ngay tại chỗ chờ. Tô Nguyệt Ly vốn định đem Chu An Ninh trực tiếp bỏ ở nơi này, tự động đi tìm cái kia trong lòng kêu gọi chi địa. Nhưng thế nhưng nơi đây là bí cảnh chỗ sâu, thiên nhân cảnh yêu thủ đông đảo, đơn độc lưu Chu An Ninh tại này cũng không an toàn, không thể làm gì chỉ có thể miễn cưỡng tạm thời giúp Hạ Trường Minh trông nom một chút Chu An Ninh đợi điều tức không sai biệt lắm tô nguyệt ly chậm rãi mở hai mắt ra vừa lúc cùng chu an ninh bốn mắt nhìn nhau tô tỉ tỉ ngươi khôi phục được rồi ta ta nướng một chút thịt ngươi muốn ăn sao thịt nướng tay nghe là ta cùng hạ thúc thúc học ăn thật ngon chu an ninh thần sắc hơi có bối rối chủ động tìm chủ đề đem các ở đống lửa bên trên thịt nướng đưa cho tô nguyệt ly tô nguyệt ly vẫn chưa tiếp nhận thịt nướng trong mắt màu tím lạnh lùng nhắm lại toàn thân lộ ra lạnh diễm lại cao nhã chu an ninh trong lòng không khỏi càng thêm hoảng hốt mỗi lần một mình đối mặt tô nguyệt ly nàng đều cảm giác không hiểu cảm giác áp bách quanh quẩn nàng trong lòng nàng cảm thấy tô nguyệt ly trong mắt màu tím chẳng những rất ưu nhã thâm thúy mà lại giống như có thể nhìn thấu nàng đồng dạng tô nguyệt ly cũng đích thật là đang dò xét chu an ninh ngắn ngủi mấy ngày không thấy chu an ninh trên người khí chất đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất khí chất thoát tục mơ hồ tiên tư thân ảnh chẳng những vượt ngang hai cái đại cảnh giới liền cắn cốt từ chất cũng biến thành không hề tầm thường không hề nghi ngờ chu an ninh nhất định là tại này bí cảnh bên trong thu hoạch được một vị nào đó tiên tôn lưu lại truyền thừa nếu không không khả năng sẽ có kinh người như thế biến hóa chỉ bằng vào chu an ninh cái kia thiên linh cảnh thực lực tuyệt không có khả năng thu hoạch được tiên duyên vậy đã nói rõ là hạ trường minh ra tay giúp nàng tên kia ngược lại là cam lòng liền như vậy đem tiên tôn truyền thừa chắc tay nhường cho cái này tiểu quỷ còn dạy nàng thịt nướng đợi nàng thật là tốt ta à. tô nguyệt ly gương mặt xinh đẹp trong lúc lờ đã càng thêm lãnh diễm Tài hoàng cung gặp một lần chu an ninh lúc tô nguyệt ly liền phát giác nàng khí chất bất phàm thân dấu tử vi đế khí nhưng khi đó nàng vẫn chưa để ý bởi vì chu an ninh cảnh giới tư chất đều quá kém cho dù nàng tương lai thật sự tại thiên chu xưng đế cũng không đủ là mối họa nhưng bây giờ không giống chu an ninh thu hoạch được tiên duyên cảnh giới phi thăng người mang tiên tư nếu là bỏ mặc nàng tiếp tục trưởng thành khó tránh khỏi tương lai sẽ không trở thành yêu tộc họa lớn phải thừa dịp tên kia không tại giết nàng sao tô nguyệt ly trong lòng không khỏi nghĩ đến trên người sát ý hiển lộ chu an ninh cánh tay giằng cò ở giữa không trung khuôn mặt nhỏ hoảng sợ không biết có phải hay không là giác của nàng năng từ tô nguyệt ly đôi mắt bên trong thấy được sát ý tô tỷ tỷ muốn giết nàng sẽ không tô tỷ tỷ không có lý do giết nàng à trong lúc nhất thời chu an ninh không biết như thế nào cho phải ghé vào trên bờ vai lang gia vốn là bị thịt nướng mùi thơm hấp dẫn tỉnh lại nhưng bỗng cảm giác toàn thân lông tơ run rẩy cảm nhận được tô nguyệt ly trên người bộc lộ sát ý sau liền lộ ra nhẹ răng trận mắt bộ dáng tô nguyệt ly chỉ là lạnh lùng liếc lang gia liếc mắt một cái liền dọa đến lang gia quận mình trốn đến chu an ninh sau lưng thật là đáng sợ nữ nhân của lão đại như thế nào cũng đáng sợ như vậy thiên nhân cảnh đỉnh phong u ảnh thương lang ngược lại là hiếm thấy tô nguyệt ly chú ý tới lang ra sau từ tổ nói vì cái gì không hóa hình còn duy trì này trạng thái thú cái kia tiền bối không phải bản đại gia không muốn chỉ là hóa hình gian nan thất bại lão đại nói trở ra ngoài về sau hắn liền cho bản đại gia luyện chế hóa hình đan trợ bản đại gia hóa hình lang gia trốn ở chu an ninh sau lưng nhô ra cái đầu nói xem ở đều là yêu tộc tu hành không dễ phân thượng tô nguyệt ly đối lang gia chỉ điểm nói hóa hình đan đích xác có thể trợ ngươi hóa hình làm ít công to nhưng cũng bất lợi cho ngươi sau này tu hành ngươi nếu là có thể dựa vào tự thân cảm ngộ hóa hình thành công đối tương lai người tu hành tiến triển rất có ích lợi ngươi hóa hình thất bại là bởi vì lâu dài chỗ sâu bí cảnh tiếp xúc cảm ngộ rất ít đợi ngươi sau khi rời khỏi đây một phen khác thiên địa chứng kiến hết thầy tự nhiên sẽ giúp ngươi hóa hình thật sự lăng ra chừng lớn hai mắt tâm thần hướng tới trong lòng tức khắc lại có tự tin bạn đế chỉ là cho ngươi đề nghị là lấy hóa hình đan hóa hình vẫn là dựa vào chính mình lựa chọn tại ngươi tô nguyệt ly lạnh nhạt nói Lang gia cảm kích nói đa tạ tiền bối chỉ điểm lăng gia không biết là trước mắt vị này thiên tôn cảnh yêu tộc tiền bối kỳ thực tuổi tác cùng hạ trường minh không kém bao nhiêu sao hắn còn nhỏ hơn một trăm tuổi đâu tô nguyệt ly nhẹ nhàng gật đầu sau lại đem ánh mắt chuyển rời đến chu an ninh trên người chu an ninh yếu ớt mà kêu một tiếng to tô, tô tỉ tỉ lăng gia cảm giác đã bị xúi dục, bây giờ nàng thật sự rất sợ hãi tô nguyệt ly có thể hay không ra tay với nàng Tô Nguyệt Ly nhìn ra Chu An Ninh thần sắc bất an, nhếch miệng lên một vệt mê người mỉm cười, thu hồi sát khí trên người. Thôi thôi, nàng đương đương một giới yêu tộc nữ đế, chẳng lẽ còn thật sợ một cái tuổi nhỏ tiểu quỷ hay sao? Đối một cái 14 tuổi tiểu nữ hài ra tay, không khỏi lộ ra nàng này yêu tộc nữ đế quá không có độ lượng. Tiểu quỷ, bản đế nếu là không có đoán sai, ngươi hẳn là nữ tử thân á? Tô Nguyệt Ly hướng Chu An Ninh hỏi, có thể là đơn thuần trực giác, sớm tại hoàng cung gặp qua Chu An Ninh lần đầu tiên, nàng liền hoài nghi Chu An Ninh là nữ tử tri thân, nhìn thấy Tô Nguyệt Ly trên người sát y tiêu tán sau, Chu An Ninh an tâm không ít, thần sắc hơi kinh ngạc, thanh khẩn nói ra, liền biết không thể gạt được Tô tỷ tỷ, An Ninh đích xác cũng không phải là nam tử, che giấu tung tích là phụ thân dạy bảo, phụ thân thùa nhỏ đem An Ninh xem như nam tử dạy bảo, đối An Ninh ông lấy rất lớn trở mong, nói là Thiên Chu lịch đại quân vương đều là nam tử, chỉ có nam tử mới có thể kế thừa hoàng vị, hy vọng An Ninh có thể vứt bỏ nữ tử tri thân tương lai nếu là có một ngày phụ thân không ở an ninh có thể kế nhiệm hoàng vị tiếp tục sẽ vì thiên chu mang đến thịnh thế an ninh nói đến chỗ này chu an ninh thần sắc ảm đạm khuôn mặt đau thương cũng không biết là hồi tưởng lại phụ thân nàng vẫn là nghĩ tới chính mình từ khi ra đời bắt đầu liền không thể không tuân theo dạy bảo ẩn nấp chân thân bản tính lấy một người nam tử chi thân vượt qua 14 năm nghe đến đó tô nguyệt ly đôi mi thanh tủ nhíu chặt trên mặt tát ra thật sâu khinh thường cùng ngạo ý nói ra hừ cho cười ai nói nữ tử liền không thể xưng đế vì hoàng Ngươi nhìn bản đế không phải cũng là, không phải cũng trở thành đếm bạn yêu tộc chi đế, nữ tử thân phận lại nên làm như thế nào? Yêu tộc bên trong, bản đế cho đến, đều cúi đầu xưng thần. Chu An Ninh một mặt hướng về sùng bái mà nhìn chăm chú lên Tô Nguyệt Ly. Tô Nguyệt Ly không chỉ cho phép nhan khuynh thế, liên thực lực đều cường đại đến tin phục nhất thống đếm bạn yêu tộc, trở thành một đời yêu tộc chi đế. Này đối đã từng Chu An Ninh tới nói, là nghĩ đều chưa hề nghĩ tới sự tình nàng thậm chí cũng không dám cùng chu chỉ qua đi tranh đoạt cái kia hoàng vị nhưng bây giờ tâm cảnh của nàng đã có chút biến hóa chỉ vì tô nguyệt ly lại đối nàng nói một câu tiểu quỷ ngươi phải nhớ kỹ kỳ ngộ cho tới bây giờ đều không phải chờ lấy người khác bổ thí mà đến ngươi nếu là có muốn chi vật vậy liền tự mình tự tay đến cướp đoạt đi tranh thủ an ninh minh bạch cảm ơn tô tỷ tỷ chu an ninh đứng người lên đầy cõi lòng cảm kích đối tô nguyệt ly không người nói bây giờ nàng đã kiên định trong lòng tín niệm Đợi nàng từ bí cảnh sau khi rời khỏi đây, nhất định phải đoạt lại thuộc về nàng hết thảy. Tô Nguyệt Ly đạm nhiên nhẹ gật đầu, nhưng rất nhanh trong lòng liền hối hận, nàng không có việc gì vì Chu An Ninh giải cái gì nghi ngờ, vạn nhất nàng thật sự lên làm Thiên Chu vương triều một đời mới nữ đế nên làm cái gì? Nàng chẳng phải là rời lên thạch đầu nện chân của mình. Đi qua lần này trò chuyện cùng trong lòng đối Tô Nguyệt Ly cảm kích, Chu An Ninh lại mặt hướng Tô Nguyệt Ly lúc, không còn cảm thấy như vậy sợ hãi, ngược lại trong lòng càng thêm gần gũi hơn khá nhiều. Hạ chứng Minh từng theo nàng nói qua, không còn sợ hãi vợ hắn, nàng A, chính là nói năng chua hoa, mười mốt măng tâm, nạo kiểu vô cùng. Nhân ba, Hạ Thúc Thúc nói thật sự, tô tỉ tỉ, Chu An Ninh thân mật kêu lên, tô Nguyệt Ly hơi nhíu lên đôi mi thanh tú. Chu An Ninh gọi nàng thời điểm, ngư khí đột nhiên trở nên thân mật thân cận rất nhiều, để nàng cảm thấy không quá thích ứng, nhưng cũng không nói cái gì. Tô tỉ tỉ, An Ninh có thể hỏi ngươi một chuyện không? Chu An Ninh hướng tô Nguyệt Ly cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hỏi đi. Tô Nguyệt Ly thản nhiên nói, ngươi cùng hạ thúc thúc là thế nào nhận biết? Thật, thật là nghe đồn như vậy bị, bị hạ thúc thúc một kiếm tin phục sao? Chu An Ninh thần sắc hết sức tò mò, đôi mắt lập lời tinh quang. Nàng rất hiếu kỳ, trong cung lúc nàng liền nghe được này giống như chuyện cổ tích vậy tuyệt mỹ nghe đồn. Hạ Trường Minh cùng Tô Nguyệt Ly hai người chân chính gặp nhau rốt cuộc là tình hình gì? Là nghe đồn như vậy giết tới yêu tộc đế cung, bằng vào thực lực cường đại cam tâm tin phục. Vẫn là một cái khác nghe đồn, hai người sớm đã quen biết đã lâu. Khổ vì nhân yêu chi luyến không được công bố tại thế, chỉ phải để nhân yêu thông ra. Kết thúc phân tranh chỉ danh cùng một chỗ, vô luận cái kia đều là đáng giá lưu danh thiên cổ cá tụ. Tô Nguyệt Ly, Tô Nguyệt Ly yên lặng, nàng không muốn nhất nhắc lên chính là chuyện này. Nàng có thể có được hôm nay tình cảnh, cũng là bởi vì Hạ Trường Minh một kiếm kia bức hôn. Mỗi lần hồi tưởng lại đều hoạn để nghiến răng. Nhìn qua Chu An Ninh cái kia chờ đợi ánh mắt tò mò, Tô Nguyệt Ly lạnh lùng nói ra. Bản đế nhưng không có bị hắn tin phục chỉ là bất tác sĩ tạm thời hủy thân ở bên người hắn mà thôi cũng không phải là bản đế tâm nguyện chu an ninh nghe xong như có điều suy nghĩ tiếp tục hỏi cái kia tô tỷ tỷ ngươi ưa thích hạ thúc thúc sao anh à ó ờ. tô nguyệt ly chừng lớn đôi mắt đẹp nhìn về phía chu an ninh hơn âm thanh phản bác bản đế mới không thích kẻ kia đáng giận ra hòa. Người từ chỗ nào điểm nhìn ra bản đế ưa thích hắn chẳng bằng nói bản đế hận không thể tự tay giết hắn chu an ninh ngơ ngác nhìn qua tô nguyệt ly hơi có vẻ bối rối kích động giải thích dáng vẻ không nghĩ tới tô nguyệt ly lại là chán ghét như vậy hạ trường minh có thể căn cứ nàng bình thường quan sát cảm giác hai người cảm tình mười phần thân mật ân ái mới là luôn là sẽ cùng một chỗ liếc mắt đưa tình đứng chung một chỗ cũng như một đôi thần tiên quyền lữ thấy tiện sát người bên ngoài tô tỷ tỷ cùng hạ thúc thúc thường xuyên ở chung một chỗ như hình với bóng an ninh còn tưởng rằng tô tỷ tỷ là rất ưa thích hạ thúc thúc tô nguyệt ly hừ lạnh một tiếng giải thích nói kia chỉ bất quá cái kia vô xì ra hòa nhất định phải dán lại đây thôi cái kia tô tỷ tỷ thật sự không thích hạ thúc thúc không thích tô nguyệt ly không chút do dự hồi đáp chân chờ nửa giây đều là đối nàng thân là yêu tộc nữ để khinh nhờn chu an ninh nghe nói đôi mắt chiều sáng rạng rỡ khuôn mặt nhỏ ngược lại phù lộ nụ cười chỉ mình nói ra cái kia an ninh có thể hay không không thể chu an ninh lời còn chưa nói hết tô nguyệt ly liền đột nhiên lạnh giọng đánh gãy nàng chu an ninh lập tức ngu ngơ ở tô nguyệt ly chính mình cũng là một mặt kinh ngạc ý thức được chính mình thất thố sau vội vàng khôi phục thần thái nghi hoặc hỏi ngươi ưa thích tên kia bị tô nguyệt ly hỏi lên như vậy chu an ninh tức khắc khuôn mặt nhỏ đông hồng xiết lòng bàn tay hết thảy không cần nói cũng biết hạ trường minh thực lực cường đại ở chung ở giữa nhưng không có một điểm ngăn cách còn luôn là sẽ che chở nàng cả mến hết sức dạy bảo nàng tu hành đối xử mọi người mười phần dịu dàng ân cần cái kia ngạo nghệ thời gian dáng người sớm đã thật sâu khắc ở chu an ninh trong đầu liên nàng bây giờ trên người này lệnh vô số tu hành giả hâm mộ tiên duyên truyền thừa hạ trường minh cũng không chút nào kêu kiệt đem phần này tiên duyên đưa cho nàng mấu chốt là giảng dấp cũng rất đẹp trai Tô Nguyệt Ly đâu có nhìn không ra Chu An Ninh điểm tiểu tâm tư kia, lạnh giọng nói ra, không được, ngươi không thể ưa thích hắn. Bây giờ, nàng nhất định phải đem Chu An Ninh ý tưởng này bóp chết trong nôi. Vì cái gì? Chẳng lẽ Tô Tỷ Tỷ nhưng thật ra là ưa thích Hạ Thúc Thúc? Chu An Ninh không hiểu hỏi. Tô Nguyệt Ly mặt lạnh lấy, đôi mi thanh tú thẳng chọn, giải thích nói, bạn đề mới không thích hắn. Nói như vậy chỉ là vì tốt cho ngươi. Vì An Ninh, Chu An Ninh càng thêm nghi ngờ nói, không sai, người cũng không hiểu rõ tên kia. Hắn còn lâu mới có được ngươi nhìn bề ngoài như vậy tốt. Tô Nguyệt Ly thần tính nghiêm túc khuyên nhủ, Chu An Ninh trong lòng đã hiếu kỳ lại khẩn trương, vỉnh tai cẩn thận lắng nghe. Hạ Trường Minh chẳng lẽ còn có không muốn người biết một mặt? Chỉ thấy Tô Nguyệt Ly đầy cõi lòng oán niệm mà tiếp tục nói ra, tên kia ban đêm tư thế ngủ chẳng những rất kém cỏi, tay chân còn không thành thật. Minh Minh dùng chiếu như vậy lớn, lại nhất định phải che lại đây. Bản đế chưa bao giờ thấy qua như thế mặt giấy vô sỉ người, có đôi khi còn vô cùng bá đạo ngang ngược, không chút nào phân rõ phải trái. Bản đế khuyên người tốt nhất vẫn là cách xa hắn một chút. Má, má đạo ngang ngược, lệ, tỷ như đâu? Chu An Ninh hiếu kỳ truy vấn, hắn, hắn vậy mà không cho phép bản đế ăn kẹo, hắn biết rất rõ rằng bản đế thích ăn đủ ngọt, lại nói cái gì ăn nhiều đôi răng không được. Tô Nguyệt Ly gương mặt xinh đẹp hàn xương nói, phẳng phất hạ trường minh đối nàng làm cái gì chuyện không thể tha thứ đồng dạng. Chu An Ninh, Chu An Ninh ngay người, cố gắng nghĩ lại nhiều lần Tô Nguyệt Ly nói lời, giống như đều không có vấn đề gì à. Đây không phải rất tốt sao, có nào làm người suy nghĩ á? À? Chu An Ninh lúc này trả lời, những này an ninh cũng không quan hệ, Liên coi như hạ thúc thúc ban đêm động, động thủ động cước. An Ninh cũng có thể nhịn nhịn, nói đến phần sau, Chu An Ninh âm thanh như mỗi âm thanh kích cỡ tương đương, khuôn mặt nhỏ càng thêm đồng hồng, Tô Nguyệt Ly tức giận đến gương mặt xinh đẹp run rẩy, năng tận tình khuyên bảo thuyết phục lâu như vậy, tiểu quỷ này làm sao lại là không nghe đâu, nếu không vẫn là đem tiểu quỷ này chôn đi, chẳng biết tại sao, Tô Nguyệt Ly nhìn về phía Chu An Ninh đôi mắt bên trong, lần nữa âm thầm dâng lên một tia sát ý, đang lúc Tô Nguyệt Ly do dự muốn hay không động thủ lúc, cách đó không xa truyền đến một trận ầm ầm tiếng vang phương hướng âm thanh truyền tới chính là trong lòng nàng hình như có dẫn dắt phương hướng có người sớm nào một bước tiến vào chỗ kia không yêu tộc có liên quan tiên mộ bên trong tô nguyệt ly lúc này đứng người lên cái đuôi của lên chu an ninh bay người về phía âm thanh phương hướng tiền đến không lo được chờ hạ trường minh trở về nàng chỉ có thể mang theo chu an ninh tiến vào cái kia yêu tộc di chỉ chúng chậm một chút một bước yêu tộc còn sót lại ở đây tiên duyên rất có thể liền sẽ bị những người khác nhanh chân đến trước bạch hai đạo thân hồng từ phía chân trời xẹt qua na xuống tan hồn thái tỷ liều mạng chạy trốn sau lưng hạ trường minh cầm kiếm theo đuổi không bỏ trước mắt hạ trường minh cách hắn càng thêm tiếp cận sinh tử tồn vong thời khắc thái tỷ kinh hoàng tức giận hương phía bồn phía hò hét nói ngươi còn phải đợi tới khi nào mau ra đây giúp bổn tạ theo thái tỷ tiếng hò hét một đạo đen nhánh thân ảnh đột nhiên từ trong rừng thoát ra đánh úp về phía hạ trường minh hạ trường minh lúc này ổn định thân hình thân sắc cống lại để tiên kiếm một kiếm chém qua khâm để tiên kiếm cùng một thanh đen nhánh trường kiếm tương giao phong phát ra tiếng thanh minh vàng rồi trương kiếm toàn thân đen nhánh quỷ dị tản ra vần đục không rõ giống như vật sống một dạng vần đục linh lực làm đế tiên kiếm tới giao phong lúc trên thân kiếm bám vào linh lực tức khắc bắt đầu bị linh lực màu đen ông trọng ăn mòn linh lực tiêu hào tốc độ cực kỳ nhanh chóng cút hạ trường minh nhớ mày lúc này bộc phát kiếm khí đen đạo hắc ảnh kia cưỡng ép trấn khai kiệt 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 bóng đen phát ra trận trận khiếp người tiếng cười thân hình thối lui đến thái tỷ bên cạnh không hổ là vị kia kiếm tiên đệ tử linh lực hương vị thật là mỹ diệu đợi bóng đen trên người vần đục ông linh dần dần rút đi một khuôn mặt quen thuộc hiện ra ở hạ trường minh trước mắt rõ ràng là chỉ gặp qua hai lần mặt lần trước còn từ trong tay hắn đào tổ vương gia vương quản sự vương vân nguyên lai like ngươi chính là đầy hết thảy phía sau màn hắc thủ ta là nên bảo ngươi vương quản sự đâu vẫn là xưng hô ngươi là ma tộc hạ trường minh đem để tiên kiếm mũi kiếm chỉ hướng vương vân lạnh lùng nói vương vân âm trầm cười một tiếng cực kỳ lễ phép long trọng giới thiệu nói ta chính là ma tộc bảy đại ma tứ một trong mang theo bảo thực chi danh thực linh may mắn gặp qua vô song kiếm tiên đổ đệ thực linh hạ trường minh nhẹ giọng thì thầm hắn đối ma tộc không hiểu nhiều lắm hắn sư tôn cũng rất ít hướng hắn giới thiệu qua ma tộc chỉ biết ma tộc là ngàn năm trước tiên ma yêu tam tộc chi chiến kẻ đầu têu từ hỗn độn vực sâu bên trong sinh ra bản tính thuần ác y muốn bốc lên thế gian phân tranh đem tội ác cùng hỗn độn hạt giống gieo rắc thế gian đại địa đem nhân gian hóa thành luyện ngục vực sâu tại ngàn năm trước sau khi chiến bại từ đây tiêu tan nặc tại thế gian chưa từng lại xuất hiện qua ma tộc thân ảnh Bây giờ xem ra, kỳ thật ma tộc vẫn chưa rời khỏi cứu châu thập địa, mà là đã sớm ẩn nấp trên thế gian các ngõ ngách. Tùy thời mà động, chính là người giật dây thải ra cùng vương gia lại đối hạ nhược băng cùng chu thái an gieo xuống ông linh chi độc. Ý đồ tại thiên đồ nhắc lên phân tranh chiến loạn, hạ trường minh nghèo cầm mắt lại, đối thực linh chất vấn. Thực linh cũng không giàu diềm, rất sảng khoái mà trả lời. Thái gia cùng bản ma thân chỉ là quan hệ hợp tác, nói thế nào giật dây. Vương gia thì là chính mình hám lợi đen lòng, ý muốn trèo lên quyền lực đỉnh phong, chủ động cùng cái kia chu chỉ qua hợp tác cùng bản ma thần cũng không có chút quan hệ nào. Đến nỗi cái kia chu chỉ qua, bản ma thần chỉ là thoáng nói một chút tình. Chính hắn liền không kịp chờ đợi sát hại chính mình hai cái đệ đệ, bây giờ lại đã khởi binh tạo phản, thật đúng là buồn cười. Ngược lại là người nói hai người kia, trên người bọn họ ông Linh Đích thật là bản ma thần gieo xuống. Bản ma thần từ đầu đến cuối đều chỉ là ở bên hiệp trợ mà thôi, hết thảy đều là các người nhân tộc mua dây buộc mình. Nói xong, thực linh hài hước nhìn về phía hạ trường minh, thần sắc mười phần đắc ý tại thực linh bên cạnh thái tỷ thì là bất mãn hết sức hướng thực linh nổi giận nói ngươi để bổn tọa đối phó hạ trường minh bây giờ hại bổn tọa rơi vào kết quả như vậy ngươi đến bây giờ mới ra tay đến cùng có ý tứ gì ta nói xong thái gia hiệp trợ các người ma tộc các ngươi thay ta đoạt được thiên chu giúp ta bước vào thần thông thực linh một mặt không kiên nhẫn nhìn về phía thái tỷ chậm rãi nói ra bản ma thần mượn chiêu hồn phiên tạo điều kiện cho người luyện chế lệ hồn là để ngươi đối phó hạ trường minh người hết lần này tới lần khác ngắc nghé cửu vị thần hồn đối cái kia yêu tộc nữ đế ra tay rơi vào bây giờ hạ tràng chẳng trách ai ngươi tốt tính toán bổn tạ nhận thua bây giờ bổn tọa theo yêu cầu của ngươi đã đem hạ trường minh dẫn tới người ta cùng nhau ra tay đem hắn bắt giết đến nước này thái tỷ giận tím mặt muốn khiển trách bác thực linh nhưng nghĩ tới bây giờ hắn tình cảnh hiện tại còn cần ma tộc trợ giúp chỉ phải nốt xuống khẩu khí này việc cấp bách là trước giải quyết đi đại họa trong đầu hạ trường minh bây giờ thái tỷ mất đi nhục thân nhu cầu cấp bách một cái có thể chứa đựng hắn thân hồn hoàn mỹ nhục thân mà hạ trường minh chính là một cái tuyệt hảo lựa chọn Niên kỳ trẻ tuổi như vậy đã là thiên tôn cảnh, cảnh giới thậm chí ở trên hắn. Nói gió rất có thiên phú tiên tư, như thế nhục thân ngàn năm khó gặp một lần. Nếu là có để chiếm cứu thân này, con có thể kế thừa hạ trường minh linh hải bên trong tập được kiếm quyết cùng linh lực bí pháp truyền thừa. Đến lúc đó cái kia yêu tộc nữ đề cũng sẽ trở thành dưới háng của hắn chi vật. Đùa bỡn về sau luyện hóa hắn thần hồn. Vừa nghĩ tới đây, thái tỷ nhìn về phía hạ trường minh đôi mắt bên trong tràn ngập vô tận tham lam cùng khát vọng. Hắn không kịp chờ đợi muốn hạ trường minh nhục thân. Hạ Trường Minh nhìn qua thái tỷ cái kia làm người ta phát xét ánh mắt chán ghét sâu. Cũng là cháu mày, đang muốn rút kiếm một kiếm bổ hắn. Lại có người trước hắn một bước động thủ. Thực linh lạnh không kịp đề phòng mà bỗng nhiên một tay bắt thực thái tỷ mặt. Đem món tay khảm vào thái tỷ thân hồn bên trong. Anh anh à, thân hồn thụ thương, thắng qua nhục thần gấp trăm lần. Thái tỷ tức khắc đau đến gọi thằng kêu to. Ngày thường luyện hỏa vô số lệ hồn, thích nghe nhất lệ hồn gào thảm hắn vạn vạn không nghĩ tới có một ngày sẽ đến phiên trình hắn ngươi ngươi làm gì ma tộc tiểu nhi ngươi vậy mà đối với bản tạ ra tay thái tỷ hướng phía thức linh giận dữ hết thức linh lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn thản nhiên nói ngươi đã không còn à bản ma thần nhẫn đã lâu vừa vặn đói chỉ còn một sợi thân hồn ngươi vẫn là cho bản ma thần điền một chút bụng à nói xong thức linh mở ra miệng đầy răng nanh mấy ngụm đen thái tỷ thân hồn xé nát nuốt vào cuối cùng còn chưa đã ngứa mà liếm liếm môi thái tỷ thân hồn chỉ ở tiếng thứ nhất kêu thảm bên trong đầu lâu bị gặm ăn sau liền lại không sinh tức vừa mới vẫn là mình hữu hai người nháy mắt liền đem một người khác ngạnh sinh sinh thực ăn thái gia cùng ngươi không phải quan hệ hợp tác sao ngươi liền như vậy ăn hết hắn không chuẩn bị cùng hắn liên thủ đối phó ta về sau lại động thủ hạ trường minh lặng lẽ hỏi thực linh khoát tay áo cười nói bản ma thần mục đích đã đạt thành thiên đô nghiệp hỏa đã thành thái gia vô dụng đợi chu chỉ qua đoạn được hoàng vị thiên chu vương triều đem dẫn động cổ châu thập địa chi chiến loạn đến nơi đối phó ngươi bản ma thần một người đủ để thực linh thần sắc cực kỳ tự tin một giây sau hạ trường minh đã lách mình trước người một đạo ngân quang chỉnh rơi thực linh thân thể một phân thành hai người rất tự tin đi hạ trường minh lạnh lùng nói thân thể bị chém làm hai nửa thực linh hóa thành một sợi hắc vụ tiêu tán chỉ để lại một câu đợi bản ma thần trước giải quyết cái kia yêu tộc nữ đế lại từ từ chơi với ngươi hạ trường minh nhìn qua thực linh tiêu tán thân ảnh giờ mới hiểu được này vương vân chỉ là thực linh một sợi phân thần thôi vì chính là cố ý đem hắn từ tô nguyệt ly bên cạnh dẫn ra tô nguyệt ly gặp nguy hiểm Hạ Trường Minh vội vàng bay người về phía Nguyên Lai phương hướng chạy trở về. Một bên khác, Tô Nguyệt Ly đang nghe dị hưởng sau vội vàng mang theo Chu An Ninh đi tới một chỗ trong huyệt mộ. Mộ huyệt đen nhánh cực sâu, nội bộ càng rộng lớn. Tô Nguyệt Ly vung lên nòng tay áo, mấy chục đoàn hồ hỏa trôi nổi tại mộ huyệt trên vách tường. Màu tin sáng tỏ hồ hỏa lập tức liền chiều sáng toàn bộ mộ huyệt. Mộ huyệt bản trụ san sát, hai bên lối đi khắc vẽ tràn đầy nguyên một mặt vách tường thạch vẽ. Nói là mộ huyệt, xen ra càng giống là một cái chôn giấu lòng đất cung điện đồng dạng thạch vẽ thượng điêu khắc thời kỳ thượng cổ nghe đồn mỗi đại yêu tộc đại năng tế tụ mặt khác thì là san sát cửu tiêu phí trên nhân tộc song phương đang đứng ở dương cung bạt kiếm chi thế mà tại thạch vẽ một góc khác tối đen như mực mê vụ mỏ to một con mắt nhìn chăm chú lên hết thảy từ hắc phụ bên trong rưỡi ra hai cánh tay cánh tay bao phủ nhân tộc cùng yêu tộc này hắc phụ là cái gì chẳng lẽ đại biểu cho ma tộc tô nguyệt ly đứng tại thạch vẽ trước cẩn thận quan sát nhân tộc cùng yêu tộc đều vô cùng dễ nhận ra đoàn hắc phụ kia liền chỉ còn dư ma tộc khả năng tô nguyệt ly đối ma tộc hiểu rõ rất ít chỉ biết thời kỳ thượng cổ có ma tộc tồn tại qua nhưng chưa bao giờ thấy qua không đúng năng tựa hồ từng tại nơi nào thấy qua nhìn trước mắt thạch vẽ bên trên khắc vẽ quỷ dị ma tộc tô nguyệt ly lúc này mới hồi tưởng lại sớm đã lãng quên ký ức tại nàng vừa mới leo lên yêu tộc nữ để chi vị lúc có như vậy một đoàn xuất quỷ nhập thần hắc vụ xuất hiện tại nàng trong tầm cung nói với nàng qua muốn hiệp trợ nàng diệt đi nhân tộc nàng nhờ đến lúc ấy nàng giống như rất chán ghét loại này không mời mà tới liền chạy vào nàng tẩm cung quấy giày nàng người cho nên không nói hai lời liền trực tiếp đem đoàn hắc vụ kia cho đập tan nói như vậy lúc ấy tìm nàng chính là ma tộc tô tỷ tỷ nơi này có cánh cửa chu an ninh âm thanh đánh gãy tô nguyệt ly suy nghĩ tô nguyệt ly lấy lại tinh thần hướng phía chu an ninh phương hướng đi đến chỉ thấy một cái to lớn đứng vững cửa lớn ngăn tại trước mặt trên cửa lớn vẽ lít nhà lít nhít yêu văn tạo thành một đạo khó mà dung chuyển trận pháp nếu là không hiểu yêu văn người tùy tiện đụng vào cánh cửa này rất có thể sẽ phải gánh chịu cấm kỵ phản chế cũng may chu an ninh không có hành động thiếu suy nghĩ ngươi tạm thời lui ra phía sau một điểm tô nguyệt ly đối chu an ninh nói đợi chu an ninh khéo léo thối lui đến sau lưng tô nguyệt ly mới đưa tay phòng tới trên cửa trên cửa tất cả yêu văn tức khắc sáng lên nổi lên tô nguyệt ly tinh xảo vận dụng linh lực xê dịch mỗi một cái yêu văn để những này yêu văn một lần nữa sắp xếp tổ hợp thành một câu yêu tộc từ xưa lưu truyền lời thề yêu thần bảo hộ yêu tộc vĩnh thế hưng thịnh tô nguyệt ly trong miệng khẽ đọc nói đầu ngón tay từ bàn tay xẹt qua một đạo sau đó đưa bàn tay đặt tại cửa lớn phía trên yêu tộc chi huyết tính cả linh lực cùng nhau rót vào trong môn chốt cửa bên trên hai cái yêu thú đầu lâu còn mắt lưới sáng lên cửa lớn bắt đầu chậm rãi xê dịch chỗ này yêu tộc mộ huyệt không có bất kỳ cái gì cơ quan trở ngại nhưng lại chỉ có yêu tộc người mới có thể mở ra cho dù thông hiệu yêu văn con cần thuần chính yêu tộc chi huyết cùng đại lượng linh lực rót vào thiếu một thứ cũng không được tại cửa lớn mở ra sau khi tô nguyệt ly có thể cảm nhận được tâm thần cái kia kêu gọi thanh âm càng thêm rõ ràng kỳ quái chính là từ khi tiến vào mộ huyệt tô nguyệt ly vẫn chưa có nhìn thấy bất kỳ ai khác thân ảnh làm nàng mang theo chu an ninh lúc chạy đến chỉ là mộ huyệt lối vào không biết bị người nào phá hư nhưng lại không nhìn thấy những người khác chẳng lẽ là có người tự biết không cách nào mở ra cánh cửa này chủ động từ bỏ chọn rời đi rồi tô nguyệt ly suy đoán nói dù sao lấy nàng thiên tôn cảnh thực lực đều cảm giác không đến người chỉ ít cùng nàng cùng cảnh cũng liền hạ trường minh cùng cái kia thái tỷ hai người mà thôi hai người bọn họ đều đã rời đi vậy thì không có khả năng lại có những người khác không tiếp tục nhiều do dự tô nguyệt ly cất bước đi vào trong đó một tôn hình người yêu xương cốt ổn thỏa tại sát vương tọa phía trên xương đầu sinh ra bé nhọn song giác, người khoác tàn phá chiến giáp đâu mừng cao dáng người đứng thẳng phảng phất quan sát tiến vào mộ huyệt người yêu quỷ tô nguyệt ly liếc mắt một cái liền nhận ra ngồi tại vương tọa phía trên yêu tộc chân thân chính là thời kỳ thượng cổ gần như diệt tuyệt yêu quỷ nhất tộc mặc dù đều là yêu tộc nhưng bọn hắn cực kỳ khác nhiều yêu quái tầm thường sau khi chết linh lực không cách nào lại duy trì nhân thân đồng dạng đều sẽ hóa thành nguyên hình chết đi mà yêu quỷ nhất tộc trời sinh chính là hình người sau khi chết cũng không có bất kỳ biến hóa nào có thể nói chưa đỉnh đầu song giác cùng đầy miệng răng nanh bên ngoài yêu quỷ cơ hồ cùng nhân tộc không có bất kỳ cái gì khác biệt không nghĩ tới này bí cảnh bên trong lại còn có vẫn lạc yêu quỷ nhất tộc nhìn lên chiến giác trang trí khi còn sống đã từng còn là một vị yêu quỷ chi vương tại này yêu quỷ chi vương trước người một thanh dài ước trừng trở sáu thước trường đao cắm ở vương tọa ngay phía trước dài dòng thân đao tản ra dày đặc u quang thân đao khắc vẽ yêu văn một mặt khắc lấy phong ma một mặt khắc lấy chu tiên tô nguyệt ly không tự chủ liền đi tới chuôi này trường đao trước khoảng cách gần cảm thụ được chuôi này yêu đao lạnh thấu xương khí thế cùng đối nàng kêu gọi nên nàng kêu gọi lại đây cũng không phải là tôn kia yêu xương cốt mà lại chuôi này yêu đao chuôi này yêu đao tuyệt đối là chuôi tuyệt thế tiên khí tô nguyệt ly đôi mắt mừng rỡ bộc lộ nàng lúc này cần nhất chính là một thanh tiện tay tiên khí nếu là có chuôi này yêu đao nơi tay thái thì tuyệt sẽ không là đối thủ của nàng coi như đối mắt tên kia nàng cũng có tự tin có thể cùng một trận chiến hương hàn báo thủ tô nguyệt ly không kịp chờ đợi nhúng tay nắm chặt chuôi đao trong khoảnh khắc thân đao tuôn ra bàng bạc ý sát phạt mãnh liệt lệ khí theo thân đao không ngừng tràn vào tô nguyệt ly trong cơ thể chu an ninh cùng lang gia đột nhiên cảm nhận được cỗ này khủng bố hàn ý lưng nghề mắt mắt lạnh vội vàng hướng phía tô nguyệt ly chạy tới tô tỉ tỉ không được qua đây tô nguyệt ly quay đầu lại hướng phía chu an ninh giận dữ hết chu an ninh nhìn thấy lúc này tô nguyệt ly dạ đến bước chân ngừng trệ chỉ thấy tô nguyệt ly toàn thân lệ khí quấn thân trong mắt màu tím bị tinh hồng chi sắc bao trùm trong miệng răng nanh hiển lộ gương mặt yêu văn hiện lên chuôi này yêu đào không biết chém giết quá bao nhiêu tiên ma thân đào tích chứa sát lục lệ khí lại cường thịnh như vậy tô nguyệt ly tâm thần đại thụ ăn mòn trong đầu hiện lên từng đoạn bị chém giết tại dưới đao tiên tôn ma thần cái kia kinh hại rên rỉ thanh âm tại trong đầu của nàng vung đi không được yên lặng ngàn năm thật lâu yêu đào dục nuôi lệ khí sát ý hình như có ý thức lại là muốn thôn vệ tinh thần của nàng chỉ là yêu đào, đừng cho bản đế được một tắc lại muốn tiến một thước tô nguyệt ly cố thủ tâm thần cắt gao chống cự lại yêu đào lệ khí ăn mòn yêu thân càng thêm hiện ra cầu vĩ bắt ăn bốn phía vung bày đình đầu hai lỗ tai lộ ra liền trên mặt dần dần bị trắng nõn lông cảo nơi bao bọc đáng ghét muốn không chống đỡ được Tô Nguyệt Ly gắt cao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Trên yêu đao lệ khí của thực vượt qua dự liệu của nàng, tâm thần khó thủ. Liên tại đây trong lúc nguy cấp, treo ở Tô Nguyệt Ly trên cổ mặt dây chuyển bỗng nhiên linh quang chợt hiện. Sinh thầm linh quang đem Tô Nguyệt Ly bao khỏa trong đó. Tâm thần bỗng cảm giác một cố mát lạnh thoải mái dễ chịu trì ý. Đây, đây là lần thứ nhất trở lại hạ gia lúc. Sở khinh huyền vì nàng tự mình đeo lên hạ gia mặt dây chuyền hạ gia vì con dâu đời đời truyền lại linh trụy này linh trụ vậy mà có thể chống cự tiên khí tân thần ăn mòn Tại cố này linh quang bọc vào, Tô Nguyệt Ly trong đầu âm thanh tức khắc tiêu tán, quấn quanh thân thể lệ khí cũng dần dần đánh tan, tính cả trong tay yêu đao cùng nhau tịnh hóa. Đầu này linh chủy cũng không phải là thần khí, mà cũng là một kiện tiên khí. Tô Nguyệt Ly bất khả tư nghị an ủi lên trước ngực hạ ra linh chủy, nay lại là kiện trên đời hiếm thấy, có thể chống cự tinh thần ăn mòn, cố thổ tâm thần tiên khí. Sở Khinh Huyền cùng tên kia chẳng lẽ cũng không biết sao? Liên như vậy đen đầu này linh chủy tặng cho nàng. Tô Nguyệt Ly trong lòng càng phức tạp, nếu không phải là đầu này linh trụy nàng chỉ sợ hôm nay liền muốn bị yêu đao ăn mòn trở thành một bộ chỉ biết giết chóc đau khôi mà đầu này linh trụy là nàng lấy hạ ra con dấu thân phận lấy được thiên linh trụy không nghĩ tới yêu tộc nữ để trên người còn có bức này hộ thần tiên khí một đạo thanh âm xa lạ bỗng nhiên từ đen kịt trong đại điện vang lên là ai tô nguyệt ly cảnh giác liếc quá mức một đạo dấu ở trong bóng tối hắc vụ đột nhiên luồn lên tốc độ càng kinh người trực chỉ tô nguyệt ly tô nguyệt ly đôi mi thanh tú ngưng lại lúc này một trưởng đánh ra hai trưởng chạm vào nhau nhắc lên linh lực cực lớn ba động tô nguyệt ly thân hình rút lui mấy bước tô nguyệt ly không khỏi hòa dung thất sắc gương mặt xinh đẹp mưng trọng vẻn vẹn một trưởng giao thủ nàng liền có thể cảm thấy được cảnh giới của người nọ phía trên nàng thiên tôn cảnh đỉnh phong bí cảnh bên trong khi nào thiên gia như thế một vị cường giả làm tô nguyệt ly vẫn còn trong lúc khiếp sợ lúc trong thoáng chốc mới phát giác trên người linh lực đang tại cực tốc trôi đi tập trung nhìn vào một cỗ vẩn đục không rõ linh lực màu đen bắt đầu một chút xíu mà rót vào bàn tay của nàng xâm nhập thân thể của nàng Tô Nguyệt Ly nhanh chóng ác chế ông Linh, nhúng tay muốn rút ra yêu đao chém về phía đối phương, lại là chậm một bước. Thực Linh lách mình tiến lên, một trưởng đánh trúng Tô Nguyệt Ly phần bụng, đem nàng từ trên điện đài đánh rơi. Tô Nguyệt Ly lợi dụng cái đuôi chống đỡ thân thể mới không có để cho mình nằm trên mặt đất, bàn tay nắm chặt phần bụng, trong miệng thốt ra một bụng máu tươi. Gương mặt xinh đẹp chỉ một thoáng tái nhợt rất nhiều. Tô tỷ tỷ, Chu An Ninh cùng Lang gia vội vàng đuổi tới Tô Nguyệt Ly bên cạnh đỡ lấy nàng. Vừa mới phát sinh hết thảy đều quá đột nhiên, Chu An Ninh cùng lăng Giá căn bản đều không có phản ứng tô tỷ tỷ ngươi không sao chứ chu an ninh lo hỏi tô nguyệt ly chậm rãi lắc đầu ánh mắt băng hàn nhìn qua cái kia đạo toàn thân bao khóa hắc phụ thân ảnh lạnh giọng nói các hạ là ma tộc người thực linh tán đi bao khỏa toàn thân hắc phụ lộ ra chính mình vốn là chân diện mục một cái khuôn mặt tà tuấn đen nhánh song đồng sáng người có thần tóc ngắn nam tử đây mới là thực linh vốn là chân diện mục trước đó vương vân vương quản gia thân phận chẳng qua là hắn ngẫu hứng nhập vai ẩn núp tại nhân gian thân phận thôi thực linh tham lam liếm láp một chút khóe miệng ánh mắt sáng rực mà đối tô nguyệt ly nói ra không tệ bản ma thần chính là ma tộc bảy đại ma thần một trong thực linh yêu tộc nữ đế linh lực hương vị cũng không kẻ ma bản ma thần đã lâu không thưởng thức quà mỹ vị như vậy linh lực đều có chút hưng phấn nói thực linh không khỏi ôm lấy hai cánh tay của mình thần sắc một mặt say mê hưng phấn tô nguyệt ly thật sâu co chặt lông mày hỏi phá hư mộ huyệt cửa vào hấp dẫn bản đế người tiến vào chính là người đi thực linh cũng rất thẳng thắn thừa nhận nói không sai chính là bản ma thần đa tạ ngươi thay bản ma thần mở ra đạo này đại môn nếu không bản ma thần thật đúng là không có cách nào đi vào đâu hắc giận tô nguyệt ly tiến vào yêu tộc mộ huyệt mở ra phong ấn đại môn đây hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong sớm tại tiến vào bí cảnh sau hắn cũng đồng dạng mơ hồ cảm nhận được một cỗ nhằm vào ma tộc uy hiếp tiềm ẩn thế là liền huyễn hóa ra hai đạo phân thân một đạo tiếp tục ngụy trang thành vương vân quan sát thế cục một đạo khác thì là một đường âm thầm theo đuôi tô nguyệt ly đi tới này yêu tộc mộ huyệt tin tới chua này yêu đao phong ma chu tiên đào thực linh rút lên cá ở trên điện đài yêu đào thu hồi vẻ suy tư sắc mặt nghiêm túc một chút chui này yêu đao chính là vô số yêu tôn huyết cốt rèn đúc mà thành vốn là rất có khí thế hung ác trên thân đao càng là không biết uống vào bao nhiêu tiên ma chi huyết lệ khí hoành hành đã từng không biết để bao nhiêu tiên ma nhìn mà phát khiếp nó này phong ma chu tiên chi danh cũng không phải chỉ là hư danh không nghĩ tới chui này yêu đao cũng thân tảng nơi này thực linh đánh giá trong tay yêu đao trong lòng không khỏi có chút đáng tiếc hắn vốn nghĩ để tô nguyệt ly lấy được chui này yêu đao để yêu đao lệ khí ăn mòn tinh thần của nàng mượn từ tô nguyệt ly chi thủ diệt trừ hạ trường minh như vậy hắn cũng có thể nhìn thấy thú vị một màn thế nhưng tô nguyệt ly trên người đeo thiên linh trụy chẳng những không có bị yêu đao ăn mòn ngược lại còn tịnh hóa yêu đao không có cách nào hắn mới chỉ hảo ra tay đoạn lấy yêu đao tô nguyệt ly nhìn qua thực linh trong lòng suy tư như thế nào an toàn thoát thân mặc dù rất không nguyện ý như vậy đem yêu đao chắp tay nhường cho người nhưng trước mắt nàng đích xác không địch lại vì mở ra đại môn vốn là tiêu hao đại lượng linh lực lại bị đánh lé một trưởng đối mặt thiên tôn cảnh đỉnh phong lại có yêu đao nơi tay thực linh nàng không có phần thắng chút nào nếu là chỉ có một mình nàng lời nói nàng là có đầy đủ nắm chắc chạy trốn thế nhưng là bây giờ chu an ninh đi theo bên cạnh của nàng nàng không có nắm chắc che chở chu an ninh cùng một chỗ đào tàu đều do cái kia đáng ghét ra hòa nhất định phải đem phiền toái như vậy sự tình ném cho nàng chính mình lại không biết chạy đi đâu vẫn chưa trở lại tô nguyệt ly trong lòng nhịn không được đối người nào đó oán giận nói đột nhiên thực linh thần sắc biến đổi tự nhủ nhanh như vậy đến đây phải nắm chắc thời gian rất lời không chút do dự huy động yêu đao một đao chém xuống đao quang né mắt đem chọn tòa mộ huyệt trẻ dọc một nửa khủng bố kiềm khí mau lẹ như gió tô nguyệt ly cái đuôi của lấy chu an ninh nhanh chóng lách mình né tránh Lăng giá gắt gao nắm lấy chu an ninh bả vai bị tô nguyệt ly cùng nhau mang bay vừa mới tránh thoát này kính dị một kích quay đầu nhìn lại lúc trên mặt đất chỉ để lại một đao giữ tợn khe rãnh ven đường hết thảy hóa thành bột mịn liền tô nguyệt ly thấy thế cũng không khỏi lòng còn sợ hãi một cách này uy lực đã không thua gì hạ trường minh thi triển khuynh thiên một kiếm các người đi trước bàn đế sẽ nghĩ cách ngăn chờ hắn một lát Tô Nguyệt Ly trịnh trọng đối Chu An Ninh nói, "Tô tỉ tỷ." Chu An Ninh nhẹ giọng không bỏ kêu lên, nàng rất muốn để lại xuống hỗ trợ, nhưng nàng biết mình gấp cái gì cũng giúp không được, lưu lại chỉ biết trở thành vướng víu, cứ việc mọi loại không cam lòng. Chu An Ninh do dự một chút vẫn là lựa chọn rời xa nơi đây, không cần cáo biệt, bởi vì các người ai cũng đi không được. Thực Linh thân hình lóe lên, hóa thành thần hồng hường phía Chu An Ninh sau lưng đuổi theo mà đi. Yêu đao hoàn mang hiển lộ, một đao chém xuống, thời khắc nguy cơ tô nguyệt ly hối hả ngăn tại chu an ninh trước người song trưởng lợi chảo mạnh xinh xinh đón lấy yêu đao kiếm khí thế nhưng yêu đao kiếm khí uy lực lăng lệ tô nguyệt ly hai tay khó mà chống đỡ được kiếm khí thuận thế chặt cắm vào bả vai máu tươi nhuộm đỏ trước ngực nửa bên quần áo cho bản đế lan đi tô nguyệt ly gương mặt xinh đẹp phát lạnh cầm lên vung ra sau lưng cửu vĩ đem thực linh đánh bay bước lui không hổ là yêu tộc nữ đế chúng bản ma thần một trưởng linh lực còn thừa không có mấy phía dưới còn có thể có như thế khí thế thực linh chậm rãi đứng người lên thần sắc hài hước nhìn qua tô nguyệt ly nói tô nguyệt ly lặng lẽ nhìn chăm chú không nói gì thời khắc này nàng đã rất là mỏi mệt bàn tay cùng phần bụng ông linh thời khắc ăn mòn thân thể của nàng thôn phệ nàng thật vất vả khôi phục linh lực này thôn phệ linh lực năng lực phẳng phát trời sinh liền đối tất cả mọi người khắc chế thực linh nhìn ra được tô nguyệt ly chẳng qua là dáng chống đỡ thân thể thôi nhích miệng cười một tiếng trong tay yêu đao vẫn sức trở phát động thân hình chớp động chớp mắt đi tới tô nguyệt ly trước người tô nguyệt ly kinh hãi kịp phản ứng lúc yêu đào đã đối diện chèm xuống nàng lên muốn như thế chết ở chỗ này rồi sao nàng làm gì nghe tên kia lời nói đi bảo hộ chu an ninh đâu một nhân loại chết sống lại cùng nàng gì quan đâu tô nguyệt ly không có cam lòng yêu tộc đại nghiệp còn chưa hoàn thành nàng cũng còn không có hướng tên kia báo thù đâu sớm biết còn không bằng chết tại tên kia trong tay tô nguyệt ly trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến trong thoáng chốc một cái nàng không thể quen thuộc hơn được thân ảnh ngăn tại trước người nàng cánh tay kia thành thạo ôm ở cái hông của nàng đem nàng ủng tiến vào trong ngực trong lòng không hiểu cảm thấy an tâm nương tử xin lỗi vi phu tới chặng hạ trường minh một tay ôm tô nguyệt ly tinh tế eo thon một tay tay cầm đế tiên kiếm ngăn lại yêu đao ánh mắt nhìn chăm chú tô nguyệt ly gương mặt vẫn chưa nhìn về phía thực linh liếc mắt một cái tới sau bản ma thần dự đoán nhanh hơn không ít thực linh nhìn qua hạ trường minh cảm thấy ngoài y muốn nói phạm là hạ trường minh chậm thêm tới một giây đồng hồ hắn liền có thể trước đem yêu tộc nữ để giải quyết bất quá cũng không có kém chính là hạ trường minh lặng lẽ liếc xéo thực linh thân kiếm chấn động đẩy lui thực linh sau đó từ linh giới bên trong lấy ra một cái đan dược nhét vào tô nguyệt ly bên miệng tô nguyệt ly khẽ mở môi đỏ đem đan dược ngậm vào môi hồng bên trong mang theo u oán ánh mắt nhìn qua hạ trường minh nếu không phải là hắn nàng cũng sẽ không như thế chật vật còn bị hắn thấy được chính mình chật vật một mặt hạ trường minh đối tô nguyệt ly về mặt nhỏ cảm thấy đã buồn cười vừa xấu hổ dày dứt kéo nàng hơi hợt miến đen bàn tay thay nàng trừ bỏ trên tay ăn mòn ông linh nếu là hắn sớm một chút gấp trở về tô nguyệt ly cũng sẽ không thụ thương trên bờ vai cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương trước ngực cái kia vệt đỏ tươi vết máu đều để hạ trường minh cảm thấy đau lòng cùng phẫn nộ hắn đều không bỏ được như thế đánh qua nàng nương tử người đi xuống trước chữa thương còn lại giao cho vi phu thay tô nguyệt ly đen trên tay ông linh trừ chỉ toàn sau hạ trường minh ôn nhu nói với nàng tô nguyệt ly kiều hừ một tiếng không phục nói ra bản đế chỉ là nhất thời chủ quan bị đánh lén mới thua nếu không bằng bản đế một người liền là đủ mê mờ nương tử thực lực vi phu rõ ràng nhất hạ trường minh cười nhẹ nhàng nói mặt mũi tràn đầy cưng chiều dáng vẻ đi qua khoảng thời gian này ở chung hạ trường minh cơ bản đã mò thấy tô nguyệt ly vợ hắn ác toàn thân đều là mềm chỉ có cái miệng này nhất cứng rắn theo nàng nói chuẩn không sai nhìn xem hạ trường minh này không hiểu chiều theo nàng một mặt cưng chiều dáng vẻ tô nguyệt ly không hiểu liền nổi giận bộ này muốn ăn đòn bộ dáng mặc kệ nhìn mấy lần đều rất không để cho nàng thoải mái ngoan súng chưa thương Hạ Trường Minh vuốt Tô Nguyệt Ly đầu nhẹ nói, lời nói mặc dù nhu hòa, lại xen lẫn không thể nghi ngờ ngữ khí. Hừ, bản đế nói qua, đừng đem bản đế coi như những cái kia vô tri tiểu cô nương. Tô Nguyệt Ly đầu thoáng nhìn, tránh đi Hạ Trường Minh bàn tay, không để Hạ Trường Minh thấy được nàng thời khắc này thần thái, nhưng vẫn là khéo léo xuống. Nàng lúc này linh lực còn chưa khôi phục, lại thân phụ thương thế, đích xác không tiếp tục cùng thực linh sức đánh một trận, nhẹ đủ rơi xuống đất. Một mực trốn ở cách đó không xa không thật đi xa Chu An Ninh liền vội vàng đi tới Tô Nguyệt Ly bên người. Khi triển phụng viêm tâm hòa vì nàng chữa trị vết thương tô tỷ tỷ hạ thúc thúc tới có thể yên tâm nhìn thấy hạ trường minh đến chu an ninh tức khắc nhẹ nhàng thở ra lăng gia cũng nhảy đến chu an ninh trên bờ vai tức giận phụ họa nói không sai chỉ cần có lão đại tại gia hỏa này chết chắc bản đại gia mộ phần đều cho hắn đào xong vừa mới thúc linh một đao kia đều kém chút hủ chết hắn tô nguyệt ly nhẹ nhàng gật đầu quay vòng linh lực thanh trừ phần bụng lưu lại ông linh mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng hạ trường minh nắm ở nàng bên hông một khắc này trong lòng nàng đích xác an tâm không ít trên đường chân trời đang nhìn tiến đưa tô nguyệt ly xuống sau hạ trường minh ánh mắt chuyển hướng thực linh đôi mắt lạnh lẽo thấu xương vô hình kiềm ý nhảy lên thăng ma tộc đúng không ta nhớ kỹ rồi tổn thương nương tử của ta tội liền để các người toàn tộc tới hòa lại a à? hạ trường minh đem để tiên kiếm mũi kiếm chỉ hướng thực linh lạnh lùng nói thực linh nghe vậy sững sờ ngay sau đó phình bụng cười to nói ha 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 bản ma thân còn là lần đầu tiên nghe được có người dám như vậy đối ma tộc nói lời này cho dù là ngàn năm thời kỳ thượng cổ cũ, cũng không có vị nào dám như vậy khẩu xuất cùng ngôn cười cười thực linh ánh mắt phát lạnh hái hước nhìn qua hạ trường minh nếu là đổi lại ngươi sư tôn bản ma thần sẽ còn kiêng kỵ bảy phần ngươi đi ha ha còn quá trẻ chớ trách bản ma thần không có nhắc nhở ngươi cùng vọng cũng phải cần tư bản hừ hừ tư bản sao hạ trường minh nhẹ nhàng cười một tiếng thân hình nháy mắt biến mất một kiếm đối diện hướng thực linh chém xuống thực linh phản ứng nhanh chóng yêu đào vung chạm phản kích một kiếm một đao đụng vào nhau cả hai đều là tiên khí bên trong tuyệt phẩm hình như có hút nhau tương ứng trên ý nghiêm nghị lẫn nhau phát ra rung động rung động kiếm minh hai đạo thần hồng ở chân trời vừa đi vừa về giao thoa đao quang kiếm ảnh tung hoành bốn phía trời nghiêng động cả bầu trời phảng phất muốn bị đao này kiếm khí thế chỗ xé rách bí cảnh bên trong vạn thú bôn đằng thiên địa dung chuyển còn tại bí cảnh các nơi tu hành giả gặp tình hình này nhao nhao hướng phía bí cảnh chạy ra ngoài sợ bị cuốn vào này khủng bố uy áp bên trong không hổ là vị đại nhân kia đồ đệ trẻ tuổi như vậy liền có tu vi như vậy kiếm ý thực linh không chút phí sức mà lại ngăn lại hạ trường minh một kiếm sau xích lại gần hạ trường minh khuôn mặt tán dương nhưng mà sắc mặt trở nên rất nhanh trong nháy mắt lại mắt lộ ra hung quang sát ý nếu là tiếp tục bỏ mặc ngươi trưởng thành tiếc tương lai trở thành cái thứ hai kiếm tiên sợ sẽ là ta ma tộc họa lớn bản ma thần hôm nay tất sát người vậy thì thử một chút ta à? hạ trường minh nâng cao để tiên kiếm khuynh thiên một kiếm thuận thế chém xuống đến rất đúng lúc thực linh không tránh không né Cung Tiếu mà vung về yêu đao đó lấy khuynh thiên một kiếm, cự kiếm chém xuống, cung yêu đao chạm nhau, thực linh cánh tay hắc phụ chui ra, dần dần đem yêu đao cùng tự thân bao khỏa, hắc phụ leo lên tại trên yêu đao, lại bắt khả tư nghị bắt đầu đem khuynh thiên cự kiếm bên trên linh lực một chút xíu thực ăn, chỉ còn lại kiếm khí rốt cuộc đối thực linh không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Trong chốc lát, khuynh thiên cự kiếm liền bị hắc phụ thôn phệ hầu như không còn. Thực linh tinh tế phẩm vị một phen, thần sắc càng thêm hưng phấn. Anh kiếm tô linh lực tuyệt diệu, bản ma thần rất ưa thích hạ trường minh cảm thấy chấn kinh thực linh trên người quỷ dị hắc phụ liền như là miệng của hắn một dạng lại có thể tùy ý thôn vệ linh lực chỉ cần một cùng hắc phụ tiếp xúc linh lực liền sẽ cực tốc trôi đi xem ra người đã nhìn ra cùng bản ma thần chênh lệch người không cách nào đụng vào bản ma thần chú định sẽ bị thua thực linh chỉ vào hạ trường minh cười nhạo nói đánh ngay từ đầu hắn liền có sung túc tự tin đánh giết hạ trường minh cùng tô nguyệt ly hai người cho dù là hai người bọn họ liên thủ cũng không thể lại là đối thủ của hắn mới biết không nay bí cảnh tới thật đúng là thời điểm vốn là bản ma thần đang phiền não như thế nào diệt trừ ngươi đây một khi bản ma thần tại bí cảnh bên ngoài động thủ người sư tôn rất có thể liền sẽ cảm thấy được bản ma thần tồn tại cho nên ta mới một mực chờ cho tới bây giờ tiện thể nhìn một chỗ nhân tộc tương tàn trò hai có lẽ là tự biết nắm vững thắng lợi thực linh tâm tình cực kỳ vui vẻ thu hồi yêu đao chậm rãi mà nói thái thì chẳng qua là quân cờ của hắn dùng để thăm dò hạ trường minh thực lực chân chính con rơi thôi chỉ cần giết chết hạ trường minh cùng tô nguyệt ly lại đem bí cảnh những người khác toàn bộ giải quyết yên lặng chờ thiên đô nghiệp hỏa đốt đến cửu châu thập địa thế gian đem mẹ lần nữa lâm vào chiến loạn nói nhảm nhiều quá người ông linh thật là lợi hại nhưng chỉ cần không cùng người tiếp xúc liền có thể đúng không hạ trường minh khinh thường cười một tiếng tại thực linh nghi ngờ nhìn chăm chú bên trong thu hồi để tiên kiếm tiên tư lấm dựng lên không hai tay tương hợp kết ấn thần thức ngoại phóng đôi mắt linh quáng chấp động thần thông một phương giới theo hạ trường minh miệng niệm thần thông một có vi diệu linh lực tức khắc lấy hắn làm trung tâm nhộn nhạo lên lĩnh vực triển khai thần thức thế giới ba trùng phương viên mấy chục dặm đây đây là thần thông pháp tắc khí tức làm sao có thể thực linh thần sắc trần kinh khó có thể tin nhìn về phía hạ trường minh chẳng lẽ hắn đã lĩnh ngộ thần thông pháp tắc bước vào thần thông cảnh không đúng thần thông pháp tắc khí tức yếu kém hoàn toàn không chỉ như thế đây là lấy nửa bước thần thông cảnh cưỡng ép thôi động thần thông hắn vậy mà thật sự làm được bây giờ thực linh rốt cục cảm nhận được nguy cơ hạ trường minh đứng ngạo nghễ thiên ở giữa thần sắc xem thường món tay chỉ hướng thực linh nhẹ nhàng hướng phía dưới huy động trong miệng lạnh lùng nhà lời nói thiên lôi rồi oanh 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 mấy đạo tử sắc thiên lôi không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống thiên uy chấn động phẳng phất thể muốn phai mờ hết thảy thực linh vội vàng giơ lên yêu đao ngăn lại mấy đạo thiên lôi thế nhưng thiên lôi cuồn cuộn liên tiếp mấy đạo đánh xuống đem hắn lạnh sinh sinh đánh rơi tại mặt đất nhiều lần oanh tạc đợi thiên lôi thế uy hơi yếu thực linh mới quần áo tả tơi mà từ trong hồ sâu leo ra toàn thân đã là các nơi cháy đen trên người mơ hồ tử điện nảy lên đằng những này thiên lôi chính là thiên địa thần uy lấy linh lực thôi động nhưng cũng không phải là linh lực biến thành cho nên hắn cũng không thể thôn phệ biến hóa để cho bản thân sử dụng nếu không cũng sẽ không chật vật như thế thực linh oán hận nhìn chằm chằm trên đường chân trời hạ trường minh thật lâu không có người có thể làm cho hắn như thế kinh ngạc hạ trường minh lạnh lùng nhìn nhau song trưởng nhẹ dơ lên lần nữa thì thầm sơn nhạc dơ cao thực linh dưới chân mặt đất đột nhiên nứt ra mặt đất chia cắt hai bộ phận bay lên giống như hai tòa cự đại sơn nhạc đem hắn kè bỏ giữa không được Thực Linh gặp đại sự không ổn, vội vàng phi thân thoát đi Sơn Nhạc Giáp công chi thế, nhưng mà Hạ Trường Minh sao lại như ước nguyện của hắn, hai tay vừa nhấc, Sơn Nhạc đột nhiên nâng lên, liên miên bất tuyệt, đem Thực Linh vây ở trong đó. Tùy ý Thực Linh như thế nào bay, cũng bay không ra. Hợp, Hạ Trường Minh song trưởng tương hợp, Sơn Nhạc nảy mắt nặng nề mà va nhau đụng vào nhau, hợp hai là một. Trong lúc nhất thời bí cảnh nội địa động núi giao, Tô Nguyệt Ly ở xa một bên, thấy đôi mắt đẹp ngốc ngưng, hình như có không dám tin. Hạ Trường Minh nguyên lai like vẫn luôn là nửa bước thần thông cảnh. Bây giờ thậm chí đều có thể thi triển thần thông pháp tắc, giờ hai người tranh lệch để Tô Nguyệt Ly trong lòng rất cảm thấy bất lực, không nhiều một lát, to lớn sơn nhạc bắt đầu rách nứt, mấy đạo kiếm quang chém ra cả tòa sơn nhạc, Hạ Trường Minh biết bằng vào này hai lần là giải quyết không được Thực Linh, tại hắn chém ra sơn nhạc một khắc này, lần nữa miệng miệng pháp quyết, gió lốc, hưu, ba đạo tình thiên gió lốc không gió mà lên, tập quyển thiên địa, rừng rậm cây cối trong khoảnh khắc đều bị nhổ tận gốc, bị Thực Linh phá sơn nhạc cũng bị một thanh cuốn vào trong đó, tinh tế chia cắt thành vô số đá vụn hình thành một đạo thiên nhiên đá vụn gió lốc sát trận đá vụn cùng phong nhận thỉnh thoảng từ thực linh trên người xẹt qua lưu lại từng đạo vết thương thực linh sắc mặt ngưng trọng trong lòng sinh ra một tia kiêng kỵ môn xuất phát tùy thiên địa chi uy tùy ý di chuyển đáng sợ đến mức nào thần thông pháp tắc hắn không phải vị kia kiếm tiên đồ đệ sao làm sao lại lĩnh ngộ uy năng như thế thiên địa pháp tắc thực linh không nghĩ ra một người sử kiếm như thế nào đột nhiên bắt đầu chơi tiên pháp mặc kệ như thế nào không cách nào cùng hạ trường minh tiếp xúc lời nói hắn là tuyệt đối không thể địch Giút. Thực linh lúc này ra sức vung chảm yêu đao từ gió lốc đang bao vây bổ ra một đường vết sách, Hưng phía gió lốc bên ngoài tránh đi, nhưng mà bị hắn bổ ra khe hở nháy mắt lần nữa bị gió lốc khép lại, cả người lâm vào gió lốc tập quyền bên trong, vô số nhỏ bé đá vụn quán xuyên thân thể của hắn, có càng là cắm vào trong cơ thể của hắn, cho dù hắn không ngừng mà vung chảm yêu đao, bổ ra từng đạo khe hở, gió lốc đều có thể nhanh chóng lần nữa hợp mật, liên hộ thân hắc phụ cũng bị đá vụn đánh xuyên thủng trăm ngàn lỗ, thân thể giống như cái sàng đồng dạng, toàn thân cao thấp không có một chỗ là hoàn thành, Rào. Hạ Trường Minh lặng lặng nhìn chăm chú lên gió lốc bên trong dãy ruộng thực linh, lạnh lùng thì thầm, ba cô gió lốc hội tụ đủ một, gió lốc bên trong vô số phong nhận ngưng tụ, một bên nằm kéo thực linh thân thể, một bên chém về phía hắn thân thể, nếu không phải ngăn tại trước người yêu đao quá mức cứng cỏi, hắn chỉ sợ sớm đã tại gió lốc phong nhận bên trong tinh tế cắt thành phiến. Anh anh nha, à, thực linh giữ tận gào thét, từ bỏ hết thảy chống cự, thi triển toán thân chi lực nâng cao yêu đao, một đao chạm phá gió lốc, không do dự nữa, bạch phá bầu trời quả quyết hướng phía hạ trường minh thần thông lĩnh vực bên ngoài bỏ chạy chỉ cần chạy ra thần thông lĩnh vực phạm vi bên trong hạ trường minh liền rốt cuộc ngăn không được hắn đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn đến có thể chạy thoát được hạ trường minh ánh mắt ngưng lại bàn tay nắm chặt không trung tàn mắt đá vụn lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ hội tụ thành một viên thiên thạch khổng lồ rơi ra lệnh một tiếng thiên thạch giống như che khuất bầu trời vậy mà từ phía chân trời rơi xuống phía dưới thực linh mắt thấy trốn không thoát thiên thạch phạm vi chỉ phải quay người lần nữa đem yêu đao chém vào tại thiên thạch bên trên thiên thạch đè ép thực linh không ngừng hướng xuống rơi xuống tốc độ càng rơi càng nhanh mặt ngoài càng là đột nhiên dâng lên ngọn lửa nóng bỏng sớm đã tại gió lốc bên trong kém chút bị xoắn nát thực linh bất lực lại chống cự thiên thạch rơi xuống thân thể bị ngọn lửa bao vây theo lệ khiếu âm thanh nặng nề mà rơi xuống đất oanh thiên thạch rơi xuống đất thời khắc đó phảng phất toàn bộ bí cảnh bên trong đều có thể cảm nhận được đại địa chấn động hạ trường minh chậm rãi rời đi thiên thạch đi đến còn chưa chết thấu thực linh trước người lãnh mâu nhìn xuống hắn thực linh trên mặt đùa cợt ý cười nói ra là bản ma thần chủ quan không nghĩ tới nửa bước thần thông cảnh cũng có thể thi triển ra thần thông pháp tóc. bản ma thần xem thường người bất quá thật đáng tiếc người coi như lần này đánh bại bản ma thần thiên đô bên trong sớm đã là hãm sâu nghiệp hóa người coi trọng nhất hạ gia cũng sẽ bị thải ra phá hủy hầu như không còn mà bản ma thần chẳng qua là mất đi một bộ ma thần hóa thân thôi ngày sau chúng ta sẽ còn gặp lại ha 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 thực linh tùy ý lên tiếng chế diễu hạ trường minh cũng lời cùng hắn lại nói nhảm để tiên kiếm một kiếm chém xuống đem hắn cỗ này ma thần hóa thân chảm diệt kiếm khí kéo dài chén rách mặt đất mấy dặm đây là thay vợ hắn còn một kiếm bao hàm đối thực linh phẫn nộ thực linh ma thần hóa thân né mắt bị kiếm khí thôn phệ phải mở thiên địa làm xong đầy hết thảy hạ trường minh sắc mặt thượng mới lộ ra một chút vẻ mệt mỏi lấy hắn nửa bước thần thông cảnh cảnh giới cưỡng ép thi triển thần thông pháp tắc lại thôi động nhiều như vậy tiên pháp thần uy nếu không phải trường linh quyết liên tục không ngừng địa linh lực cung cấp nuôi dưỡng hắn thật đúng là không nhất định lưu hạ thực linh thực linh vừa chết phong ma chu tiên đao lần nữa trở thành vật vô chủ hạ trường minh chậm rãi nhặt lên trên đất yêu đao để vào trong tay quan sát tỉ mỉ yêu đao thân đao dài dòng trải rộng yêu văn xem ra cực kỳ yêu diễm hoa lệ bình thường tiên khí cùng để tiên kiếm lẫn nhau đụng vào đều có thể sẽ xuất hiện vết dạng mà chui này yêu đao lại sáng ngời như mới lông tóc không thương đích thật là có thể cùng để tiên kiếm nổi danh tuyệt thế tiên khí khó trách thực linh sẽ muốn đoạt lấy chui này yêu đao đang lúc hạ trường minh quan sát yêu đao lúc một đạo tịnh lệ thân ảnh đã chạy tới chiến đấu kết thúc tô nguyệt ly ngay lập tức liền chạy tới nhìn thấy yêu đao lại rơi vào hạ trường minh trong tay đặt đến lông mày nhẹ trào lại yêu đao rơi vào hạ trường minh trong tay hơn phân nửa là không có duyên với nàng hạ trường minh gặp tô nguyệt ly đôi mắt nhìn chằm chằm hắn trong tay yêu đao một chút liền minh bạch tâm tư của nàng vung vẩy trong tay yêu đao cười nói nương tử muốn tô nguyệt ly kiều hừ một tiếng nói ra coi như bản đế muốn người cũng không thể lại cho bản đế á hạ trường minh cười hướng tô nguyệt ly vầy vẫy tay tô nguyệt ly nhớ lại đôi mi thanh tú chậm rãi đi đến hạ trường minh trước mặt thương thấy khôi phục sau nàng lần nữa khôi phục ngày thường cái kia lãnh diễm bộ dáng hạ trường minh cầm trong tay yêu đào đưa cho tô nguyệt ly xích lại gần nàng bên tai nói khẽ chỉ cần là nương tử muốn vi phu liền cho ngươi hạ trường minh lộ ra một mặt mong đợi nụ cười chờ đợi tô nguyệt ly chủ động hướng hắn mở miệng tô nguyệt ly nắm chặt tú quyền hận không thể một quyền thưởng cho trước mắt tên ghê tởm này rất nghi thông miệng cự tuyệt rất hắn nhưng cũng thật sự không nỡ yêu đao nàng cũng không phải là rất tin tưởng nàng mở miệng hạ trường minh liền thật sự sẽ đem chuôi này tuyệt thế yêu đao đưa cho nàng mắt thấy tô nguyệt ly chậm chạp không mở miệng hạ trường minh một mặt tiếc nổi nói ra xem ra nương tử không thích cây đao này cái kia vi phu đành phải tìm một chỗ đen nó ném nói hạ trường minh liền chuẩn bị đem yêu đao thu lại tô nguyệt ly vô ý thức không khỏi nói ra chờ một chút hạ trường minh lộ ra mỉm cười nhìn về phía tô nguyệt ly hỏi làm sao vậy nương tử ngươi không phải không muốn sao bản đế khi nào nói qua từ bỏ tô nguyệt ly gương mặt xinh đẹp thoảng qua quận bách nói đôi mắt phiếu hốt không cùng hạ trường minh đối mặt nương tử kia là phải trả là không muốn Hạ Trường Minh tiếp tục cười hỏi, từng bước một dẫn dắt đến Tô Nguyệt Ly. Tô Nguyệt Ly nhắc nhẹ một chút môi đỏ, thần sắc xoắn suýt một lát. Cuối cùng là âm thanh nhỏ bé mà phun ra một chữ, muốn, ân, nâng tử thanh âm của người quá nhỏ, vi phu nghe không được. Người nói cái gì? Hạ Trường Minh cười nói, nhìn xem Tô Nguyệt Ly cái kia nhăn nhó quẫn bách, lại ngượng ngùng dáng vẻ. Hắn thực sự là không nhịn được muốn nhiều đùa diễn một phen, dù sao loại cơ hội này cũng không thường có. Tô Nguyệt Ly gương mặt xinh đẹp phím hồng, cắn thật chặt răng à, trừng mắt trừng mắt Hạ Trường Minh nàng mới sẽ không tin tưởng hạ trường minh không có nghe được nàng nói rõ chính là muốn trêu đùa nàng căn bản không có ý định đem yêu đao cho nàng trong cơn tức giận tô nguyệt ly dứt khoát trực tiếp quay người rời khỏi hạ trường minh nhẹ nhàng cười một tiếng bước ra một bước gần sát tô nguyệt ly sau lưng cánh tay rất thuận theo tự nhiên ôm cái hông của nàng tô nguyệt ly đôi mi thanh tú ngưng lại vừa muốn chuẩn bị phát tác cái kia yêu diễm hoa lệ yêu đao liền đưa tới trước người nàng người đây là ý gì Tô Nguyệt Ly liếc quá mức hướng Hạ Trường Minh nghi hoặc hỏi, ơi, tiến đưa ngươi, vi phu đem ngươi tặng cho ta chỉ thủ lắm hư, cái này coi như là bồi thường. Hạ Trường Minh đem đầu gác ở Tô Nguyệt Ly trên bờ vai, khẽ cười nói, Tô Nguyệt Ly không có lập tức tiếp nhận yêu đào, mà là thần sắc nghiêm túc nói ra, ngươi liền không sợ bản đế cầm yêu đào gây bất lợi cho ngươi. Hạ Trường Minh trầm ngâm một lát. Ngay sau đó dán tại Tô Nguyệt Ly bên tai tiếng cười nói ra, Vi Phu nói qua, nâng tử cứ tới là được, Vi Phu chờ mong ngươi lần sau dạ tập. Tô Nguyệt Ly trầm mặt, nắm chặt tú quyền, nàng bây giờ chỉ muốn đem cái này không biết xấu hổ ra hòa ném ra bên ngoài. Hừ, ngươi cũng không nên hối hận, nếu Hạ Trường Minh dám tiễn đưa, vậy nàng lại có gì không dám nhận đâu. Tô Nguyệt Ly chậm rãi nắm chặt yêu đao, cảm thụ được thân đáo bất phàm kiếm ý cùng chiến minh, đôi mắt không khỏi lưu quang dị sắc, yêu thích không buông tay, liền sau lưng hổ vĩ đều tại trái phải lắc lư, nhìn ra được hài tử rất ưa thích. Hạ Trường Minh lộ ra một vẻ chìm cười. Tô Nguyệt Ly vừa lúc chú ý tới Hạ Trường Minh nụ cười trên mặt, vô cùng ghét bỏ mà xua đuổi nói: Ngươi phải dựa vào bản đế lúc nào? vừa mới vẫn luôn bị yêu đào hấp dẫn lực chú ý cũng không phát hiện hắn đang tựa vào đầu vai của nàng hai người cử chỉ xen ra mười phần thân mật hạ trường minh không có chút nào dự định đứng lên vô cùng bình thường mà nói ra vi phu hơi mệt cần mượn một chút nương từ bà vai dựa vào một chút tô nguyệt ly gặp hạ trường minh hai mắt nhắm lại thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt lời vừa tới miệng sửng sốt không có nói ra tùy ý hắn tựa vào trên người mình gia hòa này liền như vậy ngủ rồi hắn thật sự không sợ bản đế thừa cơ gây bất lợi cho hắn sao tô nguyệt ly lặng lặng nhìn chăm chú lên hạ trường minh ngủ nhang suy nghĩ ngàn vạn lúc này hạ trường minh phảng phất lâm vào ngủ say trên người linh lực cũng vô cùng yếu kém không có chút nào phòng bị mà nàng vừa mới khôi phục một chút linh lực cùng thương thế trong tay lại đạt được yêu đao, bây giờ nếu là đối hạ trường minh ra tay phần thắng xác suất rất lớn quả thực là tuyệt hảo cơ hội tô nguyệt ly nắm chặt yêu đao, dầu di đến cùng muốn hay không động thủ trong lòng chẳng biết tại sao do dự bất định vạn nhất gia hỏa này lại là đang vừa ngủ đâu lúc trước đã ăn qua một lần thiệt thòi nhưng lần này xem ra phi thường giống thật sự ngủ nếu là bỏ lỡ lại khó có cơ hội nàng không biết chính mình đang do dự cái gì tô nguyệt ly suy nghĩ lặp đi lặp lại phẳng phất hai loại thanh âm bất đồng tại trong óc nàng khẽ nói để nàng khó mà lòng yên tĩnh không quyết định được cuối cùng vẫn là hóa thành khẽ than thở một tiếng đem yêu đao thu vào hồ vĩ bên trong lãnh mâu liếc xéo hạ trường minh thôi thôi lần này tạm thời buông tha gia hỏa này dù sao vừa mới hắn xuất thủ cứu nàng Tô Nguyệt Ly không biết là tại nàng thu hồi yêu đau một khắc này, ghé vào bả vai nàng bên trên Hạ Trường Minh khuế miệng hơi hơi giơ lên khó mà phát giác đường cong. Tô Nguyệt Ly cũng bắt động, hai người cứ như vậy duy trì đứng thẳng dáng người dựa vào cùng một chỗ, chẳng diện mười phần ấm áp thân mật. Chậm một chút đi tìm tới Chu An Ninh để ra bộ cỏ, vừa mắt liền thấy được Hạ Trường Minh ôm Tô Nguyệt Ly, một mặt hài lòng ngủ nhan mà dựa vào ở trên người nàng, này giống như thần tiên quyền lữ một dạng một màn. Lệnh Chu An Ninh trừng lớn hai mắt đồng thời, gương mặt không khỏi sinh ra một trận phấn hồng. An, an ninh không phải cố ý an ninh lúc này đi chu an ninh che lấy đỏ bừng khuôn mặt nhỏ phi thường thức thời sai người rời đi ân ừ, tin tới lão đại bọn họ vì sao lại muốn đi à lăng ra ghé vào chu an ninh trên bờ vai không hiểu hỏi đang muốn nhảy xuống chạy về phía hạ trường minh lại bị chu an ninh một tay ở giữa không chúng bắt lấy túng trở về tiểu quỷ đầu người túng bản đại gia làm gì lão đại bọn họ ở bên kia à lăng ra tại chu an ninh trong tay bất mãn dãy rủa. tô nguyệt linh nghi hoặc mà nhìn xem chu an ninh vì cái gì lại đột nhiên rời khỏi quay đầu nhìn dựa vào ở trên người nàng hạ trường minh tức khắc biết nàng nhất định là hiểu lầm cái gì nàng chỉ là cố mà làm mượn hạ trường minh tạm thời dựa vào một chút mà thôi chẳng biết tại sao bị người khác nhìn thấy tô nguyệt ly trong lòng hiện lên một chút hoảng hốt vội vàng đi ra mắt đi trèo chống hạ trường minh đành phải từ từ tỉnh lại an ninh à ngươi tới sớm hạ trường minh trong lòng không khỏi tiếc hận nói khiêm thấy ấm áp thời khắc liền như vậy kết thúc vừa lúc lúc này bí cảnh bên trong bắt đầu tạo nên từng trận ba động trải qua nhiều lần thiên tôn chi chiến lại tiếp nhận thần thông vạn pháp tẩy lễ bí cảnh đã trở nên cực kỳ không ổn định trong không khí linh lực mỏng manh linh lực loạn lưu phun trào trời nghiêng mà nghiêng tiếp qua không lâu chỗ này bí cảnh khe hở liền sẽ khâu lại biến mất nếu là không thể tại bí cảnh khe hở khép lại trước đó ra ngoài vậy liền sẽ vĩnh viễn ở lại đây tòa tiên mộ bên trong cho đến tỏa hóa trong đó hóa thành thiên địa mới chi linh chất dinh dưỡng không ngừng mà có thân ảnh từ chân trời xe qua bay về phía bí cảnh khe hở mở miệng nương tử an ninh đi thôi nên trở về đi hạ trường minh cùng tô nguyệt ly phi thân lên hóa thành thân hồng cực nhanh chu an ninh theo sát ở phía sau giờ đi nhiều ngày như vậy thiên đô đến cùng như thế nào đây thiên đô nghiệp hỏa đốt thành tứ bề báo hiệu bất ổn cùng bạo tiếng mưa gió bên trong sen lẫn kim qua thiết mạ tiền chém giết cùng tiếng kêu rên huyết thủy nhuộm đỏ từng mảnh gạch xanh thời khắc này thiên đô sớm đã không còn ngày xưa tường hỏa phồn vĩnh cảnh tượng Kho sắt cùng đao kiếm giao phong âm thanh chảy rộng cả tòa thiên đô. Bách tính chỉ có thể tâm kinh đảm chiến co quắp tại trong gian phòng run lẩy bẩy. Xem như thiên đô trừ danh tiêu chí một trong túy tiên lâu bây giờ đã là tại giấy lên lửa lớn rừng rực bên trong biến thành cho tàn. Đại nhân, tạ gia ngoan cố chống lại người đều đã chém giết. Bây giờ phụ trách trưởng quản tạ gia tạ vân đã dẫn theo còn sót lại tạ gia người chạy trốn tới hạ gia tông địa. Phải trang truy kích, một cái thủ hạ hướng vương mạnh chắp tay hỏi. Vương mạnh nhìn chăm chú dần dần tại trong liệt họa đổ sụp túy tiên lâu. Thản nhiên nói, không cần, Tùy tiên lâu thiêu hủy, tạ gia cơ bản tử thương hầu như không còn, tạ gia đã xong. Cho dù chạy trốn tới hạ gia tông địa, bên kia cũng có thái ưng dẫn đầu thái gia tại tiến công hạ gia, trốn không thoát. Tại trở về thiên đô sau, vương mãnh lập tức liền triệu tập vương gia tất cả còn lại đệ tử quy mô tiến công lãnh địa nhà họ tạ cùng tùy tiên lâu. Tạ gia tuy có chuẩn bị, nhưng thế nhưng thực lực yếu ớt, cảnh giới cách xa. Tại tạ vân dẫn đầu dưới tiến hành một phen liều chết chống cự sau, cuối cùng là không địch lại vương mãnh chỉ có thể dẫn đầu quản sót lại người trốn hướng hạ gia bây giờ lãnh địa nhà họ tạ bị hủy tùy tiên lâu bị đốt cháy tạ gia đệ tử tử thương hơn phân nửa cơ bản tuyên cáo tạ ra xong Vương mãnh dĩ nhiên là lời nhắc lại hao phí khí lực cùng thời gian hạ gia bên kia có thái ưng tại đi đến hạ gia hẳn là cũng không sai biệt lắm xong còn lại chỉ cần hiệp trợ chu chỉ qua đoạn lấy hoàng cung liền có thể tuyên cáo tân đế đăng cơ thiên đô từ đây liền chỉ có hai đại thế gia có được nghĩ tới đây vương mãnh nhếch miệng cười một tiếng ánh mắt nhìn về phía nguy nga đường hoàng hoàng cung nâng đao trực chỉ hoàng cung lên trời điện nghiêm nghị nói hoàng cung cấm vệ quân thống lĩnh nhạc chắc thiên xuất lĩnh cấm vệ quân y muốn mưu phản ta vương gia thân là một trong tứ đại thế gia lịch đại thâm thụ thiên chu ân trọng tuyệt sẽ không bỏ mọc gian tặc đạt được chư vị theo ta tiến cung quần vương chu sát phản tướng nhạc chắc thiên giết 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 vương mạnh sau lưng một đám vương gia đệ tử cùng quân tốt hưng phấn dơ cao binh khí cùng kêu lên hét to nói đại đội nhân mã hướng phía hoàng cung đánh tới một bên khác hạ ra tông địa giết cho ta đi vào phan là hạ ra người bất luận nam nữ già trẻ một tên cũng không để lại thái ưng xuất linh lấy số lớn nhân mã săn sát tại hạ gia tông địa trên không phất tay ra lệnh lệnh đông đảo đệ tử đồng thời công hướng hạ gia tông địa nhưng mà vô luận như thế nào nhiều lần tiến công ngăn tại trước mặt hạ gia hộ tông đại trận không nhúc nhích tí nào an ổn như núi liên tục tiến công mấy ngày đừng nói giết tiến hạ gia liền một bước đều không có bước vào qua Này hạ gia hộ tông phát trận tựa như không thể phá vỡ hàng rào đồng dạng linh lực cuồn cuộn không dứt như thế nào tiêu hào cũng chưa từng xuất hiện nửa điểm vết sách phảng phất có được vô tận linh lực tại bọn hàn tiến công đồng thời không ngừng chữa trị đại trận bình chướng ban đầu hạ ra tất cả mọi người sẽ còn trận địa sẵn sàng mà tụ tập tại trước mặt bọn hắn hôm nay đã sớm tản ra tại tông địa chơi đùa đùa diễn uống trà đánh cờ hoàn toàn liền không có đem bọn hắn để vào mắt thái ưng đơn giản tức gần chết thái ưng thực sự không thể nhịn được nữa mà một cái quang lên bên cạnh hạ hạ uyên phẫn nộ cầm dù nói ngươi không phải nói phái hạ quân sớm trở lại hạ gia nội ứng ngoại hợp đem cái kia hạ gia hộ tông đại trận quan bế sao Bây giờ này hạ gia hộ tông đại trận chẳng những vẫn còn, cũng một điểm không giống như lời ngươi nói yếu ớt như vậy. Ngươi chẳng lẽ đang đùa ta? Hạ Hạ Uyên cũng là mờ mịt không biết làm sao. Mấy ngày trước đây để Hạ Quân cùng tên kia ám vệ trước quay về Hạ gia sau, liền mất đi cùng Hạ Quân liên lạc. Hạ gia hộ tông đại trận cũng không quan bế. Hạ gia phẳng phất đã sớm ngờ tới bọn hắn trở về đồng dạng, làm xong hết tài chuẩn bị. Đối mặt Thái ưng chất vấn, Hạ Hạ Uyên không dám mảy may phản bác, cũng không biết như thế nào phản bác, chỉ có thể khuyên nhủ. Thái gia chủ bớt giận, hạ gia hộ tông đại trận lão phu hiểu rõ nhất tuy là kiên cố nhưng cực kỳ tiêu hao linh lực lấy hạ gia linh thạch kho chống đỡ không được bao lâu lão phu tin tưởng rất nhanh liền có thể công phá đánh giám ngươi hôm qua cũng là nói như vậy chừng lớn mắt chó của ngươi nhìn xem hạ gia hộ tông đại trận nào có một điểm tiêu tán vết tích thái ưng chỉ vào hạ gia hộ tông bình chướng hướng về phía hạ hạ uyên đổ xuống chính là một chầu thóa mạ hạ hạ uyên bị mắng bất lực phản bác trong lòng cũng rất là nghi hoặc minh minh hạ gia không có bao nhiêu linh thạch tồn kho này hộ tông đại trận vì cái gì có thể duy trì lâu như vậy liên tông địa bên trong linh lực tựa hồ cũng dư giả không ít bây giờ hạ trường lấm ngáp một cái vặn eo bẻ cổ đi ra cửa phòng nhìn thấy đại trận bên ngoài thái ưng đám người không khỏi cười đùa tí từng trao hỏi nói thái gia chủ con ở đây như thế không nói đi nhìn xem hạ trường lâm bảo trì không sợ hãi cười đùa tí từng đắc ý bộ dáng thái ưng tức giận đến kém chút đem răng hàm đều cắn nát hạ trường lâm ngươi chờ đắc ý đợi ta công phá đại trận này định đem hạ gia chém tận giết tuyệt tốt tốt đừng làm rộn không sai biệt lắm liền được hạ trường lâm rất là vô tình khoát tay áo phối hợp tứ lên hoa thái ưng hạ hạ uyên thái ưng bọn người mặt đen lại hạ gia người chẳng lẽ đều là chỉ biết co đầu rút cổ trong nhà phế vật sao đã từng hạ gia không phải rất thần khí danh xưng từ đại thế gia đứng đầu sao có dám đi ra ông chiến thái ưng lên tiếng hướng về phía hạ gia tông địa bên trong kêu gào nói ý đồ chọc giận hạ gia cũng không luận thái ưng như thế nào nhục mạ khiêu khích hạ gia bên trong đều không một người để ý tới sớm tại trước đó hạ trường lâm liền đối với hạ gia tất cả mọi người xuống từ mệnh lệnh tay hạ trường minh trở về trước đó không cho phép bất luận kẻ nào ra đến đại trận bên ngoài có hai cái con nhỏ non nớt hài đồng đi đến hạ trường lâm bên cạnh tò mò chỉ vào thải ưng nãi thanh nãi khí hỏi hạ bà bá người kia là ai à? hạ trường lâm một sổ người xuống sau so lấy hai cái trẻ con đầu nhỏ cười nói ra đó là cái rất xấu người xấu ạ nhờ kỹ nhất định không thể đi ra ngoài cũng không còn nói chuyện cùng hắn bằng không thì hắn sẽ hả to mồm đem các ngươi mở miệng một tiếng nuốt vào ăn hết hạ trường lâm giảng sinh động như thật còn làm bộ lão xói sám bộ dáng dương nanh mùa vuốt hù dọa hai hải đồng hai tiểu hài tử dọa đến sắc mặt đều thay đổi như thuận nhẹ gật đầu mụ mụ nói qua không thể cùng hỏng dâm ngoạn chúng ta không cùng hắn chơi đúng không cùng hắn chơi nói hai hài đồng còn nghiêng đầu sang chỗ khác hướng phía đối không trung thái ưng nhân mặt lè lưỡi thái ưng tức giận đến chán nổi gân xanh lên trong lòng máu tức nổ vậy mà bắt hắn làm dỗ tiểu hài tài liệu giảng dạy buồn cười hạ trường lâm vui mừng sờ lên hài đồng đầu nhỏ này cái nào cũng được so Hạ Trường Minh khi còn bé dễ dụ nhiều. Khi còn bé hắn cho Hạ Trường Minh kể chuyện xưa hù dọa hắn thời điểm, Hạ Trường Minh đều là một mặt nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút, đứa bé kia thật là đánh nhỏ liền không giống bình thường. Tay Hạ Gia Tông địa không xa bên ngoài trên một ngọn núi, Lăng Linh đứng sững bên vách núi duyên, chú mục ngắm nhìn Hạ Gia thế cục. Phía sau là Lăng Hâm cùng Trần Luyện Hùng xuất lệnh lấy một đám bạch y mặt trắng thiên địa bảo các đệ tử, thiếu chủ, Hạ Gia sớm có phòng bị, xem ra không cần chúng ta ra tay giúp bọn hắn. Trần luyện hùng nhìn qua hạ gia không thể phá vỡ hộ tông đại trận nói, Lăng Linh lại xem thường, chậm rãi lắc đầu nói ra, "Lập tông liền nên chúng ta ra tay."